Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 31. Tôi không nhìn lầm đấy chứ. Mắt rất nhiều người mở to, mắt đảo liên tục, tràn đầy vẻ khó mà tin. Một con khỉ sắp chết ngay cả bộ lông cũng biến thành màu đen, như phục dùng tiên đan trên tivi, lúc trước còn tóc trắng xóa, hơi thở như con ba ba già, sau đó lập tức biến thành thiếu niên tóc đen. Tuy xảy ra trên người một con khỉ, nhưng ở trong mắt bọn họ không khác gì xảy ra trên người con người. Dù sao gen của khỉ không khác người mấy, con khỉ uống thuốc của Mạc Phàm có tác dụng lớn như thế, chắc chắn người ăn cũng có tác dụng tương tự. Sắc mặt Lâm Khuynh Thiên, Tống Trung, Liễu Như Phong khó coi, cuối cùng không cười nổi. Rất rõ ràng, quả thật thiên thọ đan của Mạc Phàm có tác dụng, hơn nữa hiệu quả rất tốt, còn tốt hơn trường sinh quả và thiên ngọc tủy của Lâm gia. Thiên ngọc tủy phải 3 ngày mới có tác dụng, đan dược của Mạc Phàm chỉ cần 3 phút, cuối cùng cũng thấy loại thuốc tốt hơn. Lúc trước bọn họ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, hiện giờ không đơn giản như thế. Chuyện này, đại sảnh bán đấu giá lặng ngắt như tờ, tất cả bị màn thần kỳ này làm sợ ngây người. Rất lâu sau, bán đấu giá sư ngơ ngẩn hỏi. Bác sĩ, con khỉ này trẻ bao nhiêu tuổi? Lúc này bác sĩ thú y mới lấy lại tinh thần, vội vàng kiểm tra tình hình thân thể con khỉ này. Con khỉ này trẻ 12 tuổi. Cái gì? Đại sảnh vừa náo nhiệt lại giống như chết lặng. Phải biết rằng thiên ngọc tủy của Lâm gia chỉ có tác dụng gần 3 năm, con khỉ gần chết uống đan dược của Mạc Phàm, lập tức trẻ 12 tuổi, tác dụng gấp 4 lần thiên ngọc tủy. Tuy đan dược này chỉ có thể phục dùng 3 viên, nhưng tự nhiên được thêm 30 năm tuổi thọ, thiên ngọc tủy và trường sinh quả dùng tiếp được hay không còn không biết. Chỉ trong chớp mắt, không ít người hối hận đến mức ruột sắp nứt rồi. Thiên thọ đan cực phẩm như thế, giá không khác thiên ngọc tủy mấy, tác dụng lại gấp 4 lần thiên ngọc tủy, cứ bị bọn họ bỏ lỡ như thế. Ông chắc chắn ông không lầm, ông nhìn cho kỹ, nếu sai, cẩn thận sẽ thảm lắm đó. Dư danh gia chủ Dư gia nói. Trong giọng nói đều có ý uy hiếp. Nếu đan dược của Mạc Phàm có tác dụng như vậy, không phải không có khả năng lật bàn, đây là chuyện bọn họ không mong muốn nhất. Quả thật trẻ 12 tuổi, chỉ nhiều chứ không ít. Bác sĩ thú y kia do dự một lát, nói chắc chắn. Ông ta làm bác sĩ thú y mấy chục năm rồi, kinh nghiệm vô cùng phong phú, cơ bản sẽ không sai. Ông muốn. Sắc mặt Dư danh khó coi, giận dữ hét. Ông ta còn chưa nói xong, Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Dư danh một cái. Muốn cái gì? Dư danh bị Mạc Phàm nhìn chăm chú như thế, vẻ mặt lập tức như bị cự long viễn cổ đến gần, miệng há to, chữ chết không nói ra được. Không, không có gì. Dư danh vội vàng ôm đầu nói, không dám nhìn Mạc Phàm. Chuyện của Mạc Đại Sư, ông ta biết một chút. Trương gia, Vương gia Đông Hải, Hoàng gia Thủ Đô, đều là vết xe đổ, ông ta làm cản trước mặt Mạc Phàm là muốn chết. Nếu như ông ta có chuyện, tôi giết ông. Mạc Phàm thản nhiên nói. Rõ ràng là giết người, lại không khác gì nói muốn làm thịt gà. Dư danh như bị người ta tát mấy cái, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận, không dám phát tiết. Sắc mặt Lâm Khuynh Thiên nham hiểm, không nói gì, nhưng sắc mặt kém hơn nhiều. Bên phía Mạc gia, Lưu Văn Thiên vô cùng kích động. May mà ông ta không ngồi bên phía Lâm gia, nếu không hối hận cũng không kịp. Thuốc cực phẩm như thế, hai thứ của Lâm gia khó mà so sánh được. Mạc Đại Sư, có phải có thể đấu giá thiên thọ đan rồi không? Đừng sốt ruột. Mạc Phàm lạnh nhạt vẫy tay với bán đấu giá sư. Vừa bắt đầu bán đấu giá mà thôi, thứ tốt còn ở phía sau. Bán đấu giá sư đạt được cho phép, lấy tấm thẻ còn lại. Vật phẩm bán đấu giá thứ hai có tên là Khuynh Thành, sử dụng một lần có thể khiến dung nhan không già 10 năm, có thể sử dụng vô kỳ hạn, giá quy định là 1 triệu. Vải đỏ được vén lên, Khuynh Thành xuất hiện trước mặt mọi người, thiên ngọc tủy tựa như hơi sữa trên người tiểu cô nương, Khuynh Thành tựa như mùi thơm xử nữ trên người thiếu nữ 18. Cái gì? Lần này không như quả bom nổ mạnh rơi vào trong nước, cuối cùng đại sảnh bán đấu giá sôi trào hừng hực. Thiên ngọc tủy chỉ khiến dung nhan người ta không già từ 2 đến 3 năm, vậy mà Khuynh Thành này có thể duy trì 10 năm, căn bản không cùng cấp bậc. Tuy chưa làm thí nghiệm, nhưng vừa rồi có thí nghiệm thiên thọ đan, không ít người tin 7, 8 phần. Lần này thiệt lớn rồi. Có người khóc không ra nước mắt. Thiên thọ đan cộng thêm Khuynh Thành, đó là trường sinh, bất lão.
Chỉ cần lúc trước bọn họ đứng về phía Mạc gia, có khả năng đấu giá được, hiện giờ hoàn toàn không có cơ hội. Nhất là những người sau đó mới đến bên Lâm gia, trong chớp mắt mặt tái đi rồi. Bọn họ thuận theo gió, nhưng xem như không chiếm được thứ tốt gì. Sắc mặt đám Lâm Khuynh Thiên lại khó coi hơn. Chuyện này còn chưa xong. Ngoại trừ hai thứ này ra, còn có thứ khác nữa, thứ này tên là tạo hóa dịch, có thể khiến người bình thường thành võ giả, pháp sư. Bán đấu giá sư nói tiếp. Khi nói chuyện, không chỉ giọng nói ông ta run rẩy, tay cũng lắc lư liên tục, giống như thẻ giới thiệu vật phẩm bán đấu giá ông ta cầm trong tay rất nặng, không cầm được bằng một tay. Ông ta bán đấu giá vài chục năm, pháp khí võ giả, pháp sư sử dụng, đan dược ông ta cũng từng bán rồi, những thứ này không hề hiếm lạ. Nhưng chưa có thứ nào khiến người bình thường thành võ giả. Bởi vì muốn trở thành võ giả, pháp sư, nhất định phải khổ tu mới được. Rất nhiều người khổ tu cả đời, đều bị ngăn bên ngoài cánh cửa võ giả, pháp sư. Một lọ nước thuốc có thể trở thành võ giả, ông ta không chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi, thế giới này cũng điên rồi. Bán đấu giá sư vừa nói xong, Tần Lão, Lạc Lão, Lưu Văn Thiên và rất nhiều người đứng bật dậy, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Khiến người bình thường biến thành võ giả, tuy chỉ có mấy chữ, nhưng chỉ cần biết tồn tại của võ giả, pháp sư, sẽ biết phân lượng mấy chữ này. Mỗi một chữ, tuyệt đối không nhẹ hơn ngọn núi to. Những lời này truyền tới thủ đô, cũng có thể khiến thủ đô lung lay mấy cái, run rẩy ba lần. Phải biết rằng muốn thành võ giả, pháp sư thật sự rất khó khăn, trong 10 vạn người thì chỉ có một người. Nếu nước thuốc của Mạc Phàm có thể khiến người bình thường thành võ giả, nói cách khác, người nào đạt được nước thuốc này sẽ tạo ra đại quân tu sĩ như mưa bom bão đạn. Mạc tiên sinh, đây là thật sao? Tần lão gia tử hỏi. Ông ta chỉ biết hai loại trước là gì, ông ta không rõ loại thứ ba lắm. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, thứ này lại kinh hãi thế tục đến vậy. Ngay cả Lâm Khuynh Thiên, Tống Trung, Liễu Như Phong cũng đứng ngồi không yên, sắc mặt rất khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Lâm gia tích lũy ngàn năm, cũng chỉ có Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Thủy, một tên tiểu tử như Mạc Phàm giơ tay là lấy ra đồ tốt hơn bọn họ, đã nằm ngoài dự kiến của anh ta. Ai biết Mạc Phàm còn có tạo hóa dịch này? Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Nếu tạo hóa dịch lan truyền ra, Lâm gia, Liễu gia, thậm chí cả Thanh Bang nước ngoài đều không có cơ hội lấy được. Trong mắt đám Lâm Khuynh Thiên hiện lên lạnh lẽo. Mạc Phàm, tôi rất kinh ngạc với những thứ cậu lấy ra, tối nay vẫn là tôi thắng, bởi vì chỉ dựa vào những người bên phía cậu, không có khả năng lấy được 200 triệu. Lâm Khuynh Thiên đứng dậy, cười âm hiểm nói. Thực lực của Lưu gia và mấy gia tộc đứng sau Mạc Phàm không kém, nhưng không có một nhà giàu có, cho dù Lưu Văn Thiên đồng ý ra giá cao, muốn lấy được 200 triệu căn bản là si tâm vọng tưởng. Không kiếm được số tiền này, Mạc gia không trả nợ nổi, người thắng là anh ta, Mạc gia đợi biến mất đi. Sắc mặt đám người đứng sau Lâm Khuynh Thiên khá hơn chút, đều cười. Cho dù là đồ tốt, nhưng đáng tiếc lấy ra muộn rồi. Sắc mặt Tần, Lạc lão gia tử, Lưu Văn Thiên khó coi, Lâm Khuynh Thiên nói không sai, quả thực bọn họ không lấy được nhiều tiền như thế. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Cậu cảm thấy Mạc đại sư tôi quật khởi một năm, chỉ có chút nhân mạch đó sao? Hơn 90% thế lực tỉnh Giang Nam đã đứng về phía Lâm gia, nếu đặt lên người người khác, căn bản khó có khả năng thắng. Nhưng cả Hoa Hạ không chỉ có một tỉnh Giang Nam, Y Tiên Bất Tử hắn chỉ có chút bản lĩnh, nhân mạch đó sao? Cái gì? Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, ánh mắt âm tình bất định. Chẳng lẽ tiểu tử này còn người ở tỉnh khác, có quân bài chưa lật? Vào đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, tất nhiên giọng nói truyền đi rất xa. Rầm, một cánh cửa sảnh bán đấu giá mở ra, một giọng nói cao vút vang lên. Lỗ Lão Hổ ông chủ Lỗ Tấn Châu đến. Lỗ Lão Hổ. Nghe thấy tên này, bao gồm cả Lâm Khuynh Thiên, vẻ mặt không ít người thay đổi. Bọn họ có thể không để ý tới Lưu Văn Thiên, Lưu Văn Thiên vừa không thuộc tỉnh Giang Nam cũng thua kém trong thương trường, nhưng bọn họ không có khả năng không biết Lỗ Lão Hổ Tấn Châu. Lỗ Lão Hổ nắm vô số khoáng sản, nhất là khoáng sản hiếm có chất lượng tốt. Ngoại trừ khoáng sản ra, ông ta còn mở mấy công ty khoa học kỹ thuật, chuyên nghiên cứu chế tạo một số nguyên liệu mũi nhọn, tên lửa và một số linh kiện ở Hoa Hạ đều do Lỗ gia sản xuất. Nói Lỗ Lão Hổ phú khả địch quốc cũng không đủ. Mình ông ta lấy ra 200 triệu không thành vấn đề.
Vậy mà Lỗ lão hổ đến đây, chuyện này. Mạc tiên sinh, trên đường có chút chuyện, đã tới muộn. Lỗ lão hổ nhìn Mạc Phàm, nhanh chóng đi tới, cười tít mắt nói. Đường đường là Lỗ lão hổ Tấn Châu lúc này đâu còn là lão hổ, như một con mèo trước mặt Mạc Phàm. Ngồi đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lỗ lão hổ tìm vị trí gần đầu, mỉm cười với vài người gần đó, ngồi xuống. Lỗ lão hổ mới ngồi xuống. Khương gia Tấn Châu đến. Một người trẻ tuổi béo trước ngực thêu chữ Y đi tới. Khương gia, là Y Dược Thế gia bị hoàng gia nô dịch ngàn năm sao. Sau khi hoàng gia bị diệt, tất cả tài sản đều quay về tay Khương gia, tài phú không thể đo lường được. Gia Cát tiểu thư Gia Cát gia Bắc Xuyên đến. Lâm Khuynh Thiên nhíu chặt mày, Gia Cát gia là hậu nhân của Gia Cát Vũ Hầu, ít ai ở Hoa Hạ không biết. Giọng nói vừa vang lên, Gia Cát Nguyệt vén tóc, mặc lễ phục trễ ngực màu rượu vang đi vào. Gương mặt hỗn huyết tuyệt mỹ, dáng người khiến máu người ta sục sôi, lập tức tóm không ít ánh mắt lão tổng. Nam Cung Thiên Nam Cung Gia Giang Nam đến. Tôn Huyền Cơ Tôn gia. Võ gia. Ngay sau Nam Cung, Tôn Huyền Cơ dẫn theo 6 đệ tử gia tộc cổ xưa vào. Những gia tộc này không được xưng là nhà giàu có, nhưng là thế gia xưng bá một phương ở Hoa Hạ, khẽ dịch chân khiến một phương động đất. Gia tộc như vậy tới ủng hộ Mạc gia có mặt mũi lớn vậy sao? Giọng nói ở cửa vừa dừng lại vang lên. Lam Điệp sứ giả Hắc Thị đến. Lam Điệp mặc trang phục mốt thoải mái khác hẳn bình thường, cười quyến rũ với Mạc Phàm, ngồi với Gia Cát Nguyệt ở phía sau Mạc Phàm. Hai người một gợi cảm nóng bỏng, một thanh nhã quyến rũ, giống như hai đóa hoa xinh đẹp nở rộ, phong cảnh như họa, khiến không ít người hâm mộ ghen tị. Hắc Thị cũng đến đây. Hắc Thị không thích tranh chấp bất luận thứ gì, vậy mà lần này cũng tới tham gia bán đấu giá của Mạc gia. Lần này xảy ra chuyện gì thế? Ngô tiểu thư đến. Tống tiên sinh đến. Kiều tiểu thư đến. Sau Lam Điệp, liên tục có người đi vào. Những người này không có gia thế cao, thì nằm tổng giới phú quý Giang Nam. Nhưng bất luận người nào trên mặt đều có vài phần kiêu ngạo, không để đám người Lâm Khuynh Thiên ở đối diện vào mắt, chỉ nhìn vẻ mặt là biết không phải người bình thường. Hình như Ngô tiểu thư kia là người đại diện của Lưu tiểu thư đại tỷ giới giải trí, không phải bọn họ đến vì Khuynh Thành đấy chứ. Có người nói. Hình như Tống tiên sinh kia là phát ngôn viên của Angelina Jolie ngôi sao điện ảnh quốc tế ở Hoa Hạ, nghe nói Angelina Jolie là bạn thân của Tô Nhã Hân. Kiều tiểu thư kia là. Không lâu sau, chỗ trống phía sau Mạc Phàm có mấy chục người. Những người trước đó không đủ 200 triệu, những người hiện giờ lấy 2.000 triệu cũng không có vấn đề. Được lắm, được lắm. Lâm Khuynh Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói. Giọng nói giống như xuất hiện trong vết nứt vạn năm, khiến không ít người run rẩy. Mỗi một người tới đây, tựa như một cước giẫm lên mặt anh ta, một cước một dấu chân. Nhiều người tới ủng hộ Mạc Phàm như thế, cho dù Mạc Phàm từ chối người bên Lâm gia bọn họ đấu giá, tối nay Mạc Phàm vẫn thắng. Thiên Thọ Đan, Khuynh Thành, Tạo Hóa Dịch, bất luận là phẩm chất hay cấp độ đều trên Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Tủy. Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Tủy đều lấy được 200 triệu. Đồ của Mạc Phàm càng không có vấn đề. Anh ta thua, thua hoàn toàn. Sau khi thua Mạc Phàm 2 lần, lần thứ 3 vẫn thua. Lúc này, nếu lửa giận trong lòng có thể giết người, Mạc Phàm và đám người sau lưng hắn đã biến thành bột phấn rồi. Lúc Lâm Khuynh Thiên đang tức giận, lại có giọng nói vang lên, Giang Tư lệnh Vân Châu tới. Chỉ thấy Giang Thành mặc quân trang, theo sau là Long Nhược Tuyết và Thỏ Tử mặc trang phục ngụy trang. Hai bọn họ mỗi người cầm một cái dương, không biết bên trong có gì. Ba người có mặt, sảnh đấu giá vốn sôi trào đến mức tận cùng, lại giống như có kinh lôi trên bình địa, nổ bùm bùm. Ông trời của tôi, Giang Tư lệnh đang tại chức cũng đến đây, còn mặc quân trang. Có người ôm đầu khó mà tin nói. Những người khác đột nhiên tới, đã khiến người ta khó tin rồi, vậy mà hội đấu giá còn có tư lệnh đang tại chức. Ngay cả đám cha Mạc Phàm. Lưu Nguyệt Như cũng vừa mừng vừa sợ. Sao Giang Tư lệnh lại tới đây, lần này hay rồi. Bộp, thẻ trong tay bán đấu giá sư rơi xuống đất, ông ta vẫn nhìn chằm chằm đám Giang Thành ngơ ngẩn, giống như không cảm nhận được. Hai mắt Tống Trung nheo lại, con người chuyển động trái phải, sắc bén lóe lên. Mạc Đại sư Đông Hải khiến Thanh Bang bọn họ thất bại liên tục, quả nhiên không dễ đối phó như thế.
trong chớp mắt sắc mặt Liễu Như Phong trắng bệch, ông ta tưởng rằng nhân cơ hội này tiêu diệt Mạc Gia. Ông ta không ngờ tới Mạc Gia không chỉ sắp lật bàn, còn khiến bọn họ thua vốn gốc bằng không. Giang Tư Lệnh đều tới ủng hộ Mạc Phàm, lần này xong rồi. Lâm Khuynh Thiên nắm chặt tay, khuôn mặt xanh mét. Giang Thành có quan hệ với Lâm Gia bọn họ, xem như là nửa người Lâm Gia, vậy mà tới ủng hộ Mạc Phàm, ghế ngồi bị tay anh ta nắm mà kêu kéo kẹt. Đáng chết! Mạc tiên sinh, không quấy nhiễu hội đấu giá của cậu chứ? Giang Thành lập tức đi đến trước người Mạc Phàm, khách sáo nói. Mạc Phàm nhướng mày, thoải mái hơn. Giang Thành không nằm trong phạm vi mời của hắn, xem ra trong tiểu đội Thanh Long có người nào đó phục dùng tạo hóa dịch, còn khiến Giang Thành thấy được tác dụng của tạo hóa dịch, như vậy cũng được. Không có, ngồi đi. Mạc Phàm lắc đầu, lạnh nhạt nói. Lưu Nguyệt Như, Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân nhường vị trí, để đám Giang Thành ngồi xuống. Giang Thành ngồi xuống, Mạc Phàm không có ý định bảo bán đấu giá sư bắt đầu bán đấu giá, trái lại nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên. Lâm Khuynh Thiên, hiện giờ cậu vẫn cảm thấy Lâm gia cậu thắng sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đại sảnh bán đấu giá lập tức lặng ngắt như tờ. Không ít người nhướng mày, sắc mặt khó coi, nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên. Lúc trước bên phía Mạc gia muốn gom đủ 200 triệu, khó như lên trời. Hiện giờ chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, 200 triệu thêm hai số không cũng được. Không cần tiến hành hội đấu giá nữa, Lâm Khuynh Thiên thua rồi. Mặt Liễu Như Phong xám như cho tàn, trong đôi mắt đều là lo lắng. Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, nghiến răng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nếu là những người khác, một câu của anh ta đã khiến Mạc Phàm đầu thân hai nơi. Nhưng đối diện anh ta lại là Mạc Đại Sư Đông Hải. Tôi. Không đợi anh ta trả lời, một giọng nói truyền đến. Mạc tiên sinh, không thể không nói cậu rất lợi hại, vài chục năm qua Lâm gia chúng tôi chưa từng gặp đối thủ như vậy. Nhưng tôi có đề nghị, hy vọng Mạc tiên sinh có thể suy xét. Hửm. Không ít người nhìn về phía người vừa nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía một người. Mặc kệ là người bên Lâm Khuynh Thiên, hay bên Mạc Phàm, vẻ mặt đều thay đổi. Lưu Nguyệt Như che môi, vẻ mặt hoảng sợ. Đám Tôn Huyền Cơ, ánh mắt âm tình bất định. Liễu Như Phong thì vui vẻ, giống như nhìn thấy cứu tinh. Cha, sao cha lại tới đây? Lâm Khuynh Thiên nhìn thấy người tới, trước mắt sáng lên. Người tới là người rất có quyền lợi nói chuyện ở Lâm gia, Lâm Thiên Phong gia chủ đương thời của Lâm gia. Ngoại trừ Lâm Thiên Phong gia, bên cạnh Lâm Thiên Phong còn có một lão giả mặc quần áo trắng và mấy đại hán áo đen. Trên người những người này mang theo vài phần cảm giác khiến người ta không rét mà run. Nhất là lão giả áo trắng, hai mắt ông ta như đang ngủ, bộ dạng giống như chưa tỉnh ngủ. Nhưng bao gồm cả Giang Thành bên trong, vẻ mặt đều thay đổi. Thứ năm hắc bảng, quỷ lão. Nhìn thấy đám Lâm Thiên Phong, Lâm Khuynh Thiên như nhìn thấy hy vọng. Chuyện Lâm Khuynh Thiên không làm chủ được, Lâm Thiên Phong có thể, dù sao Lâm Thiên Phong mới là người đại diện cho Lâm gia. Lần này có trò hay để xem rồi, tối hôm nay không đơn giản như vậy. Có người nghĩ thầm, vốn Mạc gia thắng, hội đấu giá kết thúc hoàn toàn. Nhưng Lâm Thiên Phong có khả năng xoay chuyển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Thiên Phong liếc mắt nhìn Lâm Khuynh Thiên một cái, trong mắt lóe lên thất vọng, sau đó ông ta rời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, có hứng thú nghe đề nghị của tôi không? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua Lâm Thiên Phong, cười nhạt. Cuối cùng người có quyền nói chuyện ở Lâm gia đã đến. Đề nghị gì? Tất cả vật phẩm bán đấu giá của Mạc gia tối nay thuộc về Lâm gia tôi, nợ nần, ân oán giữa Mạc gia và Lâm gia xóa bỏ. Trong mắt Lâm Thiên Phong lóe lên tinh quang, không nóng không lạnh nói. Ông ta nghĩ chuyện tối nay sẽ xuôi gió xuôi nước, ai biết Mạc Phàm có bản lĩnh lớn như thế, vậy mà có thể xoay mình. Nhưng đè được Lâm gia bọn họ sao, nghĩ quá đơn giản về Lâm gia bọn họ rồi. Lâm Thiên Phong vừa nói xong, không ít người bên phía Lâm gia ngầm khen ngợi. Đề nghị của Lâm Thiên Phong xem như là Lâm gia cầu hòa với Mạc gia, thực ra là Mạc gia ra giá cao cầu hòa Lâm gia. Nếu Mạc gia đồng ý với đề nghị của Lâm Thiên Phong, Mạc gia có thể sống an ổn. Nhưng chắc chắn Lâm gia là người thắng lần này, không chỉ ổn định thanh danh, địa vị của Lâm gia, còn làm lung lay tâm số lớn, lại được ba vật phẩm bán đấu giá của Mạc gia.
Phải biết rằng ba vật phẩm bán đấu giá của Mạc gia trên 200 triệu, nhất là tạo hóa dịch, ngay cả Giang Thành đều đã đến. Có ba vật phẩm bán đấu giá này, còn nhân cơ hội giáo huấn người đứng sau Mạc gia. Một chiêu lấy lùi làm tiến này đúng là lợi hại. Gia chủ Lâm gia không hổ là gia chủ Lâm gia. Sắc mặt những người đứng sau Mạc Phàm đều khó coi, nếu Mạc Phàm đồng ý, bọn họ phải đến Lâm gia xin thuốc. Bọn họ vốn đứng về phía Mạc gia, muốn đến bên Lâm gia khó hơn nhiều. Chuyện này, Lưu Nguyệt Như cũng nhíu mày, do dự bất định. Chuyện này là cơ hội tốt với Mạc gia, dù sao Lâm gia quá cường đại, nếu có lựa chọn không ai nguyện ý là địch với Lâm gia. Nhưng có mất, Mạc gia sẽ mất hết lòng người. Một chiêu này của Lâm Thiên Phong đúng là độc. Nếu Mạc gia từ chối, có khả năng gặp phải đả kích nhiều hơn nữa. Không ít ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ lắc đầu, cười lạnh lùng. Trước khi bán đấu giá Lâm gia không đến nghị hòa, phải đợi khi hắn tát vào mặt Lâm gia, Lâm Thiên Phong mới chạy tới nghị hòa. Chiến là Lâm gia, hòa cũng là Lâm gia nghĩ mình là hoàng đế sao, cho dù ở trong mắt người thường Lâm gia là hoàng đế, nhưng ở trong mắt hắn chỉ như phàm nhân. Một phàm nhân nói muốn ngừng đấu trước mặt y tiên bất tử hắn, có tác dụng sao? Huống chi Lâm Thiên Phong còn đánh chủ ý lên mấy linh dược kia, đúng là không biết sống chết. Cho tôi lý do nhất định phải đồng ý với đề nghị của ông. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Vẻ mặt không ít người thay đổi. Mạc Phàm dám đòi Lâm Thiên Phong lý do, đây là muốn từ chối Lâm Thiên Phong sao? Chỉ dựa vào bốn chữ Lâm gia Giang Nam, còn chưa đủ sao? Lâm Thiên Phong nhướng mày, trầm giọng hỏi. Không đủ. Mạc Phàm cười nhạt nói. Chỉ là Lâm gia Giang Nam đã muốn chèn ép hắn, phải hỏi bốn chữ y tiên bất tử có đồng ý không? Hắn vừa nói câu này, đại sảnh bán đấu giá như chết lặng. Vậy mà Mạc Phàm nói Lâm gia không đủ, khẩu khí quá lớn rồi. Có thể không để Lâm gia vào mắt, không có mấy người ở Giang Nam, nhưng không bao gồm Mạc gia trong đó. Chuyện này ầm ĩ lớn rồi. Mạc Phàm không thèm để ý Lâm Khuynh Thiên cũng không sao, nhưng đối phương là Lâm Thiên Phong. Hửm, ánh mắt Lâm Thiên Phong phát lạnh, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Vậy nếu cậu không tiếp nhận đề nghị của tôi, Mạc gia sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với Lâm gia. Quả thật Mạc gia có chút thực lực, ông ta vốn định ổn định Mạc gia trước, lần sau tìm cơ hội thu thập. Ai biết Mạc Phàm hung hãn như thế, vậy chỉ có thể trở mặt. Kẻ thù không đội trời chung sao? Mạc Phàm cười nói. Kiếp trước Lâm gia là kẻ thù không đội trời chung với hắn, hiện giờ Lâm Thiên Phong lại lấy trở thành kẻ thù không đội trời chung với Lâm gia tới uy hiếp hắn. Đúng là buồn cười. Không nói đến kiếp trước, một tháng này Lâm gia khiến Mạc gia nợ hơn 200 tỷ, chẳng lẽ không muốn đẩy Mạc gia vào chỗ chết? Nếu hắn không phải y tiên bất tử, chắc chắn Mạc gia sẽ biến mất khỏi Giang Nam. Chẳng lẽ còn chưa phải kẻ thù không đội trời chung? Ông cảm thấy hiện giờ chúng ta chưa phải là kẻ thù không đội trời chung à? Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm vừa nói xong, xung quanh lại rộ lên. Lâm Thiên Phong nhíu mày, sắc mặt khó coi. Ý của cậu là từ chối lời đề nghị của tôi sao? Lâm Thiên Phong nén giận nói. Không cần suy nghĩ đề nghị của ông, tôi có thể cho Lâm gia ông đề nghị, lập tức mang tất cả người Lâm gia biến mất khỏi Hoa Hạ. Nếu không tôi sẽ khiến Lâm gia chết, không còn kẻ thù không đội trời chung. Mạc Phàm dừng cười, thản nhiên nói. Giọng nói như kim thạch rơi xuống đất, leng keng có lực, truyền vào trong lòng mọi người. Thân phận và nhãn giới của hắn hiện giờ, Lâm gia khổng lồ đến mấy cũng chỉ là con kiến. Lâm gia không đến trêu chọc hắn, hắn sẽ không để ý Lâm gia. Nhưng nếu Lâm gia dám ra tay đối phó Mạc gia, đó là tự tìm đường chết. Mạc Phàm vừa nói những lời này, sảnh đấu giá như có sấm sét nổ tung, thân thể mọi người run lên. Lâm gia chết, không có kẻ địch sao? Bao gồm Lưu Nguyệt Như trong đó, không ít người ngơ ngẩn nhìn về phía Mạc Phàm. Có người không ngừng nuốt nước bọt. Có người vẻ mặt mờ mịt, cho rằng mình nghe lầm. Có người chảy mồ hôi lạnh toàn thân, quần áo dán vào da. Bọn họ từng thấy không ít người gan lớn, nhưng gan lớn như Mạc Phàm là người đầu tiên. Mạc Phàm không chỉ từ chối Lâm Thiên Phong, còn đề nghị Lâm gia biến mất khỏi Hoa Hạ, nếu không sẽ diệt Lâm gia. Diệt Lâm gia, tiểu tử này không muốn sống nữa à? Vẻ mặt Lâm Thiên Phong sửng sốt,
mắt mở to giống như bị đứa bé tát vào mặt, hồng xanh bất định. Từ khi ông ta thành gia chủ Lâm gia tới nay, chưa có ai dám nói chuyện với ông ta như thế, vậy thì đợi xem đi. Mạc Phàm, tôi lại cho cậu một cơ hội, cậu chắc chắn muốn như vậy sao? Lâm Thiên Phong xác nhận lại. Còn có một việc nữa, thả người Lâm gia ông dùng để nuôi dưỡng Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Tủy gia, nếu không tôi sẽ khiến Lâm gia ông thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Tủy. Lâm gia lấy Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Tủy ra, sao hắn không biết nguồn gốc? Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Tủy là quả ở trên cây, Thiên Ngọc Tủy là chất lỏng trong Thiên Ngọc Đằng, có thể khiến người ta trường thọ, không già. Nhưng cho dù là Trường Sinh Thụ hay Thiên Ngọc Đằng đều gieo hạt giống trong cơ thể người sống, dùng người sống làm nước thuốc dưỡng đặc biệt, khí huyết người sống làm chất dinh dưỡng. Người bị coi là chất dinh dưỡng gần như sống không bằng chết, cho nên hai thứ này là đồ cấm. Vậy mà Lâm gia nuôi Trường Sinh Thụ và Thiên Ngọc Đằng, đúng là đáng chết. Mạc Phàm vừa nói câu này, sắc mặt không ít người khó coi. Bọn họ không ngu ngốc, tất nhiên biết dưỡng người sống là ý gì, thuốc Lâm gia dùng để trường sinh là dùng người sống gieo trồng, ăn thuốc này không khác ăn. Mặt người mua được Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Tủy tái mét, có cảm giác muốn nôn. Người không mua được thì âm tình bất định, cảm thấy may mắn. Vẻ mặt Lâm Thiên Phong và Lâm Khuynh Thiên ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng kịp. Trường Sinh Quả và Thiên Ngọc Tủy là bí mật lớn nhất của Lâm gia bọn họ, quả thật dùng người sống để dưỡng, ở Lâm gia chỉ có gia chủ mới biết, nhưng sao Mạc Phàm biết? Tôi không biết cậu đang nói gì, nhưng ước định một tháng còn hai ngày, vậy chúng ta xem cuối cùng là ai chết. Lâm Thiên Phong giận dữ nói. Mạc Phàm vừa nói Lâm gia bọn họ như vậy, đã không còn đường sống. Vậy mà Mạc Phàm biết Trường Sinh Thụ và Thiên Ngọc Đằng, càng không thể giữ cậu ta lại. Chúng ta đi. Lâm Thiên Phong lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, dứt khoát xoay người, nổi giận rời đi. Lần này tôi thua, nhưng chúng ta đợi coi. Lâm Khuynh Thiên nói xong những lời này, cũng rời đi theo. Thắng thì sao chứ, cả Mạc gia đợi biến mất khỏi Hoa Hạ đi. Vẻ mặt đám người phía sau anh ta khác nhau, xoay người muốn rời đi. Ngọn lửa nồng đậm như ngày Tết âm lịch, có ở khắp nơi. Giang Nam xảy ra chuyện lớn rồi. Có người nói trong lòng. Lúc trước chỉ là thương chiến, không biết kế tiếp sẽ là gì. Với phong cách của Lâm gia, chỉ sợ Lâm gia sẽ. Cả đại sảnh bán đấu giá lập tức trống một nửa. Nhìn Lâm Thiên Phong nổi giận đùng đùng rời đi, sắc mặt Giang Thành, Long Nhược Tuyết, Lưu Nguyệt Như đều khó coi. Những người khiêu chiến với Lâm gia lúc trước, còn chưa đến tình trạng như Mạc Phàm. Mấy trăm người trong gia tộc, tính cả bạn bè hơn 1.000 người. Ngày thứ ba liền biến mất khỏi Giang Nam, giống như chưa từng tồn tại. Tuy gia tộc kia không có Mạc Đại Sư, nhưng là gia tộc có thể khiến Lâm gia bị diệt, nếu chỉ là Lâm gia, với thực lực của Mạc Phàm diệt Lâm gia không có bất luận vấn đề gì. Nhưng Lâm gia không chỉ có Quỷ Lão, sau lưng còn có Lâm Thiên Nam. Lần này phiền phức rồi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, lạnh nhạt ngồi trên ghế. Tiếp tục đấu giá đi. Mạc Phàm vẫy tay với bán đấu giá sư, khóe miệng nhếch lên tươi cười như có như không. Đợi xem, vậy thì đợi xem ai có thể đi đến cuối cùng. Bán đấu giá sư run run cầm búa, tiếp tục bán đấu giá. Bây giờ bắt đầu bán đấu giá. Lúc này sảnh bán đấu giá mới khôi phục lại chút, tiếng kêu hô giá vang lên. Tôi ra. Ba thứ này được người ta đấu giá rất nhanh, sau đó đám người rời đi. Mạc Phàm ra khỏi Lan Quý Phi, vừa định quay về với mọi người, lại bị Giang Thành gọi lại. Mạc tiên sinh, đợi một chút. Tiểu Phàm, cha đợi con ở trên xe. Cha Mạc Phàm cười nói. Dạ. Mạc Phàm liếc mắt ra hiệu với A Hào, Liệt Hỏa. Hai người hiểu ý, bảo vệ đám cha Mạc Phàm rời đi. Lúc này Mạc Phàm mới nhìn về phía Giang Thành, ánh mắt lạnh lùng. Tìm tôi có việc gì? Mạc tiên sinh chắc chắn muốn là địch với Lâm gia sao? Trên mặt Giang Thành hiện lên lo lắng, hỏi. Chuyện này không cần hỏi lại nữa đâu nhỉ? Mạc Phàm cười khẽ, không đáp hỏi ngược lại. Hắn là địch với Lâm gia, đã là chuyện chắc chắn, căn bản không cần hỏi. Giang Thành cũng không tức giận, giống như đã dự đoán được. Mạc tiên sinh có để ý thấy lão giả phía sau Lâm Thiên Phong không? Ông nói Thiên Thiên Tông sư áo trắng kia sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
khí tức của lão giả Lâm Thiên Phong mang đến trên Liễu Như Phong rất nhiều, tất nhiên hắn chú ý tới. Mạc tiên sinh biết ông ta là ai không? Có quan hệ gì sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Ông ta là quỷ lão, đứng thứ 5 trên hắc bảng. Giang Thành lạnh nhạt giải thích. Thứ 5 hắc bảng, cũng có ý nghĩa lợi hại nhất như Lâm Thiên Nam, Vạn Thiên Tuyệt, Dạ Vô Nhai và một người khác. Trừ chuyện đó ra, vị trí từ 6 đến 10 trên hắc bảng đều thay đổi hàng năm. Nhưng top 5 hắc bảng, cho dù là quỷ lão cũng 10 năm chưa đổi. Không phải không ai khiêu chiến ông ta, mà tất cả những người khiêu chiến ông ta đều chết, thấy rõ thực lực của quỷ lão thứ 5 hắc bảng. Mạc Phàm đối địch với Lâm gia, sẽ gặp phải quỷ lão, đến lúc đó chưa hẳn là đối thủ của quỷ lão. Thứ 5 hắc bảng sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhanh chóng khôi phục như thường. Giang Tư lệnh, ông cảm thấy sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ của Long Tổ, tôi đứng thứ bao nhiêu trên hắc bảng? Mạc Phàm cười hỏi. Hắn có thể đứng thứ 9 hắc bảng, hoàn toàn là vì bắt được Moria, nhưng hắn chỉ có chút thực lực đó sao? Hẳn là đứng thứ 6, hay thứ 7 trên hắc bảng. Giang Thành suy nghĩ một lát, cẩn thận nói. Lúc trước Mạc Phàm làm nhiệm vụ trong giáo đường, giết ba đại trưởng lão thần điện, thực lực hẳn là dưới thứ 6 hắc bảng, cách quỷ lão đứng thứ 5 kém xa. Vậy ông nhìn bây giờ xem. Mạc Phàm cười nói. Linh khí trên người không ẩn giấu. Như đê mở cống chảy ra như hồng thủy, sóng dậy không dứt. Linh khí như long quay quanh Mạc Phàm lúc lớn lúc nhỏ, tụ tán không dứt. Linh khí ngoại phóng, cảnh giới tiên thiên. Sắc mặt Giang Thành lập tức thay đổi, mắt đảo liên tục, trên mặt đều là khó mà tin. Lần trước ông ta gặp Mạc Phàm là hơn 20 ngày trước, khi đó Mạc Phàm cách cảnh giới tiên thiên rất xa. Nhưng Mạc Phàm hiện giờ, nếu không phải Mạc Phàm cố ý phóng linh khí ra, ông ta sẽ không phát hiện Mạc Phàm đã đến cảnh giới tiên thiên. Phải biết rằng muốn lên đến tiên thiên tông sư, có một số người cả đời cũng không làm được, cho dù là thiên tài cũng phải tích lũy vài năm, Mạc Phàm chỉ cần chưa tới một tháng. Chuyện này, Mạc Phàm thấy Giang Thành khiếp sợ, cho hai tay vào trong túi, cười khẽ đi về phía xe cha mình. Thứ 5 hắc bảng mà thôi, đúng lúc thử xem sức mạnh cảnh giới tiên thiên của hắn thế nào. Giang Thành nhíu mày đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm Mạc Phàm rời đi, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Giang Tư lệnh, Mạc Phàm tăng đến tiên thiên rồi sao? Long Nhược Tuyết đi đến bên cạnh Giang Thành, hỏi. Giang Thành gật đầu. Mạc Phàm hiện giờ có bao nhiêu phần thắng Lâm gia? Long Nhược Tuyết do dự, vẫn nói. Mạc Phàm xung đột với Lâm Thiên Phong đến nước này, Lâm gia chiến với Mạc gia là chuyện chắc chắn, chỉ là chuyện tối nay hoặc ngày mai. Cô cảm thấy có mấy phần thắng. Giang Thành nhìn Long Nhược Tuyết, hỏi ngược lại. Long Nhược Tuyết bĩu môi, lắc đầu. Cho dù Mạc Phàm tăng đến tiên thiên, cũng chỉ có mình cậu ta, sao đánh đồng được với Lâm gia? Huống chi bên Lâm gia không chỉ có Lâm gia, còn có Thanh Bang, Liễu gia thủ đô, Hắc Ám giáo đình, vân vân. Trước mặt những thế lực này, Mạc gia tựa như muối bỏ biển. Nói ngắn gọn, có lẽ Mạc Phàm không chết, nhưng Mạc gia xong rồi. Cô biết còn hỏi tôi. Giang Thành nói. Ông ta rất kinh ngạc Mạc Phàm đến tiên thiên tông sư trong thời gian ngắn như vậy. Theo ông ta biết một năm trước Mạc Phàm còn là đứa bé bình thường. Trong một năm này từ người bình thường thành tiên thiên tông sư, mức độ yêu nghiệt của Mạc Phàm vượt qua nhận thức của ông ta. Ở trước mặt Mạc Phàm, đám Long Nhược Tuyết được Long Tổ bồi dưỡng từ nhỏ không khác gì bã đậu. Nhưng thiên phú luôn chỉ là thiên phú, nếu không có thời gian hóa thành thực lực. Thiên phú chỉ có thể là ảo ảnh trong mơ, dù đẹp đến mấy, cũng không có tác dụng gì. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Long Nhược Tuyết hỏi. Dù gì Mạc Phàm cũng là người của Long Tổ bọn họ, đội trưởng của tiểu đội Thanh Long. Không cần hỏi tôi chuyện này, các cô cũng biết rồi đó. Giang Thành nhíu mày, nói. Long Tổ tồn tại vì ổn định Hoa Hạ, trừ phi ảnh hưởng đến Hoa Hạ, Long Tổ mới ra tay. Mạc Phàm và Lâm gia chỉ là hai tộc tranh giành thế lực ở Hoa Hạ, tuy Mạc Phàm là thành viên của Long Tổ, chuyện này không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của bọn họ. Dựa theo quy củ của Long Tổ bọn họ không thể nhúng tay. Trừ chuyện đó ra, nếu Long Tổ bọn họ nhúng tay, sẽ tạo ra tai họa càng đáng sợ hơn, Lâm Thiên Nam người đứng đầu. Cho nên cho dù Mạc gia biến mất khỏi Giang Nam, bọn họ cũng chỉ là một người xem như khi ở Đông Hải. Nhưng trong tay tên kia có tạo hóa dịch,
thứ này không thể coi là điều kiện ra tay của Long tổ chúng ta sao? Long Nhược Tuyết nắm chặt tay nói. Tạo hóa dịch có thể bổ sung khiếm khuyết của con người, phá bình cảnh, còn khiến người bình thường thành tu sĩ. Nếu luyện chế lượng lớn, nói không chừng có thể cung cấp đại quân tu sĩ cho Hoa Hạ bọn họ. Dù là đại quân tu sĩ cũng không ngăn được một Lâm Thiên Nam, làm tốt việc của các cô là được, còn lại phải dựa vào Mạc Phàm. Giang Thành lắc đầu nói. Chuyện này. Vẻ mặt Long Nhược Tuyết và Thỏ Tử ngẩn ra, đứng mãi ở chỗ cũ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nếu Long Tổ bọn họ không nhúng tay, chẳng phải Mạc gia xong rồi sao? Lúc này, trong phòng khách trang viên Lâm gia, dưới đèn thủy tinh rực rỡ. Lâm Thiên Phong, Tống Trung, Liễu Như Phong, Mộc Hồng Viễn, Lâm Khuynh Thiên và mấy gia chủ khác ngồi trên ghế sofa bằng da thật, vây thành hình chữ U. Lâm tiên sinh, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Liễu Như Phong uống một ly rượu vang, nói nhỏ. Ba thứ đó của Mạc gia đấu giá được bao nhiêu tiền? Lâm Thiên Phong bưng ly rượu vang, thản nhiên hỏi. Nghe nói Thiên Thọ Đan và Khuynh Thành có tổng cộng 50 viên, đấu giá 1.000 triệu, tạo dịch hóa được Mạc Phàm tặng cho Giang Thành. Bên cạnh Lâm Thiên Phong, thư ký mỹ nữ bưng chai rượu La Phi 82 năm nói. 1.000 triệu. Không ít người sửng sốt, đám dư danh như bị sét đánh, thân thể run lên. Vô số xí nghiệp kinh doanh vài chục năm, không có mấy công ty giá trị 1.000 triệu. Nhà giàu có mọc lên như núi rừng trên địa cầu, giá trị 1.000 triệu không đến 100 cái. Cả tỉnh Giang Nam được coi là đô thị quốc tế, giá trị 1.000 triệu cũng đếm trên đầu ngón tay, bất luận là công ty kinh doanh vài chục năm, thậm chí truyền thừa trăm năm. Mạc gia kiếm được 1.000 triệu trong một đêm, đây còn chưa bao gồm tạo hóa dịch. Lâm tiên sinh, không thể giữ lại Mạc gia này. Dư danh nuốt nước bọt nói. Tuy không phải mỗi đêm đều như thế, nhưng cả tối đều kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu cho Mạc gia ít thời gian, Mạc gia sẽ thành người có tiền nhất Giang Nam. Không chỉ như vậy, bên tôi mới đạt được tin tức rất có lợi với Mạc gia. Tống Trung bắt chéo hai chân, lắc ly rượu vang, nói. Động tác của đám Lâm Thiên Phong bị kiềm hãm, sắc mặt khó coi. Tin gì? Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, trầm giọng hỏi. Mạc gia đã dẫm mạnh Lâm gia dưới chân, chuyện này đã là tin tức không hay rồi, vậy mà còn tin tức có lợi với Mạc gia. Không phải tin tức xấu liên quan đến quy hoạch tỉnh Giang Nam đấy chứ? Sắc mặt Lâm Thiên Phong nhanh chóng khôi phục như thường, hỏi. Ngày mai là thời gian công bố bản đồ quy hoạch, trước đó Mạc gia mua không ít đất. Nếu là tin tức tốt cho Mạc gia, sẽ là chuyện này, chỉ sợ thông tin bọn họ đạt được bản đồ quy hoạch lúc trước thay đổi. Lâm gia chủ anh Minh, dựa theo một thành viên của Thanh Bang ở Giang Nam lộ ra, đất Mạc gia mua đều ở trên bản đồ quy hoạch. Tống Trung uống một ngụm rượu vang nói. Tuy Thanh Bang bọn họ rời khỏi Hoa Hạ, nhưng để lại không ít thành viên ở đây, muốn tìm hiểu một chút tin tức cũng không khó. Cái gì, đất của Mạc gia đều nằm trên bản đồ quy hoạch sao? Lâm Khuynh Thiên đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Chỉ cần bản đồ quy hoạch được công bố, cổ phiếu của Lâm gia bọn họ giảm mạnh là không thể thiếu, cổ phiếu Mạc gia sẽ tăng 10 lần, gấp 100 lần cũng không kỳ lạ. Cho dù là Lâm Thiên Phong trên mặt cũng hiện lên nham hiểm. Những đất này là Mạc gia vay tiền Lâm gia mua, mặc kệ Lâm gia vay bao nhiêu tiền, cuối cùng là giảm mấy chục lần rơi vào tay Lâm gia. Kết quả là Mạc gia lấy tiền ở chỗ Lâm gia, buôn bán lời gấp mấy chục lần, thậm chí còn nhiều hơn. Mạc gia vốn bị Lâm gia chèn ép, một đêm kỳ tích buôn bán lời 1.000 triệu, lại vay tiền mua toàn bộ đất cạnh bản đồ quy hoạch. Cạm bẫy mà Lâm gia bọn họ bố trí, như giấy mỏng bị Mạc gia phá sạch. Chuyện này, lần này đúng là phải giết ngay. Mắt Liễu Như Phong đảo liên tục, bất an lại nhiều hơn. Chúng ta xong rồi. Không thể nghi ngờ, chỉ cần bản đồ quy hoạch vừa công bố, địa vị của Mạc gia sẽ tăng lên một tầng cao ở Giang Nam. Đến lúc đó, chỉ sợ Giang Nam đứng bên Lâm gia không tới 90%, 50% cũng không được. Xu thế là vậy, nhất cổ tắc khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Lâm gia tụ tập hơn 90% thế lực Giang Nam, không chỉ không đè được Mạc gia, còn bị Mạc gia dẫm mạnh hai cái, chuyện này khiến khí thế của Lâm gia hạ thấp. Hiện giờ lại có bản đồ quy hoạch, khí thế Lâm gia lại càng giảm nhanh hơn. Tối nay Mạc gia nhỏ bé không đáng kể trước mặt Lâm gia, ngày mai Mạc gia sẽ trở thành cự phách Giang Nam như Lâm gia.
U ám xuất hiện trên đỉnh đầu đám Lâm Thiên Phong, trong phòng khách vô cùng yên tĩnh. Chỉ trong phút chốc, Lâm Thiên Phong đứng dậy. Một Mạc gia đã muốn là địch với Lâm gia tôi, xem thường Lâm gia chúng tôi quá rồi, nếu Mạc gia muốn chết, vậy thì khiến bọn họ đổ máu. Lâm Thiên Phong lạnh lùng nói. Tay ông ta khẽ dùng lực, ly còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành bột phấn, rượu vang như máu chảy từ tay ông ta xuống. Đám Tống Trung, Liễu Như Phong hơi sững sờ, nhìn về phía Lâm Thiên Phong. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mục Hồng Viễn hỏi. Bất luận hội đấu giá hay quy hoạch đất tỉnh Giang Nam, đều không thể xoay chuyển được. Bọn họ muốn tiêu diệt Mạc gia, chỉ sợ không đơn giản. Lâm Thiên Phong cười lạnh lùng, giống như ác long nhìn chằm chằm con mồi, lộ ra vẻ mặt tham lam. Tống trưởng lão, làm phiền cậu ngày mai tụ tập vài trăm người, chuyện này hẳn là không thành vấn đề với Tống trưởng lão đúng không? Lâm Thiên Phong nói với Tống Trung. Không có vấn đề gì, nhưng cần vài trăm người làm gì? Tống Trung nhướng mày, tò mò hỏi. Với thực lực trưởng lão Thanh Bang của anh ta, đừng nói là vài trăm người, tụ tập mấy ngàn người ở Giang Nam cũng không thành vấn đề. Rõ ràng có thể bán đất với giá gấp 10 lần, lại bị Mạc Gia thu mua theo giá quy định, tôi hoài nghi phương diện mua đất của Mạc Gia có vấn đề không để ai biết. Lâm Thiên Phong hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Hửm, bao gồm cả Tống Trung trong đó, trước mắt mọi người sáng lên. Bọn họ không ngu ngốc, sao không hiểu ý của Lâm Thiên Phong? Lâm Thiên Phong muốn dùng chuyện này tới tấn công Mạc Gia. Dù sao giá trị 100, người ta mua có 10 đồng, chắc chắn những chủ đất sẽ mất hứng. Cho dù vận khí của Mạc Gia tốt, cũng không có khả năng đoán trúng bản đồ quy hoạch, chắc chắn trong đó có quỷ. Chỉ cần có người hơi châm ngòi thổi gió, sẽ là phiền phức rất lớn với Mạc Gia. Dù sao cho dù Mạc Gia quật khởi, nhưng căn cơ bất ổn, không khác gì người đi cà kheo, sơ ý một chút là ngã xuống. Một chiêu này của Lâm Tiên Sinh đúng là cao minh, chuyện này cứ giao cho tôi. Tống Trung cười khẽ, tán thưởng. Lâm Thiên Phong không hổ là gia chủ Lâm gia, bất luận là khí phách hay năng lực đều mạnh hơn gia chủ anh ta từng gặp nhiều. Anh ta nói tin tức cho Lâm Thiên Phong, Lâm Thiên Phong liền nghĩ ra đối sách, còn là một chiêu chí mạng. Chỉ cần chuyện này nháo lớn, Mạc gia sẽ đại loạn. Ha ha, đây chỉ là chút thủ thuật che mắt mà thôi. Lâm Thiên Phong không thèm để ý lắm, nhưng trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Đối với người một tối kiếm được 1.000 triệu, chuyện này có thể hấp dẫn lực chú ý của Mạc Phàm. Chỉ cần cho Mạc gia thời gian, có thể giải quyết được hết. Nếu ông ta ra tay, phải một lưới bắt hết Mạc gia, chỉ dựa vào chuyện này còn kém xa. Vậy chuyện chính thì sao, nếu chúng tôi giúp được gì, Lâm Tiên Sinh cứ việc mở miệng. Liễu Như Phong nói, đã có sương mù. Chắc chắn có ra tay phía sau. Nếu không nhân cơ hội này, chắc chắn ông ta phải như lời Mạc Phàm tự kết liễu đời mình. Ông ta đường đường là gia chủ Liễu gia thủ đô, nhiều thế hệ là đới đao thị vệ bên cạnh đế vương, sao có thể chịu nhục nhã như thế? Chỉ có thể liều mạng. Ra tay sao, lần này tôi muốn khiến cả Mạc gia nếm thử hậu quả đắc tội Lâm gia. Trong mắt Lâm Thiên Phong lóe lên tàn nhẫn. Hậu quả. Đám Liễu Như Phong hơi sửng sốt, lập tức cười lạnh lùng. Cuối cùng cũng phải ra tay sao, Lâm Tiên Sinh. Tống Trung khẽ nâng mí mắt, hỏi. Tống trưởng lão có vấn đề gì sao? Lâm Thiên Phong không đáp hỏi ngược lại. Muốn tiêu diệt Mạc gia, quan trọng nhất là Mạc Phàm. Nói trắng ra là Mạc gia có mình Mạc Phàm chống lưng, không có Mạc Phàm Mạc gia sớm bị diệt, căn bản không thể đứng đối diện Lâm gia. Mạc Phàm vừa chết, Mạc gia tự sụp đổ. Nếu như vậy, vậy thì giết Mạc Phàm, đồng thời giết người nhà, bạn bè bên cạnh Mạc Phàm. Qua một khoảng thời gian, bọn họ đã điều tra rõ ràng người bên cạnh Mạc Phàm, cũng đến lúc ra tay rồi. Nếu ra tay mà nói, có phần Thanh Bang chúng tôi. Tống Trung cười âm hiểm, giơ ly rượu. Liễu gia chúng tôi sẽ dốc sức. Còn cả Mộc gia tôi nữa. Mộc Hồng Viễn cũng giơ ly rượu vang, nói. Một đám người ngồi trên ghế đứng dậy. Bọn họ đã đứng về phía Lâm gia, chỉ diệt Mạc Phàm mới yên tâm tồn tại ở Giang Nam. Nhiều thế lực hợp lực như thế, bọn họ không tin không đối phó được Mạc gia. Lâm Thiên Phong cười mỉa, muốn nâng ly. Một cơn gió lạnh như lợi kiếm hàn băng thổi từ cửa sổ vào, một bóng người cao gầy xuất hiện trên ghế sofa trong phòng khách, cũng cầm một ly rượu vang, đúng lúc bổ sung vị trí còn thừa, tạo thành hình chứng.
nếu không ngại, có thể thêm cả tôi vào. Người này là người châu Âu đấu giá một giọt thiên ngọc tủy của Lâm gia. Vậy mà Mạc Phàm có thể đánh bại Lâm gia ở hội đấu giá, càng không thể giữ Mạc Phàm, nếu không sẽ tạo thành tai họa đối với Hắc Ám giáo đình. Nhân cơ hội này diệt trừ Mạc Phàm, không thể nghi ngờ là cơ hội không tệ. Mọi người sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông này, như gặp quỷ. Trang viên Lâm gia có trận pháp bảo vệ thì không nói, còn có rất nhiều hộ vệ tuần tra 24 giờ, rồi bọ muốn tiến vào còn khó. Người này tiến vào phòng khách thần không biết quỷ không hay, tay còn cầm ly rượu vang. Chuyện này, anh là... Lâm Khuynh Thiên khiếp sợ hỏi. Lúc trước anh ta có chú ý tới người đàn ông tản ra hàn băng chi khí này, nhưng không biết người này là ai. Không đợi người đàn ông châu Âu này trả lời, tiếng bước chân truyền từ cầu thang đến, quỷ lão vẫn mặc quần áo trắng đi xuống. Nếu băng ma sát thủ số 1 của Hắc Ám giáo đình muốn gia nhập, đương nhiên cầu còn không được. Quỷ lão híp mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông châu Âu lạnh nhạt nói. Mắt đám Lâm Thiên Phong mở to, nhìn người đàn ông châu Âu hào hoa phong nhã với vẻ khó mà tin, trong mắt đều là nghi ngờ. Nhất là Lâm Thiên Phong, trên mặt ông ta xuất hiện kinh ngạc vui mừng. Ông ta không hiểu nhiều về thế lực phương Tây lắm, nhưng có nghe nói đến băng ma của Hắc Ám giáo đình. Băng ma là thành viên phản bội rời khỏi thần điện, vì ngăn băng ma gia nhập Hắc Ám giáo đình, thần điện phái 10 đại trưởng lão tiến lên chặn giết. Kết quả 10 đại trưởng lão của thần điện không chỉ không giết được băng ma, còn bị băng ma giết 6 người, một người không chết, cũng thành phế nhân. Ba trưởng lão sống sót, theo thứ tự là U Hồn, Titan, Syndra, cũng là ba đại trưởng lão sau này của thần điện. Cuối cùng vương tử Carter của thần điện xuất hiện, băng ma mới không thể không rời đi. Nếu không có Carter, chắc chắn 10 đại trưởng lão của thần điện bị diệt sạch, chuyện này đủ để thấy băng ma đáng sợ thế nào. Nếu có băng ma gia nhập, vậy thì quá tốt rồi. Vốn dựa vào mình quỷ lão, đủ để giết Mạc Phàm. Hiện giờ cộng thêm băng ma, Tống Trung, Liễu Như Phong, cho dù Mạc Phàm là Mạc Đại Sư Đông Hải, cũng chỉ có đường chết. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Băng ma nhếch miệng mỉm cười, nâng ly nói. Hợp tác vui vẻ. Một đám người cùng nâng chén, trong mắt đều là hưng phấn, giống như đã nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị diệt. Không đợi ngày hôm sau, vào ban đêm, một đống tin tức về quy hoạch thành phố lan tràn khắp Giang Nam, ngọn lửa bất an dấy lên ở Giang Nam, dưới sự kích động của một số người, nhanh chóng lan ra, hình thành ngọn lửa lớn ở Giang Nam. Rạng sáng ngày hôm sau, trước cửa biệt thự Hào Đình và công ty điền sản Mạc Thái Mạc Gia Thu Mua có mấy trăm người vây quanh, trên băng rôn có viết trả lại đất cho tôi, trả lại công đạo cho tôi, được đám người này treo ở cửa biệt thự. Có một số người buộc băng vải đỏ như máu, giống như bị đả thương. Những người này không ở trước cửa biệt thự và công ty lâu, mấy chiếc xe cảnh sát tiến vào biệt thự và công ty Mạc Gia, cha Mạc Phàm và Lưu Nguyệt như hai người phụ trách chính của công ty bị cảnh sát mang đi, còn cả số sách công ty Mạc Gia nữa. Chưa tới giữa trưa, xưởng dược của Mạc Gia ở Đông Hải cũng bị niêm phong, không được cho phép, không thể sản xuất thuốc. Những người Mạc Gia khác cũng bị cảnh sát hạn chế tự do, đợi tiếp nhận thẩm tra. Không chỉ như vậy, ngay cả Tần Gia, Lạc Gia, Lỗ Gia Tấn Châu, Khương Gia có quan hệ với Mạc Gia, cũng đều bị hạn chế. Trong một đêm, bầu trời trên không Mạc Gia sập xuống, mặt đất cũng nứt ra, giống như ngày tận thế. Biệt thự Hào Đình, lão mẹ Mạc Phàm, bác cả, chú ba Mạc Phàm, còn có Bạch Vô Song, Mộc Phong Nhạc tụ tập trong phòng khách, mỗi người đều đã mây đen đầy mặt. Phong Nhạc, đã xảy ra chuyện gì thế, làm rõ chưa? Lão mẹ Mạc Phàm hỏi. Cha Mạc Phàm bị bắt đi, bà không thể không đứng ra làm chủ. Cháu nhận được tin bên phía Tần lão, có người báo lên tỉnh Mạc Gia chúng ta trộm bản đồ quy hoạch tỉnh Giang Nam, cường thủ hào đoạt với chủ sở hữu đất, trong tỉnh bị chủ sở hữu đất tạo áp lực lúc này mới bắt người đi điều tra, Tần lão bảo chúng ta đừng ra cửa, nói là Lâm gia dở trò quỷ. Mộc Phong Nhạc nghiêm mặt, giải thích. Tối hôm qua Lâm Thiên Phong tơi tả mà về, dùng chân suy nghĩ cũng biết Lâm gia dở trò quỷ. Lâm gia. Trong phòng khách, sắc mặt mọi người khó coi. Lâm gia chết tiệt này, thua thì thua, vậy mà dùng thủ đoạn đê tiện như thế, Mạc gia chúng ta thanh giả tự thanh, để bọn họ lăn qua lăn lại đi. Chú ba Mạc Phàm đập bàn, tức giận nói. Chỉ sợ không đơn giản như thế, chúng ta không thể đợi tẩy trắng được.
Bác cả Mạc Phàm nâng chén trà lên uống một ngụm, nhìn những hung thần ác sát bên ngoài biệt thự. Tuy ông nói vậy, nhưng nếu Lâm gia ra tay, Lâm gia sẽ không đợi bọn họ minh oan. Lâm gia muốn thế nào, ông ta còn dám diệt Mạc gia chúng ta sao? Chú ba Mạc Phàm không tin nói. Bạch Vô Song, Mộc Phong Nhạc, cùng với lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày, không trả lời. Bọn họ đều xuất thân từ nhà giàu có, hiểu rõ phong cách làm việc của đám nhà giàu. Người bình thường vì tiền tài, có thể giết người diệt khẩu. Những nhà giàu này vốn không để Mạc Phàm vào trong mắt, diệt một tộc cũng không hiếm thấy, hàng năm tỉnh Giang Nam có chuyện như thế xảy ra. Mạc tiên sinh đâu? Bạch Vô Song hỏi. Đúng vậy, nhị tẩu, tiểu Phàm đi đâu rồi? Chú ba Mạc Phàm hỏi theo. Lúc Mạc gia và Tần gia xích mích, Mạc Phàm ra tay là nghịch chuyển. Chỉ cần có Mạc Phàm ở đây, bọn họ còn có hy vọng. Tối qua tiểu Phàm đã về trang viên, đến bây giờ còn chưa đi ra, chị gọi mấy cuộc mà không nghe máy. Lão mẹ Mạc Phàm thở dài nói. Không phải Mạc tiên sinh đang bế quan tu luyện đấy chứ? Sắc mặt Mộc Phong Nhạc khó coi, suy đoán. Nghe thấy hai chữ bế quan, tâm tình những người khác cũng rơi vào đáy cốc. Nếu Mạc Phàm bế quan, không biết sẽ trôi qua bao lâu. Khi từ thành phố Tây Hồ về Đông Hải, Mạc Phàm vừa đóng cửa là bế quan gần một năm. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là Mạc Phàm, nếu thời gian bế quan của Mạc Phàm dài như thế, đợi Mạc Phàm đi ra, chỉ sợ Mạc gia sớm bị Lâm gia diệt rồi. Không có biện pháp khác liên lạc với Mạc tiên sinh sao? Mộc Phong Nhạc nắm chặt tay, nói. Trái lại cũng có, để tôi thử một lần. Vẻ mặt lão mẹ Mạc Phàm u buồn, do dự một lát nói. Mạc Phàm cho Tiểu Vũ một khối huyết hồn thạch, lần trước Thiên Thành diệt đến biệt thự số 9, đã gọi Mạc Phàm thông qua khối ngọc này. Hiện giờ Lâm gia dùng toàn lực ra tay với Mạc gia, nếu không nhanh thông báo cho Mạc Phàm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng những người biểu tình xông vào, bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ bọn họ, cha Mạc Phàm và Lưu Nguyệt như bị bắt vào cục cảnh sát, cho dù có A Hào và Liệt Hỏa đi theo, cũng không chắc chắn an toàn, dù sao Giang Nam là địa bàn của Lâm gia. Bà lấy điện thoại ra, định gọi cho Tiểu Vũ, một giọng nói lanh lảnh vang lên trong phòng khách. Cho dù các người thông báo cho Mạc Phàm, cậu ta cũng không tới được, các người nên cam chịu số phận đi. Giọng nói này vừa vang lên, lão mẹ Mạc Phàm chỉ cảm thấy tay tê dần, di động rơi xuống đất. Không đợi đám lão mẹ Mạc Phàm thấy rõ là ai, đám người vốn bị bảo vệ, cảnh sát ngăn cản ở bên ngoài, vô cùng phẫn nộ xông vào. Cùng lúc đó, bên ngoài rừng cây nhỏ ký túc xá nữ sinh đại học Phục Sáng Giang Nam. Tiểu Phàm, Phỉ Phỉ, cuối cùng hai người cũng tới thăm mình rồi. Lý Thi Vũ hưng phấn nói với một nam một nữ ngồi trên ghế quay lưng về phía cô. Từ khi đến Giang Nam, ba bọn họ chưa tụ tập với nhau. Cô định đợi nghỉ Quốc Khánh đến thăm Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ, ai biết hai người đến đây. Cô sẽ gặp hai bọn họ nhanh thôi. Hai người quay đầu lại, người nam trong đó cười âm hiểm nói. Anh ta cười như ác lang đói ba ngày, thấy được con mồi. Hai người là... Lý Thi Vũ thấy rõ mặt hai người, sắc mặt thay đổi, lùi về sau mấy bước theo bản năng. Hai người này căn bản không phải là Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ. Bên ngoài Vân Trung Tự Đông Hải, Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc, Chu Hiệt mang theo Tiểu Hồ Ly cầm túi lớn túi nhỏ, đang trên đường quay về. Trên nhà cao tầng cách đó không xa, ba cửa kính mở ra, họng súng to bằng kích thước cánh tay trẻ mới sinh ló ra, nhìn kỹ cũng không thể phát hiện. Họng súng tối đen, giống hệt như trong trò chơi CF, là súng trường thiết bị bắn ở xa. Lực sát thương của súng này còn đáng sợ hơn súng ngắm, đối tượng bắn chủ yếu là xe thiết giáp, máy bay, xe công sự, thuyền và những thứ có năng lực bảo vệ nhất định, dùng trên người càng mãnh liệt hơn. Cho dù không bắn trúng vị trí quan trọng, cũng khiến người ta nổ thành mảnh nhỏ. Ba khẩu súng như vậy, lặng yên không một tiếng động chĩa về phía ba người căn bản không phát hiện ra. Chuyện như vậy cũng xảy ra ở mấy nơi khác. Mà lúc này, trong động Thiên Viên Gia Trang. Sau khi hắn đưa mọi người về biệt thự, liền quay về nơi này. Trang viên trang trí gần xong rồi, đã có thể để người nhà hắn chuyển vào, tệ nhất là hộ sơn trận pháp trong trang viên. Lúc trước hắn đoạt được quyền khống chế trang viên này, không có thời gian sửa chữa hộ sơn đại trận. Chỉ cần sửa chữa hộ sơn đại trận ở đây một lần,
có linh tuyền và linh khí hình rồng làm chỗ dựa, cho dù là quỷ lão đứng thứ 5 hắc bảng xông vào, cũng khiến ông ta một đi không trở về. Hắn ngồi khoanh chân cạnh linh tuyền, hai tay không ngừng vũ động, một đám pháp ấn đánh vào trong trận bàn, sửa chữa trận bàn trong hộ sơn đại trận. Đúng lúc này, hắn nhíu mày, động tác trên tay dừng lại, trong chớp mắt pháp ấn vỡ nát. Ý niệm của hắn vừa động, ngọc bội Long Vương tỏa ra ánh sáng màu xanh, bay từ trong nhẫn ra. Hắn rót một chút linh khí vào trong ngọc bội Thanh Long, giọng nói lo lắng của Long Nhược Tuyết lập tức truyền đến. Lâm gia ra tay, Mạc gia đã xảy ra chuyện, nhanh ra ngoài. Những lời này vừa vang lên, Mạc Phàm nheo mắt, sắc bén trong mắt hắn nở rộ như thần kiếm lợi khí. Hắn tưởng rằng Lâm gia sẽ lựa chọn ra tay sau kỳ hạn, hay ngày mai, cho nên lúc này hắn mới bắt đầu sửa trận pháp trong trang viên. Chỉ cần trận pháp được sửa xong, hắn sẽ chuyển cả nhà vào. Ai biết Lâm gia gấp như thế, hôm nay đã ra tay với Mạc gia. Cũng may hắn bố trí từ trước, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Trong mắt hắn chớp lóe sắc bén, ngón tay khẽ bắn ra, trận bàn bay về phía trên không động thiên, biến mất trong mây mù. Hắn đứng dậy, một bước liền đến cửa động thiên, đến bên cạnh cửa đá. Rầm rầm, cửa đá mở ra, hắn ra khỏi động thiên. Hắn vừa mới ra, di động lập tức vang lên, lại có một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Có lão mẹ, đám Tần gia, Lạc gia, Lỗ gia, tin nhắn đều bảo hắn nhanh chóng quay về. Ngoại trừ những tin nhắn cuộc gọi này ra, hai chữ bàn tử đang hiện lên trên màn hình. Trong động thiên có trận pháp bao phủ, ngay cả tín hiệu dò tìm cũng không phát hiện ra, tín hiệu di động lại càng không thể có. Xem ra sau này phải giải quyết vấn đề truyền tin, nếu không có chuyện xảy ra, hắn cũng không biết được. Nhưng trước đó phải xem Lâm gia động tay động chân thế nào. Nghĩ vậy, hắn nhận điện thoại của bàn tử. Tiểu Phàm, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi. Cậu còn sống thật tốt. Bàn tử vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, kích động nói. Giọng điệu nói chuyện giống như mới trải qua động đất, xác nhận được người anh em của mình còn sống. Bên cậu làm sao vậy, bàn tử? Mạc Phàm cau mày, lạnh giọng hỏi. Cha mẹ tôi tới trường học đón chúng tôi đi chơi, một người lái xe Việt dã đâm tới, bị một quyền của tôi đập nát, bây giờ tôi đưa cha mẹ tới Giang Nam. Bàn tử vẫn còn sợ hãi nói. Bởi vì nghỉ 11 ngày, cả nhà bọn họ hẹn nhau đi Vân Châu chơi. Cha mẹ anh ta chuẩn bị quà ở phía sau, anh ta đang nói chuyện với Hoàng Giao Giao ở bên cạnh, một chiếc xe lao tới, tốc độ ít nhất phải 140. Nếu đâm trúng bọn họ, không chỉ nhà bọn họ bị đâm bẹp, không ít cha mẹ và sinh viên ở gần đó cũng bị tai ương, anh ta không do dự dùng linh khí, tuy chiếc xe kia đã bị anh ta đập nát. Hiện giờ nghĩ lại cũng hết hồn, dù sao đây là lần đầu tiên anh ta gặp chuyện như vậy. Trong lòng Mạc Phàm hơi buông lỏng, sắc bén trong mắt tăng cao. Kiếp trước bàn tử chết do tai nạn xe cộ. Một đời này, nếu không phải hắn sớm truyền thụ công pháp cho bàn tử, còn dùng đan dược giúp bàn tử tăng thực lực tới chút cơ kỳ, nếu không sẽ có kết cục như vậy. Được lắm, lại là tai nạn xe cộ. Tôi đã biết, cậu khoan hãy về Giang Nam, đến Tấn Châu tìm Lỗ Lão Hồ trước. Cứ nói cậu là bạn của Mạc Phàm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hiện giờ bàn tử quay về Giang Nam vẫn quá nguy hiểm, đợi hắn giải quyết chuyện ở Giang Nam, quay về cũng không muộn. Được, bên cậu không sao chứ? Bàn tử ân cần hỏi han. Tôi không sao, có chuyện là Lâm gia. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chỉ là một Lâm gia, nếu dám ra tay với người Mạc gia và bạn bè hắn, muốn ra tay, phải chịu lửa giận này. Nếu Lâm gia không muốn sống tròn một tháng, vậy thì hôm nay đi chết đi. Lâm gia. Trong xe, vẻ mặt cả nhà bàn tử thay đổi. Nhất là mẹ kế của bàn tử, bình thường vô cùng khách sáo với Mạc Phàm, lúc này lập tức trở mặt. Tiểu tử này đắc tội Lâm gia, ông trời của tôi đã nói tiểu tử này là yêu tinh gây rắc rối, các người còn không tin tôi, lần này chúng ta xong rồi, bị Lâm gia để mắt, cho dù chạy đến chân trời góc bể cũng vô dụng. Câm miệng, không có Tiểu Phàm, vừa rồi bà đã chết. Bàn tử liếc mắt nhìn mẹ kế của anh ta một cái nói. Vẻ mặt mẹ kế bàn tử ngẩn ra, vội vàng câm miệng. Một quyền vừa rồi của bàn tử thật đáng sợ, một chiếc xe Việt dã chạy 140 km/h bị bàn tử đập nát, trên xe còn có một cái động lớn, bà ta không nên nói gì tốt hơn. Tôi lập tức đi Tấn Châu, cậu cẩn thận một chút, cần gì thì gọi cho tôi.
Bàn Tử nghiêm túc nói. Anh ta nói xong quay xe, đi về phía Tấn Châu. Trong lòng Mạc Phàm cảm thấy ấm áp, đáp lại một tiếng rồi tắt điện thoại. Mới tắt điện thoại, Mộc Phong Nhạc gọi điện đến. Bây giờ trong biệt thự thế nào? Mạc Phàm hỏi thẳng. Lâm gia vụ oan cho chúng ta trộm bản đồ quy hoạch, ép mua ép bán chủ đất, Mạc lão tiên sinh và thím tôi bị bắt đi. Lâm gia còn tụ tập một đám chủ đất đến biệt thự gây chuyện, vừa rồi bọn họ xông vào, có mấy sát thủ lẩn vào bên trong ra tay với chúng tôi, bị Titan giết chết, những chủ đất cũng bị dọa chạy, chắc cảnh sát sẽ đến nhanh thôi. Mộc Phong Nhạc kích động nói. Mạc Phàm nhíu mày, mặt lạnh như băng. Lâm gia đúng là biết đổi trắng thay đen, vậy mà nói hắn trộm bản đồ quy hoạch. Quả thật hát bồn nước đục rất hợp tình hợp lý, hắn đến Giang Nam không lâu. Chắc chắn quan hệ với những cán bộ quy hoạch đất không bằng Lâm gia. Cho dù hắn nói hắn trọng sinh, cũng không có ai tin tưởng, vậy thì chỉ có trộm. Nhưng hắn đường đường là y tiên bất tử cần trộm bản đồ quy hoạch sao? Nhưng những chuyện này không quan trọng, Lâm gia tung sương mù ra mà thôi, hắn thổi một cái là tan. Tất cả mọi người thế nào? Mạc Phàm quan tâm. Phu nhân và Bạch phu nhân đều bị dọa, những người khác không sao. Chỉ là bây giờ chúng ta làm gì giờ? Mộc Phong Nhạc do dự, vẫn lo lắng nói. Nếu Lâm gia ra tay, sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ chống đỡ được một lát, có thể đỡ cả đời được sao? Ở yên đó đợi, nói với Titan người nào đến gần người đó chết, mặc kệ là ai. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giọng nói vô cùng rét lạnh, như lợi kiếm hàn băng phá băng mà ra. Dạ, Mạc tiên sinh. Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc khiếp sợ, cung kính nói. Mạc Phàm còn chưa cất di động, sắc mặt lại thay đổi, một đạo ý nghĩ chen chúc truyền vào trong thức hải của hắn. Phía nội thành tỉnh Giang Nam, Kim Cương chú trên khối thất hồn ngọc kích hoạt, hắn là có người ra tay với cha và Lưu Nguyệt Như. Phía đại học Phục Sáng, một khối thất hồn ngọc khác kích hoạt, chị họ. Thành phố Đông Hải, một khối thất hồn ngọc và hai kiện pháp khí hắn luyện chế cùng kích hoạt, Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc và Chu Hiệt. Trong đó có một thứ mất đi liên hệ với hắn. Phía Đại học Đông Hải, một kiện pháp khí kích hoạt, Lưu Phỉ Phỉ. Phía biệt thự Hào Đình, thất hồn ngọc trên người lão mẹ, bác cả, chú ba cũng kích hoạt, trong biệt thự lại xảy ra chuyện. Bên ngoài Giang Nam, thất hồn ngọc của Bàn Tử cũng kích hoạt, cảm ứng yếu đi rất nhiều, nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Trong lúc này, tất cả thất hồn ngọc liên hệ với hắn hay pháp khí hắn luyện chế đều được kích hoạt. Lâm gia ra tay toàn diện. Trong chớp mắt sắc mặt Mạc Phàm lãnh khốc đến cực hạn, hắn nắm chặt tay, kình phong đột nhiên xuất hiện, quần áo trên người hắn tung bay, sát khí lạnh thấu xương từ người hắn lan tràn ra bốn phương tám hướng, trong chớp mắt nhiệt độ giảm hơn 10 độ. Đáng chết! Mạc Phàm vung tay, cửa đá phía sau đóng lại, sắc bén trong mắt nhiều hơn. Nhược sĩ tất nộ, phục thi nhị nhân, lưu huyết ngũ bộ, thiên hạ cảo tố. Thiên tử chi nộ, phục thi bách vạn. Lưu huyết thiên lý. Hôm nay hắn sẽ khiến Lâm gia, Liễu gia, Thanh bang, Hắc ám giáo đình, thậm chí là cả Giang Nam biết cơn giận của tiên nhân. Thiên tử nhất nộ, tiện phục thi bách vạn. Y tiên bất tử hắn giận dữ, sẽ khiến Lâm gia thiên sinh vạn thế đều hối hận ra tay với người Mạc gia bọn họ, khiến hàng tỷ ngôi sao đều biết kết cục đắc tội Mạc gia bọn họ là thế nào. Ý niệm này thoáng qua, trong không khí ở bốn phía quanh hắn như địa ngục xâm la xuất hiện. Hủ thi thành núi, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Ảo giác này chớp lóe lướt qua, đôi mắt Mạc Phàm như lợi kiếm nhìn xung quanh trang viên. Trốn lâu như vậy, đều đi ra hết cả đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có bất luận phản ứng gì. Các người nghĩ rằng ẩn nặc thuật có thể ẩn mình trước mặt tôi à? Hắn vừa nói xong, không khí quấy động dữ dội, bốn đại thủ xuất hiện, giống như đại thủ của cự nhân viễn cổ. Xuất hiện ở cửa vào, thác nước, cùng hai bên núi trong trang viên. Rầm, một tiếng nổ vang trời, sơn thể lắc lư giống như sơn băng, thác nước như thiên hà chảy ngược, bay lên trời. Mặt đất chỗ cửa trang viên có dấu tay rất sâu, vết rạn như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Một chưởng này đánh xuống, bốn bóng người chớp lóe dưới bàn tay, đúng là Quỷ Lão, Băng Ma, Tống Trung và Liễu Như Phong mà Lâm Thiên Phong phái tới. Bốn người này vừa xuất hiện, bốn đạo kình phong thổi về phía Mạc Phàm, bầu không khí căng thẳng. Bốn người bị Mạc Phàm ép ra, không chỉ không hoảng hốt, trái lại giống như nhìn thấy con mồi rơi vào cạm bẫy của mình, đều hiện lên tươi cười đùa giỡn.
Mạc Phàm, cuối cùng cậu cũng ra rồi. Quỷ lão để hai tay ra sau lưng, vừa đi đến chỗ Mạc Phàm vừa nói. Ba người khác cũng theo ba hướng, chậm rãi đi về phía Mạc Phàm. Lâm gia phái bốn tên phế vật các ông tới đối phó tôi sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Bốn người này đều từng xuất hiện ở hội bán đấu giá, nằm trong dự liệu của hắn. Bốn người nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra, đều cười khinh thường. Mạc Phàm hoàn toàn có thể hung hãn trước mặt người đứng sau vị trí thứ 10 hắc bảng, bởi vì cậu ta có bản lĩnh đó. Nhưng ở đây, Mạc Phàm hung hãn lúc này thật là khó hiểu. Bởi vì bất luận là quỷ lão hay băng ma, thực lực đều trên Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu quá coi trọng mình rồi, cậu biết hai người trước mặt cậu là ai không? Liễu Như Phong cười âm hiểm nói. Nếu chỉ có ông ta tới, ông ta lập tức quỳ xuống, nhưng có quỷ lão và băng ma ở đây, ông ta còn có cơ hội giết Mạc Phàm. Cần biết tên hai người chết sao? Mạc Phàm không thèm quan tâm nói. Mặc kệ là ai mai phục ở đây đều chết đi. Nhất là Liễu Như Phong, để ông ta sống lâu như thế, còn dám đánh chủ ý với Mạc gia, càng đáng chết hơn. Người chết sao? Liễu Như Phong cười khinh thường. Tống Trung đốt một điếu thuốc, phả khói ra. Băng ma đứng trên thác nước, lắc đầu. Trong mắt quỷ lão hiện lên thất vọng, ông ta tưởng rằng Mạc Đại Sư Đông Hải danh chấn hoa hạ một năm nay lợi hại thế nào, xem ra chỉ là tiểu tử làm theo ý mình, chỉ biết ngươi chết ta sống, hoàn toàn không biết lợi hại. Tiểu tử, cho cậu cơ hội, giao trang viên này ra, từ bỏ gia tộc của cậu, thề không là địch với Lâm gia, cậu có thể sống sót. Quỷ lão ra lệnh, Mạc Phàm có thể đến thứ 9 hắc bảng nhanh như vậy, chắc chắn có chỗ hơn người. Chắc chắn bốn bọn họ giết Mạc Phàm không thành vấn đề, nhưng muốn giết Mạc Phàm trước khi Mạc Phàm hủy diệt trang viên này thì không đơn giản như vậy. Linh tuyền trong động thiên này, rất quan trọng với ông ta hay hắc ám giáo đỉnh phía sau băng ma. Nếu có thể, bọn họ không cho phép động thiên này biến mất. Lừa gạt động thiên từ tay Mạc Phàm trước đã, rồi giết Mạc Phàm cũng không muộn. Bọn họ phải lấy được động thiên, tuyệt đối không thể để Mạc Phàm sống. Ông muốn tôi từ bỏ gia tộc tôi sao? Mạc Phàm nheo mắt, trầm giọng nói. Một đám người bình thường mà thôi, đợi cậu đến tuổi tôi sẽ biết, cái gọi là tộc nhân, chỉ là cậu nhìn một đám người mất đi, nếu sớm muộn gì cũng phải rời đi, vì mạng nhỏ của mình từ bỏ bọn họ có là gì, nếu cậu có thể sống sót, nói không chừng bọn họ rất vui vẻ chết vì cậu. Quỷ lão thản nhiên nói, giống như từ bỏ người nhà bạn bè là chuyện bình thường với ông ta. Sinh mệnh của tu sĩ dài hơn người bình thường nhiều, ông ta nhìn hơn 7, 80 tuổi, thực ra đã sống hơn 100 năm, sống qua triều Thanh diệt vong, dân quốc diệt vong, cho tới bây giờ. Tộc nhân ở trong mắt ông ta, chỉ cần không thể trở thành tu sĩ, không khác gì con kiến. Ha ha, ông đang nói với tôi tiên phàm khác đường sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng hỏi. Không sai, cậu đã biết tiên phàm khác đường, tôi cho cậu một phút suy nghĩ. Quỷ lão nói, tuy bọn họ không trên tiên đạo, nhưng ở trong mắt người thường, bọn họ như thần tiên. Đám băng ma im lặng không nói, cười mỉa nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu, cười kỳ lạ. Một phàm nhân dám nói tiên phàm khác đường với y tiên bất tử hắn, hoàn toàn không biết sống chết. Cảm giác này giống như một học sinh chưa tốt nghiệp nhà vườn trẻ, nói với chuyên gia toán học đoạt giải Nobel là 1+1=2. Một phàm nhân như ông dám nói với tôi tiên phàm khác đường, tôi sẽ dạy ông cái gì là tiên, cái gì là phàm, cái gì là tiên phàm khác đường, cái gì là động vào gia tộc tôi, dù xa cũng phải giết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ánh mắt hắn phát lạnh, một tay giơ lên nắm trong không trung, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí như long hình thành khí binh ngọn lửa trong tay hắn, không khí xung quanh lập tức tăng lên. Chảm! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Hỏa kiếm chém về phía đầu quỷ lão. Quỷ lão khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn khí binh của Mạc Phàm một cái, không né tránh. Tiểu tử, cậu cho rằng cậu phản kháng có tác dụng sao, đây là cơ hội cuối cùng của cậu, nếu cậu từ bỏ, cậu chỉ có thể gặp người nhà cậu dưới đất. Lúc này người Lâm gia, Thanh Bang, Hắc Ám Giáo Đình và Liễu gia phái qua đã ra tay, người Mạc gia đều là người bình thường. Dưới cạm bẫy bọn họ bố trí, Mạc Phàm cũng phải chết. Những phàm nhân kia có thể không chết sao? Nếu Mạc Phàm quá để ý những phàm nhân đó, vậy thì quá ngu ngốc. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, cười lạnh lùng. Kiếp trước cha chết vì bệnh, hắn chỉ có thể nhìn.
Lão mẹ và Tiểu Vũ tự sát, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Bàn Tử bị giết, hắn cũng chỉ có thể nhìn Bàn Tử được đưa vào nhà tang lễ. Hiện giờ cho dù bọn họ bị đốt thành tro bụi, Y Tiên Bất Tử hắn cũng có thể khiến bọn họ biến thành bộ dạng ban đầu. Huống chi bọn họ sẽ không sao. Cho dù các người chết hết cả, bọn họ cũng không sao. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Tay Mạc Phàm chém xuống, khí binh hỏa diễm như hỏa long từ trên trời giáng xuống, chém về phía quỷ lão. Lúc này sắc mặt quỷ lão mới thay đổi, trong đôi mắt xuất hiện sát ý. Tiểu tử, cậu đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, cậu đắc tội Lâm gia, nhất định phải trả giá, giao đồ trấn phủ trang viên này ra, cậu có thể chết toàn thây, những người khác cũng nhất định phải chết. Quỷ lão nhíu mày, quát lớn nói. Mạc Phàm cười lạnh lùng, giống như nghe được chuyện cười. Mạc gia bọn họ phải trả giá thật nhiều, Lâm gia là cái thá gì? Tôi sẽ không từ bỏ, nếu ông muốn lấy được động thiên này trước rồi ra tay, đừng phí võ mồm nữa, tôi sẽ không hủy diệt động thiên này, đối phó các ông cũng không cần phí sức, nếu các ông có bản lĩnh giết tôi sẽ tặng động thiên cho các ông. Mạc Phàm nói, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng vô cùng khí phách khiến hô hấp người ta bị kiềm hãm. Đám quỷ lão bị Mạc Phàm vạch trần, sắc mặt khẽ đổi, nụ cười âm hiểm lập tức hiện lên trên mặt bọn họ. Xem ra Mạc Phàm sẽ không thỏa hiệp, vậy chỉ có thể ra tay. Mạc Phàm không hủy động thiên thì không sao, dám hủy động thiên ông ta sẽ lấy Mạc Phàm làm chất dinh dưỡng cho trường sinh thụ và thiên ngọc đằng. Tiểu tử, cậu quá tự đại, lão phu sẽ cho cậu thấy cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, vì sao cậu chỉ đứng thứ 9 hắc bảng. Quỷ lão cười lạnh lùng. Bàn tay trắng như ngọc tỏa ra bạch quang thu lại, một cốt trượng đầu lâu màu trắng xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta cầm cốt trượng này đứng trong không trung, tiếng rầm rầm vang lên, gợn nước hình rồng to hơn khí binh hỏa diễm của Mạc Phàm một vòng, lộ ra từ trong hồ nước bên cạnh. Giống, Thủy Long phát ra tiếng ngâm khẽ, đầu rồng vươn tới, đánh về phía khí binh hỏa diễm của Mạc Phàm. Rầm, một tiếng thật to, giống như thiết bổng nung đỏ đánh vào trong nước. Thủy Long bị khí binh hỏa diễm chém thành hai cánh hoa, vậy mà Thủy Long bị chém thành hai không khuếch tán, trái lại hóa thành Thủy Long nhỏ hơn tiếp tục đánh khí binh. Bùm bùm, lại như có hai trái bom nổ mạnh vang lên, hai Thủy Long lại bị chém thành hai, chia làm bốn con. Khí binh hỏa diễm tiếp tục chém xuống, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên trong không trung, hơi nước càng ngày càng đậm, Thủy Long càng ngày càng nhiều. Keng, giơ tay chém xuống, chỉ trong chớp mắt. Cách nửa thước trước người quỷ lão, có khoảng 64 hình rồng nhỏ tạo thành khiên ngăn khí binh của Mạc Phàm, ngăn cản thế đi của khí binh. Kình phong thổi về hai bên, Thủy Long hóa vũ khí nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, bao phủ trang viên bên trong, cả trang viên đều rơi vào vùng vũ khí trắng xóa. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lộ ra chút khác thường. Tiên Thiên Tông Sư có thể ngoại phóng chân khí, hóa khí thành binh. Tiên Thiên Tông Sư thực lực thâm hậu có thể thông qua chân khí ngưng tụ ngoại vật, ví dụ như các vật thủy hỏa thổ thạch. Loại khí binh bị chém phá, đều tự động tán đi. Quỷ lão này lấy khí điều khiển thủy, vậy mà ngưng không tiêu tan, trừ phi có thần thức rất mạnh, vô cùng hùng hậu, còn ngưng thực chân khí, nếu không không có khả năng làm được. Có thể làm đến nước này, mạnh hơn đám âm long bị giết lúc trước nhiều. Kiếm thứ nhất bị ngăn lại, thú vị. Mạc Phàm không giận. Trái lại trong mắt nở rộ hai đạo tinh quang. Quỷ lão cũng khẽ nâng mí mắt, lộ ra bất ngờ. Vậy mà một đạo khí binh của Mạc Phàm có thể khiến Thủy Long dẫn của ông ta biến thành 64 con. 64 con Thủy Long này của ông ta nhỏ hơn hình thể trước một chút, nhưng sức mạnh không giảm. 64 con rồng là 64 long tượng chi lực, có rất ít người có thể khiến ông ta đến nước này. Người làm được chuyện này lần trước là Lâm Thiên Nam. Hơn nữa Thủy Long của ông ta không làm tiêu hao khí binh của Mạc Phàm, chỉ ngăn cản lực đạo của khí binh, dập tắt thuộc tính hỏa trên khí binh mà thôi. Tiểu tử, quả nhiên cậu có chút bản lĩnh, nhưng kế tiếp, cậu chỉ có chết. Quỷ lão cười mỉa nói. Ông ta vừa nói xong, bàn tay còn lại vung lên, lại một Thủy Long bay từ trong hồ nước ra, tốc độ rất nhanh đánh về phía Mạc Phàm. Sau lưng Mạc Phàm, Băng Ma mỉm cười, hai tay giơ lên. Trong chớp mắt hồ nước dưới chân anh ta ngưng tụ thành băng thương băng kiếm màu xanh đậm, mỗi cái có kích thước bằng cánh tay người lớn, to bằng một người. Khí binh màu xanh đậm mang theo hàn khí mênh mông, theo ngón tay Băng Ma, mang theo tiếng xé gió bay về phía Mạc Phàm.
Đến chỗ nào chỗ đó thành hàn vụ, rõ ràng chỉ là băng thương băng kiếm, lại như đạn xuyên thép. Trên hai ngọn núi, Liễu Như Phong và Tống Trung cũng không nhàn rỗi, hai người nhìn nhau cười, cũng biến mất trong sương mù. Bốn người vừa dùng chân khí, khí áp trong trang viên thấp hơn rất nhiều. Cũng may trong trang viên không có người bình thường, nếu không khí áp thấp như thế có thể lấy mạng bọn họ. Sắc mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không chút hoang mang. Bàn tay còn lại vươn ra, tí tách âm thanh như ngàn chim về rừng vang lên, lôi điện tạo thành khí binh hình đao xuất hiện trong tay trái hắn. Điện đao nhảy lên như linh dương có sừng, chém về phía Thủy Long. Trong chớp mắt, điện đao và Thủy Long chạm vào nhau. Răng rắc, giống như đạo điện quang bị bắn ra, trên người Thủy Long sáng lên, trong chớp mắt lại tắt. Vừa rồi hắn chém ra nhiều Thủy Long hơn, lần này vỡ nát, hóa thành Thủy Châu đầy trời rơi xuống mặt đất và hồ nước như mưa đánh vào chuối tây. Cùng lúc đó, Mạc Phàm nắm lấy khí binh hình kiếm trên tay kia, lôi điện như nước bao trùm khí binh. Phá cho ta! Cánh tay Mạc Phàm rung động, khí binh hình kiếm chém về khiên Thủy Long. Bùm! Thủy Long có thể ngăn cản khí binh hỏa diễm của hắn trở về hình thái thủy, như thác nước rơi xuống đất. Khí binh hạ xuống, chém về phía Quỷ Lão. Bùm! Đất đai run rẩy dữ dội như động đất, một khe rãnh sâu xuất hiện trên mặt đất. Cách đó không xa, bóng dáng Quỷ Lão nhoáng lên một cái, khi xuất hiện sắc mặt rất khó coi. Tiểu tử, vậy mà cậu có thể phá Thủy Long dẫn của tôi. Ông ta dựa vào Thủy Long dẫn giết không biết bao nhiêu cao thủ, còn giữ vững như núi Thái Sơn vị trí thứ 5 hắc bảng của ông ta. Một đao một kiếm của Mạc Phàm phá được Thủy Long dẫn của ông ta, ngoại trừ thực lực ra. Tốc độ phản ứng của Mạc Phàm cũng vượt qua tưởng tượng của ông ta. Thủy Long dẫn, cho dù thiên địa dẫn cũng bị tôi phá. Mạc Phàm lạnh lùng nói, khí binh hình đao đánh về phía Quỷ Lão. Quả thật thủ pháp điều khiển thủy của Quỷ Lão rất phiền phức, nếu không phá được Thủy Long càng ngày càng nhiều, ngay cả chân Long cũng có thể bị giết. Nhưng gặp hắn, loại thủ pháp này không đáng nhắc đến, chỉ tạo ra một chút phiền phức cho hắn, không hơn. Cậu! Quỷ Lão nhíu mày, trong mắt lộ ra sát khí. Thủy Long dẫn là công pháp khiến ông ta thành danh, cũng là một trong những chiêu ông ta tâm đắc. Vậy mà bị Mạc Phàm khinh thường như thế, không khác gì vả mặt ông ta. Bị một tiểu tử tuổi không bằng số lẻ của ông ta vả mặt, ông ta chịu thế nào? Ông ta nắm cốt trượng gõ xuống đất, cốt trượng lập tức biến mất. Năm ngón tay ông ta mở ra, dùng lực kéo về sau. Chỉ thấy xung quanh Mạc Phàm. Từng sợi tơ như lông châu đan vào nhau, tạo thành một thứ như lưới đánh cá, bao vây Mạc Phàm ở bên trong. Theo Quỷ Lão kéo, lưới đánh cá này không ngừng thu nhỏ lại, tất cả những thứ bị lưới đánh cá này đụng vào, cho dù là cọc gỗ, tảng đá hay rào chắn kim loại, hay khí binh của Mạc Phàm, bị lưới đánh cá này cắt một cách dễ dàng, lưới đánh cá nhanh chóng thu nhỏ thành hai người, cắt về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, xem lần này cậu còn cười được không? Quỷ Lão nhìn lướt qua Mạc Phàm trong lưới đánh cá, như nhìn cá trong lưới, cười đắc ý nói. Thủy Long dẫn là chiêu bài của ông ta, nhưng rất nhiều người không biết những sợi tơ này mới là Thủy Long dẫn chân chính. Sở dĩ ít người biết, bởi vì bình thường chỉ cần dùng Thủy Long là giải quyết dễ dàng, căn bản không cần lãng phí những sợi tơ này. Mỗi một sợi tơ này đều do chân khí trên người ông ta biến thành, to lớn như vậy, chân khí ngưng thực ngưng tụ thành tia mới có thể thiêu kim đoạn thiết. Sợi tơ như vậy một năm ông ta chỉ cô đọng được 30 cái, nếu không phải ông ta muốn nhanh đạt được động thiên này, giải quyết tên phiền phức Mạc Phàm, ông ta sẽ không lấy ra đối phó. Còn uy lực của sợi tơ, ông ta từng đến rừng rậm Nguyên Thủy ở Lào, dựa vào Thủy Long dẫn bao vây thực thiết thú còn sót lại từ thời viễn cổ. Thực thiết thú kia to bằng khủng long bạo chúa, nhưng rắn chắc hơn khủng long bạo chúa gấp bội lần, một ngọn núi nhỏ bị nó phá nát. Mấy xe thiết giáp trang bị vũ khí muốn bắt thực thiết thú này, chỉ trong phút chốc bị dẫm thành đĩa sắt, lính đánh thuê cấp S bên trong không có một người sống. Một yêu thú như vậy, ở dưới tì võng của ông ta, ngay cả chống cự cũng không được, biến thành khối thịt nát. Yêu thú tiên thiên còn như vậy, bị những sợi tơ đó bao vây, Mạc Phàm lợi hại mấy cũng làm được gì. Chỉ có đường chết. Băng Ma, Tống Trung, Liễu Như Phong ở trong sương mù thấy Mạc Phàm bị nhốt trong lưới. Trước mắt sáng lên, tươi cười kinh ngạc vui mừng hiện lên trên mặt bọn họ. Bọn họ còn chưa ra tay, Mạc Phàm đã bị giam giữ, nhiệm vụ thuận lợi một cách thần kỳ. Quỷ Lão tiền bối,
đây là bí kỹ ông dùng để giết yêu thú thực thiết đó sao? Tống Trung mặc tây trang màu trắng nhìn chằm chằm sợi tơ quanh Mạc Phàm hỏi. Anh ta là long đầu của Thanh Bang ở Đông Nam Á, tất nhiên biết chuyện quỷ lão dùng chân khí giết chết thực thiết thú. Nhãn lực của Tống trưởng lão không tệ, đúng là thứ này. Quỷ lão cười gật đầu. Quả nhiên quỷ lão tiền bối không hổ là người đứng thứ năm hắc bảng, tôi cảm thấy lên một cấp nữa cũng không phải không có khả năng. Liễu Như Phong nịnh nọt nói. Quỷ lão hoa hạ, quả thật danh bất hư truyền. Băng Ma hít mắt, nói theo. Mạc Phàm có thể giết Lawson trưởng lão hắc ám giáo đình của bọn họ, thực lực không cần phải nói. Thực lực của Mạc Phàm như vậy, dưới tay quỷ lão không khác gì cá trậu chim lồng, như cá trong lưới, quả thật thực lực kém xa. Hai vị quá khen. Quỷ lão khiêm tốn nói, nhưng trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Bốn người đứng đó nói phét, lúc này mới rời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc đại sư, cậu thua rồi, chỉ cần tay tôi cử động, cậu sẽ biến thành thịt nát, hiện giờ có thể giao đồ trấn phủ động thiên rồi chứ. Quỷ lão vươn tay nói với Mạc Phàm. Trong lưới đánh cá, Mạc Phàm nheo mắt, lam quang hiện lên, hắn nhìn lướt qua những sợi tơ này, lông mày nhíu lại lập tức giãn ra. Tôi nói rồi nếu các ông đánh bại tôi, động thiên sẽ của các ông, nhưng ông nghĩ sợi tơ này có thể đánh bại tôi sao? Mạc Phàm cười mỉa nói. Trong mắt quỷ lão hơi híp lại, trên mặt hiện lên vẻ không vui. Không đợi ông ta mở miệng nói, Liễu Như Phong cười khinh thường, xen miệng vào. Mạc Phàm, cậu cho rằng cậu lọt vào lưới đánh cá của quỷ lão sẽ thắng được sao, cậu nghĩ quá ngây thơ rồi. Tuy ông ta không ở trong lưới đánh cá. Nhưng ông ta cảm nhận được chân khí đáng sợ trong lưới đánh cá, chỉ cần những tia võng nổ tung hết, chỉ sợ cả ngọn núi cũng bị nổ. Giết Mạc Phàm chỉ là một ý niệm trong đầu quỷ lão, Mạc Phàm còn thắng được sao? Tôi thấy cậu muốn đổi ý mà thôi, tôi khuyên cậu nên giao đồ trấn phủ ra đây tốt hơn, nếu không cậu không có chút lợi nào đâu. Liễu Như Phong liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh miệt, vênh mặt hất hàm sai khiến bồi thêm một câu. Giọng điệu ông ta nói chuyện. Không còn như lần trước khi ở thành phố Tây Hồ, nhìn thấy Mạc Phàm chém giết liên tục tổ chức sát thủ, bị Mạc Phàm dọa sợ gần chết. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Với ánh mắt Liễu Như Phong nhìn hắn, không khác gì con kiến nhìn trời. Trời rộng lớn, có thể dung nạp trăm ngàn tinh vực, hàng tỷ ngôi sao, một con kiến có thể nhìn thấy, đoán được. Đổi ý, tôi nói tôi sẽ không giết ông, tôi sẽ khiến ông tự sát, hôm nay là ngày ông tự sát. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cho dù đặt mình trong lưới đánh cá, hắn không có bất luận kinh hoàng, sợ hãi gì. Vẻ mặt Liễu Như Phong thay đổi, như mèo giẫm phải đuôi, trong đôi mắt tràn đầy bối rối, thay vào đó là âm lệ. Quỷ lão tiền bối, tôi thấy đừng nói nhiều lời với tiểu tử này nữa, cứ giết là được. Tiểu tử này quá quỷ dị, vì tránh để đêm dài lắm mộng, vẫn nên giết chết tốt hơn, nhỡ đâu xuất hiện biến cố gì. Tôi thấy không bằng như vậy. Không phải tiểu tử này không chịu thua sao, mỗi người chém một tay chân cậu ta, cắt hết tay chân cậu ta ra, tôi rất muốn nhìn xem, Mạc đại sư trong truyền thuyết không có tay chân, toàn nói phét sẽ thế nào. Tống Trung cười nói, trong mắt đều là tàn nhẫn. Mạc Phàm và mặt Thanh Bang bọn họ hai lần, khiến thế lực Thanh Bang ở khắp nơi trên thế giới chịu ảnh hưởng không nhỏ, anh ta còn lọt vào ám sát nhiều lần, tất nhiên không thể tha cho Mạc Phàm dễ dàng. Nếu bắt được Mạc Phàm, phải hành hạ Mạc Phàm một phen. Hình như Mạc Phàm có quan hệ không tệ với Hắc Thị, treo một tay Mạc Phàm ở cửa cứ điểm Hắc Thị, anh ta cảm thấy chơi rất hay. Tống tiên sinh, xem ra chúng ta là người đồng đạo, tôi đồng ý với biện pháp của cậu. Băng Ma nhếch miệng, cười đầy hứng thú nói. Ngoại trừ mỹ nữ ra, lạc thú lớn nhất của anh ta là giày vò. Nhất là hành hạ kẻ địch của mình, khi thấy kẻ địch của mình thét chói tai vì đau đớn. Mà không làm gì được anh ta sẽ vô cùng hưng phấn. Anh ta phản bội rời khỏi thần điện, vì một số người ở thần điện bất mãn với thủ đoạn tàn nhẫn hành hạ dị giáo đồ của anh ta tức giận hành hạ mấy người ở thần điện đến chết, lúc này mới phản bội thần điện. Mạc Phàm giết người của Hắc Ám giáo đình, cướp động thiên, tất nhiên là kẻ địch của anh ta. Nếu hai vị có hứng thú, chúng ta cứ làm như thế, nhưng bắt đầu cắt từ đâu trước đây? Quỷ lão cười hỏi. Dù sao Mạc Phàm không chạy được, giết thế nào đều mặc bọn họ. Ông ta cử động ngón tay, bốn sợi tơ trên lưới đánh cá chia ra, nhanh chóng di chuyển đến tay chân Mạc Phàm. Cắt chân trước đi, để tiểu tử này quỳ xuống.
Liễu Như Phong vô cùng hứng thú, cười mỉa nói. Không phải Mạc Phàm rất trâu bò sao, không cần giết ông ta, trái lại khiến ông ta tự sát, ông ta rất muốn nhìn bộ dạng Mạc Phàm Mạc Đại Sư Đông Hải quỳ xuống. Trong lưới đánh cá, Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Tôi khuyên các ông nên cắt tay của tôi, nếu vận khí các ông tốt có thể cắt đứt tay tôi, khiến tôi giảm đi không ít thực lực. Bất luận là kết ấn, hay cầm khí thành binh, đều không thể thiếu tay. Nếu không có tay, thực lực phát huy ra hai phần đã không tệ rồi. Hửm, đám quỷ lão nhíu mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Bọn họ đang bàn bạc xử lý Mạc Phàm thế nào, Mạc Phàm không chỉ không sợ, còn đề nghị bọn họ làm gì, dự cảm xấu xuất hiện trong lòng bốn bọn họ. Tiểu tử, cậu có ý gì? Quỷ lão nghi ngờ hỏi. Mạc Phàm không để ý đến quỷ lão, nói tiếp. Nhưng vận khí của các người không tốt, cho dù ông lấy hết sợi tơ ra, cũng không làm gì được tôi. Mạc Phàm nói xong tay tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, chộp về phía lưới đánh cá, giống như lưới này không khác gì lưới đánh cá bình thường. Sắc mặt quỷ lão thay đổi, ánh mắt âm u. Mạc Phàm dám giơ tay nắm lấy thủy long dẫn của ông ta, đúng là không muốn sống nữa. Những sợi tơ này cho dù là ông ta đều phải hết sức cẩn thận, không cẩn thận sẽ làm mình bị thương, dù sao thứ này do chân khí toàn thân ông ta biến thành, lực nổ tương đương với uy lực ông ta tự bảo. Tiểu tử, cậu điên rồi. Rõ ràng những sợi tơ này do chân khí quỷ lão ngưng tụ thành, không khác gì thuốc nổ. Mạc Phàm nắm lấy, không khác gì dẫn đốt trái bom này, nói không chừng bọn họ cũng bị liên lụy. Hừ hừ, tiểu tử, cậu đã tự tin như vậy. Vậy phế cái tay này của cậu trước. Tay quỷ lão nắm lại. Một sợi tơ như một đạo laser cắt về phía cổ tay Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy, nắm lấy lưới đánh cá. Không có tiếng nổ mạnh, cũng không có âm thanh huyết nhục, xương cốt bị cắt, chỉ có âm thanh như lụa bị xé rách. Xoẹt. Lưới đánh cá bao vây Mạc Phàm bị xé thành một cái lỗ lớn, Mạc Phàm chui từ trong lưới đánh cá ra. Một màn này khiến xung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. A, Liễu Như Phong khẽ nhếch miệng, ngoại trừ A ra, cuối cùng không phát ra âm thanh nào. Tống Trung luôn nở nụ cười, lúc này cũng cứng đờ, trong mắt đều là khó mà tin. Sợi tơ cắt thực thiết thú thành vô số mảnh, lại bị Mạc Phàm xé rách một cách dễ dàng, không khác gì xé giấy. Chuyện này, vẻ mặt Băng Ma cũng sửng sốt, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tay quỷ lão nắm chặt lại, âm thanh răng rắc vang lên liên tục, rõ ràng là tức không nhẹ. Những sợi tơ này cho dù là hợp kim cấp đặc biệt cũng bị chặt đứt, vô cùng sắc bén, cho dù gặp pháp khí, cũng không thể chặt đứt sợi tơ, có thể thấy rõ mức độ cứng của nó. Trừ chuyện đó ra, mỗi sợi tơ bị kéo đứt, chân khí bên trong sẽ nổ mạnh, uy lực tương đương với mấy trăm cân thuốc nổ. Mạc Phàm không chỉ xé rách lưới đánh cá một cách dễ dàng, còn không xảy ra chuyện gì. Năm đó ông ta chiến với Lâm Thiên Nam cũng phá lưới đánh cá của ông ta, nhưng không dễ dàng như Mạc Phàm. Ở trước mặt Mạc Phàm, thủy long dẫn của ông ta như đồ giả. Tiểu tử, cậu dùng pháp thuật cấp cao gì thế, vậy mà phá được thủy long dẫn của tôi. Quỷ lão nổi giận quát. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, giống như phá thủy long dẫn không khác ăn ba bữa cơm, căn bản không có gì đáng ngại. Thủy long dẫn của quỷ lão tương tự với thiên địa dẫn công pháp chấn phái của thiên địa môn ở tu chân giới, nén linh khí trên người tới mức lớn nhất. Kết quả tu luyện công pháp này, tuy không có đại khí rộng lớn, khí thế tràn đầy như hóa khí thành binh, ngưng khí thành sơn, nhưng đi tới một cực hạn khác, uy lực không thể khinh thường. Hắn từng chính mắt nhìn thấy lão tông chủ thiên địa môn thi triển thiên địa dẫn, tông chủ này có thực lực đại thừa kỳ, ngưng tụ chân khí toàn thân thành một cây tú hoa châm. Lúc ấy bọn họ bị ma tộc dùng 7 tinh cầu bố trí tinh diệu đại trận bao vây, 7 tinh cầu này đều to gấp mấy chục lần địa cầu, cao thủ đại thừa khác đều bó tay chịu trói. Lão tông chủ thiên địa môn chỉ lấy gốc tú hoa châm do chân khí ngưng tụ ra, 7 tinh cầu kia như gặp hắc động, vốn là sụp đổ bên trong, cuối cùng bị gốc tú hoa châm hấp thu không còn gì, giống như chưa từng xuất hiện. Thiên địa dẫn đáng sợ đến mức nào, đã thấy rõ. Thủy long dẫn này tương tự với thiên địa dẫn, nhưng là cấp thấp kém vô số lần. Hắn có cả công pháp phá giải thiên địa dẫn, thủy long dẫn có khó là gì? Công pháp cấp thấp như thế cũng dám lấy ra, những chân khí này của ông, tôi nhận. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hôm nay hắn phải đại khai sát giới,
Nhiều linh khí như thế, tất nhiên không thể lãng phí. Hắn nắm lấy lưới đánh cá kia, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công. Những sợi tơ này không chỉ không nổ mạnh, trái lại như thủy triều hạ xuống, bị kéo vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ thủy long dẫn quỷ lão ngưng tụ vài năm chui vào trong cơ thể hắn. Sắc mặt quỷ lão khó coi tới cực hạn, trái tim như bị xuyên một đao, huyết dịch chảy ra liên tục. Ông ta hao phí nhiều năm mới có được nhiều thủy long dẫn như vậy, lần này lấy ra không chỉ không giết được Mạc Phàm, trái lại biến thành chất dinh dưỡng cho cậu ta. Sắc mặt đám Liễu Như Phong cũng không khá hơn chỗ nào, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ đều là tiên thiên tông sư, vô cùng mẫn cảm với linh khí. Linh khí những sợi tơ này ẩn chứa, tuyệt đối hơn bốn bọn họ cộng lại. Nhiều linh khí như thế, cứ bị Mạc Phàm hấp thu toàn bộ như vậy. Phải biết rằng tu sĩ như cái thùng nước có kích cỡ cố định, lượng linh khí có thể lưu trữ có hạn. Một khi vượt qua lượng này, sẽ nổ tan xác hay bị tẩu hỏa nhập ma. Mạc Phàm hấp thu nhiều linh khí như thế, vậy mà không sao, nếu không phải Mạc Phàm giả vờ, thì Mạc Phàm chứa được lượng linh khí nhiều hơn bọn họ nghĩ nhiều. Nếu là cái trước, bọn họ không có gì phải lo lắng, nỏ mạnh hết đà mà thôi. Cái sau, vậy thì đáng sợ rồi. Quỷ lão tiên sinh, Tống trưởng lão, Liễu tiên sinh, quả thật tiểu tử này có tài, chúng ta cùng giết chết cậu ta. Sắc mặt băng ma nghiêm trọng nói. Nếu bọn họ ở đây, không thể giết chết Mạc Phàm, người chết sẽ là bọn họ. Anh ta giơ tay lên, băng kiếm trôi nổi trên đỉnh đầu Mạc Phàm, băng thương thì rơi xuống, mang theo tiếng xé gió, nhanh chóng đâm về phía Mạc Phàm. Đám quỷ lão nhanh chóng phản ứng kịp, bọn họ đều là người từng trải, tất nhiên hiểu rõ tình huống trước mắt. Trong mắt Tống Trung chớp lóe sắc bén, bóng dáng nhoáng lên một cái, thân thể giống như hòa cùng vũ khí, biến mất không thấy. Thì ở một tay Liễu Như Phong để ra sau lưng, một cây đao xuất hiện trong tay ông ta. Chuôi đao này dài 7 thước, toàn thân đen tuyền, hơi tương tự đao võ sĩ Nhật Bản, thân đao dài nhỏ, không cong giống đao của võ sĩ Nhật Bản, thẳng tắp như kiếm. Trên thân đao khắc đầy phù văn huyết sắc thần bí, khiến chuôi đao phong cách cổ xưa có thêm khí tức tà dị. Chuôi đao này tên là Thu Thủy, là bảo bối chấn tộc của Liễu gia bọn họ, cũng là kiện pháp bảo duy nhất của Liễu gia. Bình thường chuôi đao này đều được đặt trên pho tượng Phật ở sâu trong mật thất Liễu gia, bởi vì lần này ông ta tới Giang Nam, lúc này mới mang theo. Một tay ông ta cầm đao, chân khí màu xanh lan tràn trên thân đao. Chân khí mới tiến vào chuôi đao, một cây gai vươn từ đao ra, đâm vào lòng bàn tay Liễu Như Phong. Liễu Như Phong nhíu mày, tiếp tục rót chân khí. Huyết dịch và chân khí màu xanh xen lẫn nhau chảy xuôi xuống, phù văn màu đỏ trên thân đao lập tức sáng lên, ánh đao xanh hồng bất định hiện lên trên thân đao, khí tức tà dị trên thân đao lan tràn ra bốn phía. Liễu Như Phong nắm cái chuôi đao này, khóe miệng nhếch lên tươi cười quỷ dị, đi về phía Mạc Phàm. Quỷ lão nhíu mày, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, ánh mắt như ác quỷ bị chọc tức, phiếm tàn nhẫn. Tiểu tử, cậu chọc giận tôi hoàn toàn rồi, hôm nay tôi tất phải để cậu biết, vì sao cả Hoa Hạ xưng lão phu là quỷ lão. Ông ta nói xong khí tức hoàn toàn thay đổi. Bốn khí tức cường đại bắn lên trên trời, rồi đè Mạc Phàm trên cầu. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đám quỷ lão, lắc đầu cười. Bốn người này cùng xông lên, nếu thực lực của hắn còn là trúc cơ đỉnh phong, tất nhiên rất phiền phức. Nhất là quỷ lão này, có thể ngưng tụ thủy long dẫn thành võng. Đủ để ông ta kiêu ngạo cả đời. Nhưng hắn đã nhị chuyển công pháp, còn đến cảnh giới tiên thiên, bốn người trước mặt hắn như xài lang gặp chân long, chỉ có chết. Hắn nheo mắt lại, khí binh hỏa diễm lại xuất hiện, kiếm quang nhoáng lên một cái, trong chớp mắt trăm ngàn kiếm xuất hiện, giống như tấm lưới lớn ngọn lửa rậm rạp, chém về phía băng thương băng kiếm của băng ma. Xung quanh vì băng thương băng kiếm tồn tại, lạnh lẽo như trong hang, trong chớp mắt nóng như hỏa lò. Nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Rầm rầm rầm. Băng thương băng kiếm có thể đâm xe thiết giáp, ở trước mặt khí binh của Mạc Phàm như que kem chưa đông lại, bị lưới lửa cắt nát, hóa thành giọt nước mưa, nước rơi xuống dưới chân Mạc Phàm. Nếu anh chỉ có chút bản lĩnh đó, anh có thể là người đầu tiên đi tìm chết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mũi chân hắn hơi chìa xuống đất, thân thể nhảy lên, thân như đại bàng dương cánh bay về phía băng ma. Khí binh hỏa diễm trong tay đảo qua, kinh phong và sóng nước cuồn cuộn nổi lên chém về phía băng ma.
Băng Ma nhíu mày, cười lạnh lùng. Nếu anh ta chỉ có chút bản lĩnh đó, chắc chắn anh ta không thể dựa vào sức lực bản thân giết 7 trong 10 đại trưởng lão của thần điệt, sẽ không thành sát thủ nổi tiếng đứng đầu hắc ám giáo đình hiện giờ. Băng tinh linh trong không gian, tập hợp lực lượng bọn ngươi đến tay ta, để đất đai đông lại, để cho núi sông thành băng, bao phủ toàn bộ thế gian bằng màu trắng. Khóe miệng Băng Ma nhếch lên nụ cười tự tin, dùng ngôn ngữ cổ xưa niệm chú ngữ. Theo chú ngữ truyền ra, ngón tay thon dài trắng nõn của anh ta vươn ra, hồ nước dưới chân như bị lực lượng không biết khiên dẫn, như suối phun phun về tay anh ta. Hồ nước mới đụng vào tay Băng Ma, lam quang hiện lên trên tay anh ta, suối phun lập tức đông lại. Lam quang từ suối phun bị đông lại, lan tràn vào trong hồ nước. Chỉ trong phút chốc, cả tiểu hồ bị bao trùm bởi một tầng băng thật dày. Sóng nước cuồn cuộn nổi lên nhờ khí binh của Mạc Phàm cũng ngưng kết trong chớp mắt, biến thành một bức tường băng thật dày chắn phía trước khí binh. Bùm một tiếng thật lớn, khí binh chém lên tường băng, mặt hồ bị đông lại chấn động, khối băng trên mặt hồ tứ phân ngũ liệt, lộ ra khối băng dưới hồ nước. Băng Ma cười khẽ, từng sợi băng thương, băng kiếm nhanh chóng chui từ trong nước ra qua khe hở khối băng, chi chít, sắc bén như mũi tên, quá khác thường, nhìn làm da đầu người ta run lên. Anh ta chỉ phía xa, những băng thương, băng kiếm xoay tròn đâm về phía Mạc Phàm ở không trung. Chỉ cần là nơi có nước, anh ta sẽ vô địch, đây là chắc chắn. Mạc tiên sinh, khinh thường đối thủ của cậu như vậy, cậu sẽ chết rất nhanh. Mạc Phàm nhìn lướt qua những băng thương, băng kiếm, lông mày không thèm nhăn lại. Tôi không khinh thường anh, mà anh căn bản không lọt vào mắt tôi. Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt nói. Một người của hắc ám giáo đình, ngay cả tư cách khiến hắn khinh thường cũng không có. Hắn làm như không nhìn thấy băng thương, băng kiếm này, đao khí tung hoành bốn phía, lập tức chém về phía Băng Ma. Sắc mặt Băng Ma thay đổi, chỉ cần động vào băng thương băng súng của anh ta một chút, thần lực băng hàn bên trong sẽ làm đông lại huyết dịch, lục phủ ngũ tạng cùng với toàn bộ hệ thần kinh của đối phương, cả quá trình chưa tới 1/10 giây, lợi hại hơn độc tố của sứa ở châu Úc. Cho dù là quỷ lão cũng không dám động vào dễ dàng. Vậy mà Mạc Phàm không để ý đến băng thương, băng kiếm của anh ta chưa từng gặp người nào điên cuồng như thế. Tiểu tử da vàng, cậu muốn chết à? Khi nói chuyện, hai tay anh ta lại vươn ra trước, 9 đạo tường băng cao hơn một người dâng lên trước người anh ta. Tôi sẽ để anh thấy đâu mới là muốn chết. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Một đao của hắn chém xuống tường băng trước người. 7 đạo tường băng bị nghiền nát, vụn băng như đạn bay ra ngoài theo kình phong. Mạc Phàm nhìn lướt qua băng thương, băng kiếm dưới chân, thân thể rơi xuống, như sao băng rơi xuống đất rơi lên mặt băng. Rầm, mặt băng bị đánh ra hố to, khối băng chìm xuống dưới, chìm vào trong nước không ít lại nổi lên, từng đạo vết rạn lan tràn xung quanh. Băng Ma thấy Mạc Phàm rơi lên mặt băng, khóe miệng nhếch lên. Anh ta phất tay tán đi tường băng. Một tay ấn lên khối băng dưới chân. 5 đạo lam quang xuyên qua khối băng nhanh chóng đến dưới chân Mạc Phàm, băng dưới chân Mạc Phàm lập tức như sống, dọc theo chân Mạc Phàm bò lên người hắn. Không để Mạc Phàm phản ứng kịp, nửa người dưới Mạc Phàm biến mất vào trong khối băng như bảo thạch màu lam. Bốn phía Mạc Phàm, băng thương băng kiếm chui từ trong mặt băng gần đó ra, như mũi tên nhọn trên cung, kéo về phía sau, vận sức chờ phát động, góc độ chĩa về phía ngực và đầu Mạc Phàm. Sắc mặt Mạc Phàm vẫn như thường, khẽ nâng mí mắt liếc Băng Ma một cái. Chỉ có chút uy lực đó sao? Băng Ma nhíu mày, lúc này băng hàn chi lực của anh ta nên đông cứng phần lớn thần kinh và huyết dịch của Mạc Phàm rồi mới phải. Những thứ này bị đông cứng, Mạc Phàm điều động chân khí đều là vấn đề, vậy mà còn bình tĩnh như thế. Anh ta hừ lạnh một tiếng, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Giết tiểu tử này trước rồi nói sau. Băng thương băng kiếm quanh Mạc Phàm lập tức bay về phía hắn. Anh ta cùng ra tay hai bên Mạc Phàm. Tống Trung xuất hiện từ trong sương mù, hai tay anh ta mỗi tay cầm một thanh đoản kiếm. Hai thanh đoản kiếm một đen một trắng, phi kim phi mộc, nhưng quang mang hắc bạch lại làm người ta vô cùng bất an. Hai thanh kiếm này tên là Vô Thường Kiếm, anh ta cướp được từ tông phái cổ xưa tên là Địa Ngục Môn. Chỉ cần cánh tay bị hai đoản kiếm đâm, cánh tay sẽ mất đi khống chế. Nội tạng bị đâm trúng, nội tạng mất đi chức năng vốn có. Nếu bị đâm trúng đầu, mặc kệ là người bình thường hay tiên thiên tông sư chỉ có đường chết. Hai đoạn kiếm này vô cùng quỷ dị,
cộng thêm ngũ hành độn thuật Hoa Hạ, nhẫn thuật Nhật Bản, yoga của Ấn Độ cổ anh ta thu thập được luyện thành ám sát thuật, không chỉ khiến anh ta ngồi vững vị trí 10 đại trưởng lão thanh bang, còn khiến anh ta hung danh hiển hách ở Đông Nam Á. Không người nào nguyện ý bị Tống Trung tìm đến, tựa như không ai hy vọng Hắc Bạch Vô Thường tìm đến. Hiện giờ hai thanh kiếm này đang đâm về phía cổ Mạc Phàm. Một bên khác, Liễu Như Phong cười quỷ dị, trường đao trong tay lóe sáng hai màu xanh đỏ, nhân cơ hội đâm về phía cổ khác của Mạc Phàm. Cách sau lưng Mạc Phàm không xa, quần áo trên người quỷ lão rách ra thành mảnh, lộ ra thân thể cường tráng. Trên người ông ta, làn da trắng như giấy, hai mắt, môi, móng tay còn cả ma văn trên người như nước mực. Hoàn toàn không phải lão giả mặc áo trắng lúc trước, trái lại giống như ác quỷ trong tranh thủy mặc, toàn thân chỉ có trắng và đen, không còn màu khác. Trên người quỷ lão cuồn cuộn hắc khí, như khi đốt plastic tỏa ra khói đen, đúng lúc lướt qua Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn bốn người, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười khẽ, đông trùng bất khả ngữ hạ, dạ hoa bất khả ngôn chú, các người đều đến đông đủ, tôi sẽ để các người biết, các người không phải đối thủ của tôi. Hai tay hắn nắm chặt, bạch ngọc kiếm chu sát và lôi kiếm trụ tà cùng xuất hiện trong tay hắn, hơi nóng đốt sáng lòng người dập dờn quanh hắn mà ra. Vù! Lưỡng nguội chân hỏa ngọn lửa màu vàng và hồng liên nghiệp hỏa màu cam hiện lên, tụ tập về ngực Mạc Phàm, hai ngọn lửa mới đụng vào nhau, giống như sao hỏa va chạm mặt trời. Ngọn lửa màu vàng phóng lên trời, trong chớp mắt bao trùm Mạc Phàm trong đó, lan tràn dọc theo khối băng dưới chân hắn đến mặt hồ, vậy mà mặt hồ bốc cháy. Ngọn lửa quỷ dị này vừa xuất hiện, những băng thương băng kiếm bay về phía Mạc Phàm bị hòa tan, không bay đến trước người Mạc Phàm liền hóa khí. Không chỉ những băng thương băng kiếm này, mặt hồ bị băng ma đóng băng cũng tan ra. Hồ nước nóng hổi tỏa ra bọt khí, như được nấu sôi. Trong phút chốc cả trang viên như tiến vào trong hỏa lò, hơi nóng khủng bố khiến người ta hít thở không thông, không khí như bị thiêu đốt, vặn vẹo. Đột nhiên xảy ra biến hóa, sắc mặt Liễu Như Phong và quỷ lão thay đổi. Sao bỗng nhiên tiểu tử này cường đại như vậy? Vừa rồi khí tức của Mạc Phàm đã rất cường đại. Bây giờ khí tức của Mạc Phàm không chỉ gấp hai vừa rồi. Mắt băng ma mở to, nhìn Mạc Phàm tắm trong ngọn lửa như hỏa thần, tựa như băng xà nhìn thấy thiên địch. Chuyện này, thần lực băng hàn của anh ta ngay cả ngọn lửa bình thường đều đông cứng được, dù thế nào cũng đóng băng được Mạc Phàm. Ai biết không chỉ không đóng băng được Mạc Phàm, trái lại bị ngọn lửa của Mạc Phàm hòa tan, còn hòa tan hết không chừa chút nào. Tiểu tử, lửa của cậu là gì đây? Băng ma khó mà tin hỏi. Anh ta chưa từng thấy ngọn lửa nào có thể hòa tan thần lực hàn băng của anh ta, chưa bao giờ. Mạc Phàm không thèm để ý, quả thật băng hàn chi lực của băng ma rất lợi hại, không chỉ có tác dụng đóng băng cơ thể, còn đông lại linh hồn, vượt qua phạm trù băng hàn chi lực bình thường. Bất luận kẻ nào gặp phải băng hàn chi lực này, nhất là nơi có nước đều vô cùng đau đầu. Nhưng anh ta tìm lầm đối thủ, gặp phải người không nên gặp. Nếu nói băng của băng ma là hàn băng vạn năm ở đại lục Nam Cực, vậy sau khi lưỡng nguội chân hỏa và hồng liên nghiệp hỏa của hắn dung hợp lại có thể thiêu đốt hàng tỷ mặt trời. Chỉ là băng Nam Cực, sao có thể đông được mặt trời? Chỉ bị hòa tan mà thôi. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí điên cuồng rót vào trong hai trường kiếm phát ra tiếng, nhanh chóng chém về hai bên. Keng, tiếng kim khí va vào nhau vang lên. Bạch Ngọc kiếm đỡ vô thường kiếm của Tống Trung, lôi kiếm ngăn thu thủy kiếm của Liễu Như Phong. Ba lực lượng chạm vào nhau, kình phong nổi lên, mặt nước nổ tung theo, sóng nước cao ba trượng ngập trời mà lên. Bây giờ chưa tới lượt các người, cút. Mạc Phàm khẽ quát, hai tay chấn động. Tống Trung và Liễu Như Phong cảm giác như có tòa đại sơn đâm vào, hai người bay ngược về phía sau như diều đứt dây, đập mạnh vào chân núi cách đó không xa. Mạc Phàm nheo mắt. Không để ý đến quỷ lão phía sau, nhìn về phía băng ma cách đó không xa. Băng ma bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, trong mắt hiện lên hoảng sợ. Anh ta nói mấy âm tiết, năm cự nhân hàn băng cao hơn một trượng chui từ trong nước ra, mỗi người đều cao lớn uy vũ, hùng tráng có lực như chiến sĩ sắt thép, khiến người ta sợ hãi. Năm cự nhân hàn băng này như hổ rình mồi, chắn giữa anh ta và Mạc Phàm. Cự nhân hàn băng vừa xuất hiện, băng ma gần như không do dự. Xoay người nhảy lên, đến chỗ nào, dưới chân chỗ đó sẽ xuất hiện khối băng, để anh ta dẫm lên. Mạc Phàm có thể hòa tan thần lực băng hàn của anh ta trong hồ nước,
có năng lực nắm giữ lôi điện, tuy không so được ba loại lực lượng vương tử Carter của thần điện nắm giữ, nhưng tuyệt đối trên anh ta và quỷ lão. Nếu lúc này không đi, đợi đám quỷ lão không có sức chiến đấu, chỉ sợ anh ta muốn chạy cũng không chạy được. Chỉ cần rời khỏi Hoa Hạ, quay về tổng bộ Hắc Ám giáo đình, Mạc Phàm có thể làm gì anh ta? Mạc Phàm thấy băng ma rời đi, khẽ cau mày, sau đó cười lạnh lùng. Còn muốn chạy, anh chạy được sao? Phàm là người ra tay với Mạc gia hắn, hôm nay một người cũng đừng nghĩ trốn được, người của Hắc Ám giáo đình càng không ngoại lệ. Ý niệm của hắn vừa động, trong chớp mắt hộ sơn đại trận khởi động, trên không trang viên giống như có lồng thủy tinh hiện lên, bao vây cả trang viên bên trong, cũng chặn đường đi của băng ma. Chuyện này, vẻ mặt băng ma ngẩn ra, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Trong nơi này là nơi bọn họ bao vây diệt Mạc Phàm, trái lại là tiến vào cạm bẫy của Mạc Phàm. Trong chớp mắt, sắc mặt của anh ta trắng xanh, trong hai mắt là vẻ hoảng sợ, ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm đuổi theo. Mạc Phàm cúi đầu, cầm hai thanh kiếm dẫm lên không khí như đi bậc thang, đứng ở nơi cách băng ma không xa. Tôi nói giết anh đầu tiên, anh nhất định phải chết đầu tiên, anh không thoát được. Giọng nói lạnh lùng mang theo tự tin, như sấm nổ trong không trung. Thân thể băng ma lập tức run lên, cũng khiến sắc mặt đám quỷ lão cách đó không xa vô cùng khó coi. Mạc đại sư, là Hắc Ám giáo đình chúng tôi mạo phạm cậu, chúng tôi chủ động rời khỏi tranh đoạt động thiên này, mong cậu tha cho tôi một con đường sống, tôi đảm bảo sau này Hắc Ám giáo đình không tấn công Mạc gia. Băng ma ra vẻ trấn định nói. Thủy long dẫn của quỷ lão bị phá, thần lực băng hàn của anh ta cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Binh khí trên tay Tống Trung và Liễu Như Phong không tệ, nhưng thực lực yếu hơn hai bọn họ một chút, càng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Lần này không phải bọn họ trêu chọc quả hồng mềm, mà là khối sắt, nhanh chóng cầu xin tha thứ tốt hơn, nói không chừng còn giữ được mạng. Tôi giết anh, lại diệt Hắc Ám giáo đình, không cần anh đảm bảo sau này Hắc Ám giáo đình không là địch với Mạc gia tôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vô địch thiên hạ, phương pháp hữu hiệu nhất là diệt tất cả kẻ địch, mà không phải nói đảm bảo suông. Cho dù đối phương giữ lời, ngày khác hắn rời khỏi địa cầu, khi Mạc gia gặp phải kẻ địch mạnh khác, rất có khả năng Hắc Ám giáo đình sẽ như một số gia tộc là Khổng gia Nam Sơn, trong chớp mắt đứng về phía đối diện Mạc gia, báo thù ngày xưa. Chuyện như vậy từng xảy ra một lần, hắn không muốn lần hai. Lần này hắn muốn giết, 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 người nào dám động vào Mạc gia hắn người đó chết. Sắc mặt băng ma khó coi, như bị tát mấy cái. Mạc Phàm, Hắc Ám giáo đình chúng tôi không yếu hơn thần điện, cậu nghĩ rằng mình cậu có thể diệt Hắc Ám giáo đình chúng tôi sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Hắc Ám giáo đình chỉ là huyết mạch Hắc Ám nhất tộc của ma tộc lưu lại trên địa cầu, muốn tiêu diệt thì khó gì? Anh nói xong rồi đúng không, anh có thể đi chết đi. Mạc Phàm giơ tay lên, tay nâng kiếm hạ xuống. Kiếm khí như long trên bạch ngọc kiếm lao nhanh mà ra, như đạo cầu vồng xẹt qua bầu trời chém về phía băng ma. Băng ma nhíu mày, trong mắt lóe lên hung quang, giống như đang do dự gì đó. Chỉ trong phút chốc, anh ta đã có lựa chọn. Mạc Phàm, đây là cậu ép tôi, cậu và người họ Mạc đều phải chết. Không đợi kiếm khí của Mạc Phàm hạ xuống, ngũ giác tinh mang màu đen chỗ mi tâm băng ma sáng lên. Băng hàn chi khí màu đen tràn ra trong ngũ giác tinh mang. Băng hàn chi khí khiến người ta sởn gai ốc lấy băng ma làm trung tâm nhanh chóng dập dờn mà ra. Theo băng hàn chi khí dập dờn ra, một móng vuốt to lớn màu lam vươn ra trong băng hàn chi khí. Sau đó là đầu, thân. Chỉ trong chớp mắt, một ma ảnh cao chừng ba người xuất hiện trước người băng ma. Toàn thân ma ảnh này đều là màu băng lam, như lam bảo thạch, sắc mặt lãnh khốc, trên đỉnh đầu có 6 cái sừng. Người này cởi trần, đeo một sợi dây chuyền. Tay cầm cái kìm, bắp thịt toàn thân như tảng đá điêu khắc. Xung quanh ma ảnh, ba khí thể màu lam như tinh linh chuyển động xung quanh nó, vù vù rung động, như quỷ khóc. Ma ảnh này vừa xuất hiện, trong trang viên nóng như hỏa lò, lập tức có bông tuyết rơi. Quỷ lão nhìn thấy ma ảnh, ba người đều lộ ra vui mừng. Băng ma vốn tên là Pôn, anh ta chiếm được băng hàn chi lực trong thần điện ban ân. Sau khi phản bội đến Hắc Ám giáo đình, băng hàn chi lực lại tăng lên, ma ảnh này là ngọn nguồn băng hàn chi lực của anh ta nâng cao một bước. Anh ta từng mang ma ảnh này tiến vào châu Phi nơi có nhiệt độ trung bình là hơn 30 độ, tạo ra bão tuyết trăm năm khó gặp ở một tiểu quốc từ chối Hắc Ám giáo đình truyền giáo,
đông chết hơn 10 vạn người, lúc này mới có danh hiệu băng ma. Băng ma thả ma ảnh ra, nói lên băng ma muốn dốc toàn lực liều mạng, bọn họ có hy vọng rồi. Ma ảnh vừa xuất hiện, lạnh lùng nhìn lướt qua kiếm khí của Mạc Phàm, tựa như thiên thần khinh thường phàm nhân, khẽ vung kìm trong tay lên. Keng! Kìm mới tiếp xúc với kiếm khí, một tầng hàn khí lan tràn dọc theo kiếm khí của Mạc Phàm. Bạch ngọc kiếm của Mạc Phàm nuốt nhả kiếm khí bất định, lập tức dừng lại, giống như bị đông lạnh. Sau đó kiếm khí của Mạc Phàm như khối băng động vào khối sắt, gãy từng khúc. Đám quỷ lão nhướng mày, tươi cười hiện lên trên khóe miệng bọn họ. Như vậy băng hàn chi lực có thể khiến dịch thể và khí thể của người bình thường ngưng kết, bọn họ chưa từng thấy tình huống đông cứng một kiếm khí. Ma ảnh này có thể đóng băng cả kiếm khí của Mạc Phàm, vậy bọn họ có cơ hội giết Mạc Phàm rồi. Băng ma thở phào một hơi, cười mỉa xuất hiện trên mặt anh ta lần nữa. Anh ta triệu hồi ma ảnh này một lần, sẽ ăn mòn linh hồn anh ta một lần, thời gian lâu dài anh ta sẽ thành con rối của ma ảnh. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh ta sẽ không triệu hoán ma ảnh này. Tuy anh ta lại bị ma ảnh ăn mòn vài phần, nhưng ít nhất sẽ không bị Mạc Phàm giết, không phải không có khả năng giết được Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu ép chúng tôi lấy ra quân bài chưa lật, hiện giờ biết vì sao tôi gọi là quỷ lão, băng ma được gọi là băng ma chưa, hôm nay cậu không giết được ai, trái lại cậu sẽ chết ở đây. Quỷ lão đứng cách không xa ở sau lưng Mạc Phàm, lộ ra hàm răng trắng tinh, cười gần nói. Băng ma nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười theo. Con thỏ ép nóng này cũng cắn người, Mạc Phàm đây là tự chuốc lấy khổ, thả anh ta đi sẽ không nhiều chuyện như thế. Mạc Phàm nhìn thoáng qua ma ảnh kia, lại liếc mắt nhìn lướt qua quỷ lão, không chỉ không có chút kinh hoàng, trái lại khóe miệng hiện lên chút cười mỉa. Tay hắn chấn động, chân khí đông lại trên bạch ngọc kiếm bị chấn nát, tựa như hất một tầng bụi trên người. Ngươi là băng hàn ma hồn sinh vật cấp thấp của ma tộc đúng không? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, thản nhiên nói với ma ảnh. Bất luận giọng điệu hay ánh mắt đều là cao cao tại thượng, giống như không để ma ảnh cao hơn hắn gấp bội lần vào mắt. Mạc Phàm vừa nói xong, bất luận là ma ảnh hay băng ma đều sửng sốt. Nhất là băng ma, tươi cười vừa xuất hiện trên mặt, biến mất hoàn toàn, thay vào đó là kinh hãi lần nữa. Anh ta từng tra về ma ảnh này trong tài liệu của Hắc Ám Giáo Đình, quả thật tên là băng hàn ma hồn. Tuy là sinh vật cấp thấp của ma tộc, nhưng sinh vật ma tộc cấp thấp nhất cũng có thực lực thần cấp, có thể nhìn cả địa cầu bọn họ từ trên xuống. Bí mật của Hắc Ám Giáo Đình, sao một tiểu tử hoa hạ như Mạc Phàm lại biết? Ma ảnh giống như không hiểu lời Mạc Phàm nói, lông mày màu lam nhíu lại, trong mắt nở rộ lam quang, trong chớp mắt nhiệt độ xung quanh giảm xuống không ít. Thiếu chút nữa quên mất, ma tộc cấp thấp không thể nói chuyện. Mạc Phàm thấy băng hàn ma hồn không trả lời. Cười khẽ, rời mắt nhìn quỷ lão. Ông có huyết mạch quỷ tộc đúng không? Trên địa cầu có huyết mạch này, đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua toàn thân hai màu hắc bạch của quỷ lão hỏi. Thiên địa sơ khai có chúng sinh luân hồi, âm dương luân chuyển, mới có thể liên tục không thôi, bởi vậy thiên hữu thần, mà địa hữu quỷ. Thần nắm thiên quy, còn quỷ nắm luân hồi. Thần này không phải tiên là thiên đạo. Quỷ này không phải người sau khi chết hóa thành quỷ hồn, mà là quỷ tộc nắm trong tay lục đạo luân hồi. Trên người quỷ lão này có huyết mạch quỷ tộc, lúc này mới biến được thành bộ dạng như vậy. Mắt quỷ lão mở to, có rất ít người biết hình thái này của ông ta, biết ông ta là huyết mạch quỷ tộc càng đếm trên đầu ngón tay. Dù sao người có thể nhìn thấy quỷ tộc, đa số đều là người chết. Bối cảnh gia đình Mạc Phàm không sâu, tuổi lại ít, vậy mà biết ông ta là huyết mạch của quỷ tộc. Ánh mắt ông ta nhìn Mạc Phàm lại có vài phần kiêng kỵ. Ông ta luôn có cảm giác Mạc Phàm không giống thiếu niên mười mấy tuổi, trái lại như lão quái vật sống mấy trăm năm. Tiểu tử, nếu cậu biết tôi là huyết mạch của quỷ tộc, cậu còn chống cự sao? Quỷ lão nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Ngoại trừ băng hàn ma hồn và huyết mạch quỷ tộc ra, hai thanh kiếm của anh là binh khí quỷ tộc, có thể đả thương hồn phách con người, đao của ông cũng không phải pháp bảo gì. Binh khí thì huyết của ma tộc mà thôi, tư vị bị hấp huyết thoải mái không? Sắc mặt Tống Trung và Liễu Như Phong khó coi, u ám hiện lên đỉnh đầu bọn họ, không khí trầm mặc một cách quỷ dị. Rõ ràng Mạc Phàm ít tuổi, nhưng bọn họ như người trong suốt trước mặt Mạc Phàm, bị Mạc Phàm thấy rõ, không có bí mật gì. Tiểu tử, cậu biết nhiều như vậy thì thế nào, hôm nay cậu cũng phải chết.
Quỷ lão không chịu được, tay trắng bệch, móng vuốt màu đen mang theo khói đen cuồn cuộn vồ lấy Mạc Phàm, không khí giống như bị nắm phá, để lại 5 vết sâu. Tay ông ta chưa tới, khói đen hóa thành một bàn tay to chộp lấy Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy quỷ lão, rời mắt nhìn băng ma. Các người có thể triệu hoán ra băng hàn ma hồn, có được huyết mạch quỷ tộc, cầm quỷ binh, ma binh, quả thật có thể kiêu ngạo ở địa cầu, nhưng các người không biết những thứ mà các người kiêu ngạo, căn bản không đáng một đồng. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Cái gì? Sắc mặt đám quỷ lão thay đổi. Nếu những thứ này của bọn họ không tính, vậy Mạc Phàm là gì? Tiểu tử da vàng, cậu bớt nói linh tinh đi, cậu cho rằng cậu là tiên nhân à, dùng bản lĩnh nói chuyện đi. Ánh mắt băng ma âm lệ, ra lệnh với băng hàn ma hồn. Anh ta có cảm giác bọn họ không ra tay, bọn họ sẽ bị khí thế của Mạc Phàm chèn ép không ra tay được. Đôi mắt băng hàn ma hồn lạnh lùng, cầm kìm đi về phía Mạc Phàm, tiếng ù ù vang lên. Mạc Phàm lắc đầu cười, môi khẽ mở. Tôi là tiên nhân. Lời này vừa vang lên, ánh sáng ngũ sắc trong ngọn lửa màu vàng trên người hắn trở nên sáng lên, tử khí dập dờn mà ra trong ánh sáng ngũ sắc. Những tử khí này vừa xuất hiện, cả người Mạc Phàm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tóc đen dài ra, rất nhanh dài đến bên hông. Cơ thể hắn cũng cao hơn một chút, đến gần 1m85, gương mặt cũng thay đổi. Lúc trước Mạc Phàm tính là anh Tuấn, nhưng chỉ có thể là anh Tuấn, chênh lệch xa với Minh Tinh. Mạc Phàm hiện giờ trắng nõn, làn da sáng bóng, làn da đẹp hơn vô số lần nữ Minh Tinh nào đó, càng không nói đến nam Minh Tinh. Mi như thần kiếm, mắt như ngôi sao đen, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng tinh xảo đến hoàn mỹ. Tuy Mạc Phàm còn bóng dáng lúc trước, nhưng mỗi độ cong giống như đại sư tỉ mỉ vẽ bên ngoài lần nữa, làm cho người ta không tìm ra chút tì vết nào. Anh khí bức người, lóa mắt như thần, tuyệt đối có thể khiến vô số nữ Minh Tinh động tâm, cũng khiến tất cả nam Minh Tinh hâm mộ. Ngoại trừ anh Tuấn ra, khí túc siêu trần thoát tục, cao quý, uy nghiêm lộ ra từ người Mạc Phàm. Khiến Mạc Phàm giống như tiên nhân từ trên trời giáng xuống, làm cho người ta có kích động muốn quỳ lạy. Khí tức này vừa phóng thích ra, liền bao trùm cả trang viên. Đám quỷ lão, băng ma như bị sét đánh, mặt xám như cho tàn. Chuyện này. Miệng băng ma há to, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Ngọn lửa trên người Mạc Phàm đã đủ khiến anh ta khiếp sợ rồi, bỗng nhiên Mạc Phàm lại biến thành hình thái này. Hình thái này khiến băng hàn ma hồn không sợ hãi thứ gì lập tức nằm rạp xuống, tựa như nô bộc nhìn thấy bề trên, động vật nhìn thấy khắc tinh. Anh ta gọi băng hàn ma hồn ra nhiều lần như thế, chưa từng thấy tình huống như vậy. Chuyện này, vẻ mặt Tống Trung sửng sốt, hai mắt ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm, thân là đại trưởng lão Thanh Bang, vô thường kiếm trong tay anh ta chưa từng rời khỏi người, hiện giờ rơi xuống đất, vậy mà anh ta không phát hiện ra. Chuyện này. Tươi cười trên mặt Liễu Như Phong cứng đờ, hai màu xanh hồng trên thu thủy đao nhanh chóng biến mất, giống như e ngại khí tức trên người Mạc Phàm. Chính ông ta cũng lùi về sau theo bản năng, giống như con chuột thấy lão hổ. Chuyện này, quỷ lão nhìn thấy kim sắc, ngũ sắc, tử sắc vây quanh Mạc Phàm, vội vàng ngừng hình, thân thể không tự chủ được run rẩy, trong đôi mắt đều là khiếp sợ. Đây là tiên nhân sao? Quỷ lão nói liên tục mấy chữ đây. Lúc này mới nói ra suy nghĩ trong lòng bốn bọn họ. Tướng mạo của Mạc Phàm thay đổi cũng không có gì kỳ lạ, rất bình thường trong đám tu sĩ, xúc cốt công, dịch dung thuật cái gì cũng có thể làm dễ dàng. Nhưng khí tức khiến tim người ta đập nhanh trên người Mạc Phàm, làm bọn họ không sản sinh ra một chút ý nghĩ chống cự, chắc chắn không phải khí tức của người, cũng không phải khí tức trên người tu sĩ. Khí tức này trên tu sĩ, lại càng trên người. Cũng trên băng hàn ma hồn và huyết mạch quỷ tộc của ông ta, vậy chỉ có một khả năng, khí tức tiên nhân tầng cao hơn. Trong vòng một năm Mạc Phàm từ đứa bé không có tiếng tăm gì, trở thành Mạc Đại Sư, sớm đã có người lan truyền Mạc Phàm là trích tiên. Bọn họ không ngờ Mạc Phàm thật sự là tiên nhân sống trên địa cầu. Vừa rồi Mạc Phàm nói bọn họ không đáng một đồng, bọn họ còn khinh thường. Hiện giờ xem ra Mạc Phàm nói không sai. Ở trước mặt tiên nhân cho dù là băng hàn ma hồn hay huyết mạch quỷ tộc, quả thật không đáng một đồng. Một chữ, trốn. Bốn người gần như không do dự, như chim nhạn gặp nguy hiểm, bay về bốn phía như điên. Bọn họ không có khả năng thắng Mạc Phàm, không trốn chỉ có chết. Mạc Phàm hơi nhếch miệng,
tươi cười điên đảo chúng sinh xuất hiện. Các người ai cũng không chạy được. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, màn hào quang trên không trang viên nhanh chóng co rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Keng, như có âm thanh va chạm vang lên, một quyền của băng ma đánh vào màn hào quang, phù văn màu vàng trên màn hào quang hiện lên, nhưng vẫn bất động. Vô thường kiếm, thu thủy đao và quỷ lão cũng đều thử mọi loại phương pháp, nhưng không có tác dụng, chỉ có thể nhìn màn hào quang thu nhỏ lại bằng một gian phòng. Trên mặt bốn người không còn huyết sắc, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không đánh lại, còn không trốn thoát, bọn họ hoàn toàn là chim trong lồng của Mạc Phàm, không có gì đáng sợ hơn chuyện này. Chuyện này, Mạc đại sư thủ hạ Lưu Tình, tôi nguyện ý giúp cậu diệt trừ Lâm gia. Băng ma thấy Mạc Phàm đi về phía anh ta, kích động nói, không còn không sợ như trước. Tôi sẽ tự mình diệt Lâm gia, anh là người đầu tiên. Mạc Phàm không thèm để ý nói. Hắn muốn diệt Lâm gia còn cần người khác ra tay sao? Hắn nói băng ma là người chết đầu tiên, chuyện này đã định rồi. Bạch Ngọc kiếm đảo qua, một đạo kiếm khí như giải lụa xẹt qua không trung. Tay nâng kiếm của hắn hạ xuống, đầu người bay ra ngoài, trên mặt tràn đầy biểu cảm không cam lòng. Băng ma chết. Băng ma vừa chết, Tống Trung không do dự quỳ xuống, trên mặt đều là hối hận. Mạc đại sư tha mạng, Thanh Bang chúng tôi sẽ không là địch với Mạc gia, nguyện ý trở thành người lót đường cho Mạc gia ở Hoa Hạ. Anh ta tưởng rằng lần này có cơ hội diệt Mạc Phàm, nếu có thể giết Mạc Phàm, anh ta sẽ tiến cử trợ thủ của mình thành trưởng lão Thanh Bang, thế lực của anh ta ở Thanh Bang sẽ tăng lên. Cho nên Lâm Thiên Phong tìm đến anh ta gần như không do dự đồng ý. Ai biết Mạc Phàm đáng sợ như vậy? Sớm biết như thế, anh ta tuyệt đối không lội vũng nước đục này, đợi Vạn Thiên Tuyệt Vạn Đại Sư ra sân tốt hơn. Thanh Bang, lót đường. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, rời mắt nhìn Tống Trung. Tống Trung thấy Mạc Phàm có hứng thú, trong mắt có thêm chút chờ mong. Chỉ cần thoát được một kiếp hôm nay, Vạn Thiên Tuyệt sẽ xuất quan nhanh thôi, muốn Thanh Bang bọn họ thành lót đường cho Mạc gia, phải hỏi Vạn Thiên Tuyệt. Đúng vậy, Mạc Đại Sư, có Thanh Bang chúng tôi ở đây, không ai dám động vào Mạc gia cậu. Tống Trung vội vàng nịnh nọt. Anh là Thanh Long Đại Long đầu của Thanh Bang sao? Mạc Phàm giống như nhìn thấu tâm tư Tống Trung, hỏi. Sắc mặt Tống Trung khó coi, nhưng vẫn lắc đầu. Nhưng tôi là một trong những trưởng lão của Thanh Bang. Anh là Vạn Thiên Tuyệt cao thủ số một của Thanh Bang à? Mạc Phàm không để ý đến Tống Trung, tiếp tục hỏi. Không phải. Sắc mặt Tống Trung khó coi nói. Anh không phải hai người kia, có tư cách gì khiến Thanh Bang trở thành người lót đường cho Mạc gia tôi? Mạc Phàm cười hỏi ngược lại. Một trưởng lão mà thôi, ngay cả tư cách phát Thanh Long lệnh cũng không có, còn để Thanh Bang thành lót đường cho Mạc gia họ. Giở trò trước mặt hắn, không biết sống chết. Bạch Ngọc kiếm trong tay hắn nâng lên, kiếm khí chém về phía đầu Tống Trung. Đồng tử Tống Trung co rụt lại, trong mắt đều là hoảng sợ. Mạc Phàm, cậu không thể giết tôi, Vạn Thiên Tuyệt sắp xuất quan, cậu giết anh em của ông ta, đợi ông ta đi ra sẽ không tha cho cậu. Bạch Ngọc kiếm trong tay Mạc Phàm hơi dừng lại, cách đầu Tống Trung ba tấc. Ông ta không tha cho tôi, lần này anh cảm thấy tôi sẽ tha cho Thanh Bang các anh sao? Mạc Phàm cao giọng nói, giống như hỏi giống như đáp. Thanh Bang dám chen chân vào ân oán giữa hắn và Lâm gia, đây đã là lần thứ ba Thanh Bang ra tay với Mạc gia. Thanh Bang không cần tồn tại trên địa cầu nữa. Hắn đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, không chỉ có thể sử dụng dung hỏa chi thuật, linh khí toàn thân tựa như thoát khuôn thành linh khí tiên thiên, là tu sĩ hư đan trên địa cầu, cũng là tu sĩ cảnh giới bán thần không nhất định không thể chiến. Cũng đến lúc để người tinh cầu này biết người nào không thể trêu chọc, người nào không thể động, chuyện gì cũng không thể làm. Thanh Bang là mục tiêu số một của hắn. Cái gì? Trong mắt Tống Trung hiện lên chút khiếp sợ. Cho tới bây giờ đều là Thanh Bang bọn họ không tha cho người khác, vậy mà Mạc Phàm không tha cho Thanh Bang bọn họ. Mạc Phàm muốn làm gì? Chỉ trong chớp mắt, anh ta liền hiểu ý của Mạc Phàm, vẻ mặt ngẩn ra, trong mắt đều là khó mà tin. Mạc Phàm muốn diệt Thanh Bang bọn họ sao? Nghĩ đến chuyện này, trước mắt Tống Trung sáng lên, đường đường là một trong 10 đại trưởng lão của Thanh Bang, lập tức thay thành bộ dạng tiểu nhân. Cậu muốn tiêu diệt Thanh Bang chúng tôi sao? Vậy thì tốt quá, tôi biết rất nhiều bí mật của Thanh Bang, tôi nguyện ý trở thành nô bộc của cậu, giúp cậu tiêu diệt Thanh Bang,
Đúng rồi, tôi cũng biết nơi Vạn Thiên Tuyệt bế quan, bây giờ chúng ta đến đó nói không chừng sẽ cắt ngang ông ta đột phá, với thực lực của cậu, giết ông ta dễ như lật bàn tay. Tống Trung cười nịnh nọt nói. Anh ta đâu quan tâm được nhiều như thế, hiện giờ anh ta sống sót được mới là quan trọng nhất. Mấy năm nay, anh ta giúp đỡ Thanh Bang không ít, vì mạng sống của anh ta chỉ có thể bán đứng Thanh Bang. Nếu Thanh Bang có thể diệt Mạc Phàm, tất nhiên anh ta cầu còn không được. Anh nói xong chưa? Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, hỏi. Tống Trung cười, gật đầu. Anh không có tư cách làm nô lệ của Y Tiên Bất Tử tôi, cho nên giết anh tốt hơn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nô lệ của Y Tiên Bất Tử hắn, ai muốn làm là được sao? Nhất là loại người hai mặt như Tống Trung, hôm nay có thể phản bội Thanh Bang, ngày mai có thể phản bội hắn, nhân cách xấu xí như thế nên giết thì hơn. Hắn vừa nói xong, kiếm khí hạ xuống. Phốc, không để Tống Trung phản kháng, anh ta liền bị cắt thành hai nửa, máu tươi đầy đất. Tống Trung chết. Mạc Phàm rời mắt nhìn Liễu Như Phong. Thân thể Liễu Như Phong run lên, cuối cùng không chịu nổi uy áp của Mạc Phàm, sụi lơ xuống đất như bùn lầy, thân thể không tự chủ được run rẩy. Tôi nói tôi sẽ khiến ông tự sát, bây giờ ông cần tôi ra tay không? Mạc Phàm hỏi, trên mặt không có chút thương hại. Không phải hắn không cho Liễu Như Phong cơ hội, tính cả lần này, Liễu Như Phong đã ra tay với Mạc Gia 3 lần. Nếu hắn không đủ mạnh, Mạc Gia sớm bị diệt rồi, đây hoàn toàn là Liễu Như Phong tự tìm. Tôi, tay Liễu Như Phong nắm chặt Thu Thủy, cánh tay run rẩy liên tục, vừa không dám chém Mạc Phàm, cũng không muốn cho mình một đao. Băng Ma và Quỷ Lão đều không phải đối thủ của Mạc Phàm, ông ta là đối thủ của Mạc Phàm được sao? Bảo ông ta tự sát, ông ta đường đường là gia chủ Liễu gia thủ đô, có không ít phú nhị đại, quan nhị đại ở thủ đô muốn bái ông ta làm môn hạ, mọi người có thể xếp hàng đến tận Tuyên Vũ Môn, sao ông ta có thể chịu nhục như vậy? Mạc Phàm lạnh lùng liếc Liễu Như Phong một cái, khẽ thở dài. Vậy để tôi giết ông vậy, hắn búng ngón tay, một ký hiệu màu đen bay về phía Thu Thủy trong tay Liễu Như Phong, trong chớp mắt biến mất vào trong Thu Thủy. Hồng quang trên Thu Thủy sáng lên, từng sợi huyết sắc nhỏ như vòi mũi chui từ trong đao Thu Thủy ra, có khoảng 100 cái. Phốc, không để Liễu Như Phong phản kháng, những sợi nhỏ này như răng nanh đâm vào người Liễu Như Phong. Không. Vẻ mặt Liễu Như Phong khiếp sợ, hoảng sợ gào rú nói. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta dùng thanh đao này, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, thanh đao trên tay ông ta đã hút khô máu ít nhất 100 người, một màn này quá quen thuộc, nhưng lần này người bị hút máu là ông ta. Ông ta vội vàng giơ tay rút những huyết tuyến này ra, nhưng những huyết tuyến có khoảng 100 cái, ông ta rút mấy cái bên này, mấy cái bên kia lại đâm lên. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên. Thân thể Liễu Như Phong nhanh chóng khô quắt, mãi một lúc sau tiếng kêu mới dừng lại. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng đi đến trước mặt Quỷ Lão. Ông còn gì để nói, không nói, ông cũng đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Quỷ Lão nhíu mày, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ. Mạc Phàm, tôi không trốn thoát, cậu cũng không giết được tôi đâu. Quỷ Lão nói xong thân thể biến thành màu đen, giống như là khói đen trôi nổi trong không trung. Mạc Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn Quỷ Lão một cái, lộ ra chút bất ngờ. Ông có quan hệ gì với u hồn của thần điện? Mạc Phàm cất bạch ngọc kiếm và lôi kiếm vào trong nhẫn chữ vật, tò mò hỏi. Thân thể Quỷ Lão có chút tương tự với u hồn trưởng lão thần điện, đều là hồn phách chi thể, pháp thuật bình thường ít tấn công được Quỷ Lão. Thân thể như vậy cộng thêm Thủy Long dẫn, quả thật đủ để đứng vị trí thứ 5 hắc bảng. Quỷ Lão thấy Mạc Phàm thu hồi pháp khí. Ông ta nhếch miệng, lộ ra tươi cười đắc ý. Mạc Phàm cất pháp khí đi, vậy nói lên Mạc Phàm thúc thủ vô sách với ông ta. Pháp thuật của u hồn là tôi chỉ điểm, xem như đồ đệ của tôi, thế nào, cậu thả tôi đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cậu diệt Lâm gia của cậu, tôi tiếp tục làm thứ 5 hắc bảng. Quỷ Lão cười hỏi. Mạc Phàm không giết được ông ta cũng không làm gì được Mạc Phàm. Chỉ cần Mạc Phàm đồng ý thả ông ta đi. Ông ta quyết định lập tức rời khỏi Hoa Hạ. Trừ phi Lâm Thiên Nam hay Vạn Thiên Tuyệt xuất hiện giết Mạc Phàm, nếu không chắc chắn ông ta sẽ không quay về. Tiểu tử này thật đáng sợ. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Nếu ông ta là đồ đệ của ông, vậy ông biết u hồn chết thế nào không? Thể chất hai người không kém nhiều, Quỷ
quỷ lão mạnh hơn u hồn một chút, nhưng hắn có thể giết u hồn mà không thể giết quỷ lão được sao? Hắn vươn một tay ra, ngọn lửa màu vàng ở tầng ngoài cơ thể hắn lập tức nhảy trong tay hắn, trong chớp mắt hỏa kiếm màu vàng thành hình trong tay hắn. Cậu! Mắt quỷ lão mở to, như bị sét đánh. Tôi sẽ diệt Lâm gia, ông muốn chết, tôi sẽ lấy vị trí thứ 5 hắc bảng của ông. Hỏa kiếm của Mạc Phàm chỉ về phía quỷ lão. Hỏa kiếm dài ra, xuyên qua cơ thể quỷ lão. Ngọn lửa màu vàng từ miệng vết thương, lan tràn trong cơ thể quỷ lão ra, trong chớp mắt bao trùm cả người quỷ lão, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quỷ lão đứng thứ 5 hắc bảng chết. Mạc Phàm tiện tay thiêu hủy 3 thi thể khác, cất vô thường kiếm và thu thủy vào, đi về phía băng hàn ma hồn nằm rạp trên đất. Băng hàn ma hồn không thể nói chuyện, liều mạng lắc đầu, giống như rất sợ Mạc Phàm. Trở thành nô lệ của tôi, hay là chết, tự mình chọn đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tuy băng hàn ma hồn là ma tộc cấp thấp, nhưng vì trong băng hàn ma hồn không có nam chỉ có nữ, có năng lực khống chế băng tuyết, cho dù ở bên cạnh nơi núi lửa hoạt động, băng hàn ma hồn cũng có thể khiến tuyết rơi. Trên núi Phú Sĩ Nhật Bản có tuyết trắng lâu năm, hẳn là có thứ tương tự băng hàn ma hồn. Cho nên ở tu chân giới, không ít tu sĩ bắt lấy để trong phủ đệ động thiên tạo tuyết, có một số người còn bắt các loại linh thú, ma tộc dùng để thay đổi ngày đêm xuân hạ thu đông. Tuyết Nhi rất thích tuyết, nhưng Giang Nam tương đối ấm, vài năm không thấy tuyết một lần. Giữ băng hàn ma hồn này, tạo cảnh tuyết cho Tuyết Nhi vậy. Băng hàn ma hồn như được đại xá, gật đầu liên tục. Nếu muốn thành nô lệ của Y Tiên Bất Tử, chắc cô biết quy củ rồi chứ? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Ở trước mặt hắn băng hàn ma hồn không đáng nhắc tới, một ý niệm trong đầu hắn cũng diệt được, đối với những người khác lại là nguy hiểm rất lớn, dù sao băng hàn ma hồn này cũng có thực lực tiên thiên đỉnh phong. Nếu muốn thành nô lệ của hắn, vào cửa của hắn, phải tuân thủ quy củ của hắn. Băng hàn ma hồn liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, do dự một lát, một tay xuyên vào trong ngực mình, một viên đá 6 góc màu xanh đậm xuất hiện, giơ hai tay đưa cho Mạc Phàm. Cô đã lựa chọn sáng suốt. Mạc Phàm lạnh nhạt nhận cục đá. Đừng nói là băng hàn ma hồn, nữ vương bọn họ cũng không xứng trở thành nô lệ của Y Tiên Bất Tử hắn, băng hàn ma hồn này trở thành nô lệ của hắn nên cảm thấy may mắn. Ý niệm hắn vừa động, hỏa kiếm màu vàng trong tay nhanh chóng co rút ngưng kết, trong chớp mắt biến thành phù chú phong cách cổ xưa. Đi! Mạc Phàm khẽ quát, phù chú bay vào trong tảng đá màu lam, tảng đá lập tức có thêm màu vàng rực rỡ mà chí mạng. Tảng đá này là ma hạch của băng hàn ma hồn, ma hạch này bị hủy, băng hàn ma hồn sẽ hồn phi phách tán. Hiện giờ có sinh tử phù của hắn, chỉ cần băng hàn ma hồn sinh lòng phản nghịch, sẽ nếm đau đớn khi bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Sau đó Mạc Phàm tạo hai pháp ấn khác nhau, đánh vào trong ma hạch. Nếu trở thành nô lệ của tôi ban cho cô năng lực nói chuyện và năng lực biến đổi. Hắn vừa nói xong. Trong đôi mắt hoảng sợ của băng hàn ma hồn hiện lên kinh ngạc vui mừng. Cơ thể khổng lồ, bìu hãn của băng hàn ma hồn nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt biến thành mỹ nữ nhân loại. Mái tóc dài màu đen như thác nước, đôi mắt như ngôi sao, làn da như ngọc, mặt như hoa. Dáng người lồi lõm quyến rũ, nơi nền to không kém hai đại mỹ nữ như Lam Điệp, Gia Cát Nguyệt, bất luận là cơ thể hay khuôn mặt đều mạnh hơn vô số người mẫu minh tinh, tuyệt đối là vưu vật cấp bậc gây họa. Nếu đi trên thảm đỏ, chắc chắn hấp dẫn vô số đàn ông. Nhất là băng hàn ma hồn hiện giờ, càng hấp dẫn ánh mắt người khác. Cảm ơn chủ nhân. Băng hàn ma hồn cung kính nói. Trong băng hàn ma hồn nhất tộc bọn họ, chỉ có vương tộc mới biến thành hình người, có thể nói chuyện. Trong tu sĩ nhân loại, không phải người nào cũng có thể ban thưởng cho bọn họ năng lực nói chuyện và biến thành người. Người thanh niên trước mặt cô không phải người bình thường. Sau này cô tên là Mạc Tiểu Hàn, mặc quần áo vào rồi đi theo tôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn cơ thể băng hàn ma hồn một cái, ném ma hạch cho cô, nói. Hắn búng ngón tay, hộ sơn đại trận cỡ một gian phòng quay về như ban đầu, hắn nhìn về một phía. Trạm tiếp theo, Lâm gia. Dạ. Tiểu Hàn cung kính cất ma hạch, huyễn hóa quần áo trắng, cái kìm được cô biến thành thắt lưng quấn bên hông chưa đầy một nắm tay, rời đi với Mạc Phàm. Lâm gia. Quán trà Thảo Lư, một trong những quán trà nổi tiếng nhất ở tỉnh Giang Nam. Trong phòng VIP chữ Thiên, đám Lâm Thiên Phong, Mộc Hồng Viễn ngồi trên ngọc thành tạo thành ghế, trước người mỗi người là bàn trà do gỗ tử đàn trăm năm tạo thành,
trên mặt cả đám đều là tươi cười. Trước bàn trà bọn họ, mỗi người có một mỹ nữ mặc sườn xám, ngực và hai chân tuyết trắng lộ ra, chân trần quỳ trên đất, bàn tay trắng nõn pha trà như nước chảy mây trôi. Chỉ trong chốc lát, mùi thơm ngát thấm tận đáy lòng lan ra khắp căn phòng. Trà ngon. Mộc Hồng Viễn thưởng trà, khen. Mộc gia bọn họ thân là trùm chữa bệnh, chưa bao giờ thiếu trà ngon, trà này đúng là không tệ. Mộc Tổng, đây là trà đại hồng bào hái ở Vũ Di Sơn, còn dùng thân thể xử nữ sưởi ấm, một năm chỉ có vài cân, một lượng đã mấy chục vạn, có thể kém được sao, nếu không phải hôm nay Mạc gia bị diệt, Mạc đại sư kia bị diệt trừ, muốn uống thứ này cũng không dễ, Dư Danh cười nịnh nọt nói. Hóa ra là đại hồng bào, chẳng trách lại thơm như thế. Lúc này hẳn là người Mạc gia và Mạc phàm không còn sống rồi. Mộc Hồng Viễn híp mắt, bỏ chén trà xuống nói. Trong số những người đối phó Mạc gia lần này không chỉ có Quỷ Lão, Băng Ma, Tống Trung và Liễu Như Phong Tiên Thiên Tông sư nổi tiếng, còn có vô số sát thủ mấy nhà bọn họ thuê, đã qua lâu như vậy, chắc Mạc phàm bị diệt rồi. Chuyện này còn có khả năng khác sao? Đám Dư Danh vô cùng tự tin nói. Nhiều người ra tay như thế. Mạc gia đâu có may mắn thoát được. Vậy tối nay phải chúc mừng một phen rồi, Lâm Tổng. Mộc Hồng Viễn cười đề nghị. Yên tâm đi, Mộc Tổng, đợi Mạc gia bị diệt, chắc chắn không thể thiếu chúc mừng, nhưng không thể quá lơ là, Mạc đại sư kia không đơn giản như vậy. Lâm Thiên Phong uống một ngụm trà, thận trọng nói. Ngoài miệng thì nói như vậy, trong mắt ông ta là tự tin mưu kế quyết định thắng bại sau cùng. Ra tay như thế. Tiêu diệt một tiểu quốc cũng được, không nói đến Mạc gia Đông Hải nho nhỏ. Lâm Tổng khiêm tốn rồi, tôi dám cược 100 vạn, chắc chắn Mạc gia sẽ bị diệt. Dư Danh vỗ ngực, nói chắc chắn. Nhiều người ra tay với Mạc gia như thế, Mạc gia đâu có khả năng xoay người. Qua hôm nay, không chỉ Mạc gia biến mất, toàn bộ tài sản của Mạc gia sẽ trở thành một phần của Lâm gia. Những người phụ nữ có quan hệ với Mạc gia như Lưu Nguyệt Như, Bạch Vô Song, Tô Nhã Hân sẽ thành đồ chơi trong yến hội chúc mừng của bọn họ, chỉ nghĩ đến thôi ông ta đã đứng ngồi không yên. Là Lưu Nguyệt Như và Bạch Vô Song, còn có người mẫu Tô Nhã Hân nữa. Dư Tổng, 100 vạn quá ít, không giống phong cách của ông, tôi cá 1.000 vạn Mạc phàm bị diệt. Chu Khoát Hải cười nói. Hai người không khác nhau mấy đâu, tôi cá cả gia sản. Phương Thần Vũ gia chủ Phương gia cười nói. Tôi cũng cá cả gia sản. Mộc Hồng Viễn nói theo. Mẹ kiếp, cộng thêm cả tôi nữa. Một đám người vô cùng hứng thú, tất cả đều đặt cược Mạc gia bị diệt, tiếng cười truyền từ trong phòng ra. Đúng lúc này, di động của Lâm Thiên Phong vang lên. Mọi người nhìn về phía di động của Lâm Thiên Phong, trước mắt lập tức sáng lên. Cuối cùng cũng đến. Lâm Tổng, lần này ông yên tâm rồi chứ? Mộc Hồng Viễn nhếch miệng, cười nói. Lúc này gọi điện đến. Chắc chắn là tin Mạc gia bị diệt, không còn gì khác. Chúc mừng Lâm Tổng. Phương Thần Vũ chắp tay nịnh nọt. Từ nay về sau, không còn ai dám ra tay với Lâm gia nữa. Tiếng chúc mừng vang lên. Trong mắt Lâm Thiên Phong chớp lóe tinh quang, khóe miệng hơi nhếch lên, cười đắc ý. Ông ta muốn nghe điện thoại, một giọng nói lạnh lùng truyền từ cửa đến. Các ông đánh cược thắng thua như vậy không có ý nghĩa, các ông thích đánh cược như vậy. Tôi đánh cược với các ông một lần, thế nào? Giọng nói này vừa vang lên, hàn khí khiến người ta sởn gai ốc truyền đến. Đám Lâm Thiên Phong nhìn người nói chuyện, chỉ thấy bên cạnh bàn trà, một người đàn ông tóc dài màu đen, mặc quần áo trắng, khuôn mặt anh tuấn, khí chất khoan thai như bước từ trong tiên cảnh tới, làm người ta nhớ tới một câu thơ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Bên cạnh người đàn ông là một mỹ nữ cũng mặc đồ trắng, mặt như ngưng xương. Ánh mắt rét lạnh, gương mặt tinh xảo, dáng người nóng bỏng như tiên tử. Một nam một nữ đột nhiên xuất hiện, rất giống như bọn họ đang phong hoa tuyết nguyệt với tình nhân, bỗng nhiên có chậu nước đá hắt xuống. Vài người giật mình, trên mặt lộ ra chút kỳ lạ, cả căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có di động Lâm Thiên Phong đang vang và tiếng tim đập thình thịch. Rất lâu sau, lúc này Dư Danh mới phản ứng kịp, chỉ vào Mạc Phàm kêu lên. Hai người là ai, ai cho hai người vào? Nhanh cút ra ngoài, hù chết lão tử rồi. Ông ta vốn trầm mê tử sắc, thân thể sớm bị vét sạch, hai người vừa xuất hiện, ông ta sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ông ta vội vàng lấy một lọ thuốc ra, uống hai viên. Dám vô lễ với chủ nhân, chết.
Mạc Tiểu Hàn nhíu mày, nhìn về phía Dư Danh, trong mắt lóe lên lam quang quỷ dị. Dư Danh nhíu mày, hai người này ăn mặc như vậy vào quán trà, không phải con hát thì bị bệnh thần kinh. Gái điếm này dọa ông ta không nhẹ, còn dám nói chuyện với ông ta như thế, đúng là không biết sống chết. Kỹ nữ thối, chủ nhân của cô quá non, làm nô lệ cho tôi nhất định sẽ khiến cô dục tiên dục. Dư Danh nhếch miệng cười dâm nói. Những người phụ nữ như Bạch Vô Song, Lưu Nguyệt Như, Tô Nhã Hân thì ông ta đừng nghĩ, chắc chắn không đến lượt ông ta. Bộ dạng cô bé này kém đám Bạch Vô Song một chút, còn luôn miệng xưng người đàn ông bên cạnh là chủ nhân cô ta, chắc chắn là được dạy dỗ rồi, ông ta thích nhất trò này, hôm nay lấy cô bé này chúc mừng Mạc gia bị diệt vậy. Ông ta còn chưa nói xong chữ tử cuối cùng, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Răng rắc âm thanh đóng băng vang lên từ trong. Khối băng màu lam toát ra từ tai mắt mũi miệng Dư Danh, nhanh chóng lan tràn khắp người ông ta. Chỉ trong phút chốc, Dư Danh vẫn duy trì tư thế vẻ mặt thống khổ vừa rồi bị đông lạnh tại chỗ. Khối băng màu lam chảy từ người Dư Danh ra, lan tràn ra xung quanh. A, tiếng thét chói tai phát ra từ miệng mấy mỹ nữ mặc sườn xám, vẻ mặt đám Mộc Hồng Viễn hoảng sợ, nhanh chóng rời xa Dư Danh, sợ dính khối băng màu lam sẽ như Dư Danh. Trong phòng VIP giống như chết lặng, mọi người đều nhìn về phía hai người, trong mắt đều là hoảng sợ, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán bọn họ xuống. Ngay cả sắc mặt Lâm Thiên Phong cũng khó coi có thể vặn ra nước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một ánh mắt liền đông cứng Dư Danh, hai người này không phải người bình thường. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, giống như không để ý sống chết của Dư Danh, vẫy tay với một mỹ nữ mặc sườn xám có vẻ thanh tú. Cô lại đây, pha trà cho chủ nhân tôi. Mạc Tiểu Hàn chỉ một cô gái nói. Mỹ nữ thơ na tú kia run run chậm rãi đến gần Mạc Phàm, quỳ gối trước người Mạc Phàm bắt đầu pha trà cho hắn. Không lâu sau, một chén trà tỏa ra mùi thơm bốn phía đưa tới trước người Mạc Phàm. Mạc Phàm uống một ngụm, lúc này mới nhìn đám Lâm Thiên Phong, các ông suy nghĩ kỹ chữa, tôi tới đánh cược với các ông thắng gia sản của các ông vẫn là của các ông, thua sẽ như ông ta. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Dư Danh một cái nói. Mạc Phàm vừa dứt lời, trong phòng VIP lặng ngắt như tờ. Đánh cược thua phải như Dư Danh sao? Đám Lâm Thiên Phong liếc nhìn Dư Danh bị đông lạnh thành băng điêu, sắc mặt vô cùng khó coi. Người này là ai thế? Sao lại tới tìm chúng ta gây phiền phức? Mạc gia sao? Mạc gia hẳn là không có một người như vậy. Một đống dấu chấm hỏi hiện lên trong lòng bọn họ. Vị đại sư này, chúng tôi có thể không tham gia không? Mộc Hồng Viễn vô cùng khách sáo hỏi. Có thể, chỉ cần ông muốn lập tức như ông ta. Mạc Phàm uống trà, không thèm liếc mắt nhìn Mộc Hồng Viễn một cái, lạnh lùng nói. Trái tim Mộc Hồng Viễn đập thình thịch, vội vàng câm miệng, không dám nói nữa. Một đám người đều nhìn về phía Lâm Thiên Phong. Rõ ràng hai người này lai giả bất thiện, Lâm Thiên Phong là người có quyền nói chuyện nhất ở đây, vẫn nên để Lâm Thiên Phong xử lý tốt hơn. Vị đại sư này, tôi là Lâm Thiên Phong gia chủ Lâm gia, chúng tôi có thể phụng bồi cậu đánh cược bất cứ lúc nào, nhưng cược mạng thì lớn quá, có thể nể mặt tôi, đổi thành cược thứ khác hay không? Lâm Thiên Phong đánh giá Mạc Phàm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ông ta cảm thấy Mạc Phàm rất quen thuộc, nhưng tạm thời không nghĩ ra được là ai. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Lâm Thiên Phong một cái, cười lạnh lùng. Xem ra sau khi hắn biến thành tiên thiên chi thể, đám Lâm Thiên Phong không nhận ra. Cho ông mặt mũi cũng được, các ông có thể không đánh cược. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cảm ơn đại sư. Lâm Thiên Phong cười nói. Đám Mộc Hồng Viễn mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên hai chữ Lâm gia có tác dụng. Nhưng nếu các ông không đánh cược, tôi sẽ giết chết tất cả các ông, cho các ông 3 phút suy nghĩ. Mạc Phàm thưởng trà, nói tiếp. Lâm Thiên Phong muốn hắn nể mặt. Không biết lát nữa Lâm Thiên Phong biết thân phận của hắn sẽ có biểu cảm gì. Cái gì? Đám Lâm Thiên Phong như bị sét đánh, tươi cười trên mặt cứng ngắc, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhất là Lâm Thiên Phong, lông mày nhíu chặt lại, trên mặt xanh đỏ bất định. Ông ta đã nói Lâm gia ra rồi, vậy mà đối phương không cho chút mặt mũi. Một Mạc gia đối nghịch với Lâm gia bọn họ sắp bị diệt rồi, bên này lại xuất hiện một người nữa. Xin hỏi tôn tính đại danh vị đại sư này, một chúng tôi không đắc tội đại sư, hai hẳn là không cừu không oán với đại sư,
cho dù đắc tội cậu chỗ nào, tôi nghĩ chắc đại sư không biết Lâm gia Giang Nam tôi. Lâm Thiên Phong trầm giọng hỏi. Ông ta có cảm giác gặp Mạc Phàm ở đâu đó rồi, chỉ là không nhớ ra. Đám Mộc Hồng Viễn nhíu mày nhìn Mạc Phàm, tiểu tử này là ai mà hung hãn như thế, vậy mà không nể mặt Lâm gia, không biết kết cục đối nghịch Lâm gia sao. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Ý niệm hắn vừa động, tóc đen dài nhanh chóng biến mất, dung nhan thay đổi, áo trắng cũng thành quần áo thoải mái lúc trước. Chỉ trong phút chốc, hắn liền quay về bộ dạng lúc trước, mái tóc ngắn, trang phục đơn giản thoải mái, gương mặt chưa tới 20 tuổi. Lâm Thiên Phong, bây giờ ông còn cảm thấy chúng ta không thù không oán, tôi không biết Lâm gia Giang Nam ông nữa không? Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm vừa nói những lời này, cả căn phòng VIP rộ lên. Mấy mỹ nữ mặc sườn xám há to miệng thành hình chữ O, có thể nhét vừa quả trứng ngỗng. Quán trà này đứng đầu tỉnh Giang Nam, bọn họ coi như là người từng trải việc đời, nhưng chưa từng thấy ai như Mạc Phàm, lập tức biến thành một người khác. Mắt đám Mộc Hồng Viễn mở to, thiếu chút nữa tròng mắt rớt xuống, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Lúc này Mạc Phàm nên kéo dài hơi tàn trong bao vây tấn công của đám quỷ lão, băng ma, hay bị đám quỷ lão giết chết mới phải. Sao Mạc Phàm có thể biến thành bộ dạng vừa rồi, bên cạnh còn có mỹ nữ sử dụng băng hàn chi lực, xuất hiện trước mặt bọn họ. Sắc mặt Lâm Thiên Phong trắng bệch, đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong đôi mắt đều là khó có thể tin. Ông ta sớm đã có cảm giác ông ta quen người này, nhưng không ngờ người này lại là Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt, ngoại trừ mấy mỹ nữ mặc sườn xám ra, toàn bộ đều mặt xám như cho tàn. Rất lâu sau Lâm Thiên Phong mới cử động miệng vài cái. Lúc này mới ấp a ấp úng phát ra âm thanh. Mạc Phàm, sao cậu tìm được tới đây? Đám quỷ lão coi giữ bên ngoài trang viên, không có khả năng để Mạc Phàm trốn thoát. Đám quỷ lão bị Mạc Phàm giết chết rồi sao? Nghĩ tới đây, ông ta vội vàng lắc đầu. Quỷ lão đứng thứ 5 trên hắc bảng, băng ma không nằm trong hắc bảng, nhưng có thể đóng băng một tiểu quốc ở châu Phi, thực lực không dưới quỷ lão. Mạc Phàm chỉ đứng thứ 9 trên hắc bảng, sao có thể giết hai người đứng thứ 5? Tìm các ông rất khó sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Tối hôm qua hắn đã để lại dấu hiệu trên người Lâm Thiên Phong, cho dù bọn họ chạy đến vũ trụ, hắn cũng có thể tìm được, không nói đến chuyện bọn họ còn ở Giang Nam, một nơi không tính là lớn. Đám quỷ lão đâu? Lâm Thiên Phong hỏi. Nếu đám quỷ lão không chết, không phải không có một chút cơ hội. Đợi các người chết có thể nhìn thấy bọn họ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Sắc mặt đám Lâm Thiên Phong thay đổi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không một ai nói được ra lời. Mạc Phàm nói rất rõ ràng, chắc chắn đám quỷ lão chết trên tay Mạc Phàm. Chuyện này, sao lại có chuyện này? Mộc Hồng Viễn không thể tin được nói. Nếu đúng như lời Mạc Phàm nói, vậy bọn họ chết chắc rồi. Cô ta là ma ảnh của băng ma sao? Lâm Thiên Phong chỉ Mạc Tiểu Hàn đứng bên cạnh Mạc Phàm, ngơ ngẩn hỏi. Chuyện băng ma mang theo ma ảnh đóng băng một tiểu quốc ở châu Phi, người bình thường chỉ biết là thiên tai, bỗng nhiên tuyết rơi đông chết người, nhưng ông ta biết vì ma ảnh kia. Vị mỹ nữ bên cạnh Mạc Phàm vừa tới, liền đóng băng dư danh, chắc chắn là ma ảnh bên cạnh băng ma. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Tâm tình đám Mộc Hồng Viễn chìm vào đáy cốc. Ngay cả đám quỷ lão đều chết trên tay Mạc Phàm này lợi hại biết bao nhiêu, cả tỉnh Giang Nam đã không có ai cứu được bọn họ. Mạc Phàm, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Lâm Thiên Phong nghiến răng nói. Rất đơn giản, không phải vừa rồi các ông đánh cược sao, tôi đánh cược với các ông, không phải các ông cảm thấy Mạc gia tôi chắc chắn bị diệt à, nếu trong điện thoại của các ông truyền đến tin người Mạc gia tôi bị giết chết, các ông có thể sống rời đi, nếu không phải... Tôi muốn các ông để lại tiền đặt cược và mạng mình, mỗi người một chiếc điện thoại, người nào trước đây? Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám Lâm Thiên Phong, hỏi. Lâm Thiên Phong trăm phương ngàn kế diệt Mạc gia bọn họ, nếu hắn giết Lâm Thiên Phong dễ dàng, vậy thì quá tiện nghi cho Lâm Thiên Phong. Nếu bọn họ thích chơi như vậy, hắn sẽ chơi với bọn họ tới cùng. Đám Lâm Thiên Phong nhìn di động vẫn kêu trên bàn, không tự chủ được nuốt nước bọt, mồ hôi rơi như mưa. Nếu Mạc Phàm chưa tới, những cuộc gọi sẽ là tin Mạc gia bị diệt. Nhưng Mạc Phàm không chết, cú điện thoại như một viên đạn bỏ vào trong súng ổ quay, xác suất 1/6, có trúng đạn hay không phải xem vận khí. Mạc Phàm thấy không ai đứng ra,
rời mắt nhìn Chu Khoát Hải. Ra giá 100 vạn đã chết, ông vừa ra 1.000 vạn, vậy thì bắt đầu từ ông đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong giọng nói là không thể làm trái. Tôi. Chu Khoát Hải dùng tay chỉ về phía mình, trên mặt không còn chút huyết sắc. Ở đây ngoại trừ ông ra, không còn ai tên là Chu Khoát Hải đi. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Mạc tiên sinh, tôi bị ép đứng về bên Lâm gia, tôi tặng tất cả tài sản cho cậu, tôi có thể rời đi không? Chu Khoát Hải không thèm quan tâm sắc mặt Lâm Thiên Phong, vội vàng cầu xin. Ông ta không ngốc như dư danh, rõ ràng là Mạc Phàm đến báo thù, nếu bọn họ thua, chắc chắn phải chết. Cho dù bọn họ thắng, đợi Mạc Phàm nghe tin người Mạc gia bị diệt, Mạc Phàm sẽ tha cho bọn họ sao? Vẫn nên nhanh rời đi tốt hơn. Ông có gia sản ngàn triệu không? Mạc Phàm hỏi. Ngàn triệu. Đám Mộc Hồng Viễn sửng sốt. Gia sản ngàn triệu, cả thế giới có tổng cộng gần 100, ở đây chỉ có Lâm gia có tài sản ngàn triệu. Tôi có trên 100 triệu, có thể đưa hết cho Mạc đại sư, Chu gia chúng tôi sắp làm tài chính, có thể xử lý tài vụ giúp Mạc gia cậu, chắc chắn kiếm 1.000 triệu không có vấn đề. Chu Khoát Hải nói. Không có, vậy ông đừng rời đi. Mạc Phàm lạnh như băng nói. Ra tay với Mạc gia, không có 1.000 triệu tạ lỗi còn muốn đi. Còn bản lĩnh kiếm tiền, Chu gia có thể kiếm được 1.000 triệu trong một đêm như hắn không? Hắn mới nói xong, trong mắt Mạc Tiểu Hàn chớp lóe lam quang, nhìn thoáng qua Chu Khoát Hải. Răng rắc, âm thanh khiến da đầu người ta run lên vang lên. Chu Khoát Hải chưa kịp nói một câu, liền như dư danh. Mộc Hồng Viễn, ông thử một chút không? Để tất cả gia sản Mộc gia ra. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mộc Hồng Viễn một cái, lạnh nhạt hỏi. Sắc mặt Mộc Hồng Viễn khó coi tới cực hạn, ông ta cố nặn ra nụ cười vui vẻ. Mạc đại sư, tôi chủ động nhường vị trí gia chủ, chỉ cần một câu của cậu, tặng cho Lưu Nguyệt Như hay Mộc Phong Nhạc đều được, cậu xem có thể nể mặt Lưu Nguyệt Như và Mộc Phong Nhạc, tha cho tôi không? Vị trí gia chủ của ông ta thì khó nói, giữ mạng trước rồi nói sau. Mạc Phàm muốn để hai người quản lý Mộc gia cũng không dễ dàng như thế. Mạc Phàm nheo mắt lại, nhìn về phía Mộc Hồng Viễn. Mộc Hồng Viễn vốn có quan hệ hợp tác với Mạc gia, một câu của Lâm gia, Mộc gia không chỉ hủy hợp đồng với Mạc gia, còn dốc sức chèn ép Lan Quý Phi của Mộc Phong Nhạc, vậy mà còn dám bảo hắn nể mặt Lưu Nguyệt Như và Mộc Phong Nhạc. Lưu Nguyệt Như và Mộc Phong Nhạc ước gì có thể giết Mộc Hồng Viễn mới đúng. Trong số sát thủ đuổi giết người Mạc gia tôi, Lưu Nguyệt Như và Mộc Phong Nhạc, hẳn là có Mộc gia ông. Mạc Phàm hỏi. Chuyện này. Sắc mặt Mộc Hồng Viễn lập tức khó coi, không còn lời nào để nói. Quả thật trong số những sát thủ đó có ông ta phái đi. Tôi sẽ lấy vị trí gia chủ Mộc gia của ông không có tư cách bàn điều kiện với tôi, đánh cược một lần hoặc chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ông đánh cược hay chết? Trong đôi mắt Mạc Tiểu Hàn chớp lóe lam quang. Nhìn về phía Mộc Hồng Viễn. Mộc Hồng Viễn thấy Mạc Tiểu Hàn muốn ra tay, sắc mặt khó coi, mắt đảo liên tục, do dự bất định. Một lát sau ông ta nhíu mày, lúc này mới hạ quyết tâm. Tôi cá. Không cả chỉ có đường chết, vậy thì đánh cược một lần. Cao thủ Mạc gia chỉ có Mạc Phàm có thể giết đám quỷ lão, những người khác sẽ không may mắn như vậy, khả năng bị giết chết rất cao. Nhớ đâu Mạc Phàm giữ lời. Nói không chừng ông ta có thể sống sót. Nghe điện thoại đi, Lâm Thiên Phong. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói với Lâm Thiên Phong. Sắc mặt Lâm Thiên Phong như giấy vàng, một tay run rẩy vươn về phía di động đang kêu liên tục. Ngoại trừ Mạc Phàm và Mạc Tiểu Hàn ra, sắc mặt mọi người đều kỳ lạ, trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn di động trong tay Lâm Thiên Phong. Bọn họ có giữ được mạng hay không, đều nhờ cuộc điện thoại này. Trong lúc này, cả căn phòng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Lâm Thiên Phong ấn lên di động vài cái, lúc này mới nghe máy, một giọng nữ thanh thúy luống cuống truyền trong di động ra. Lâm Tổng, việc lớn không hay rồi. Những lời này vang lên, ngoại trừ Mộc Hồng Viễn ra, mọi người như nhìn đồng bọn bị phán tử hình. Mộc Hồng Viễn ngồi phịch xuống đất, mặt như người chết. Ông ta vốn ôm chút may mắn, nhưng những lời này như phán tử hình ông ta. Làm sao vậy? Lâm Thiên Phong liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, vô lực hỏi, giống như già đi rất nhiều, giọng nói không còn to như trước. Người chúng ta phái đi đều bị giết sạch, một người Mạc gia cũng không bị giết,
chỉ bị thương vài người. Giọng nói trong điện thoại vang lên. Người của bọn họ vừa ra tay, liền xuất hiện mấy cao thủ. Sát thủ bọn họ mời đến đều là sát thủ tinh anh, cơ bản đều là cao thủ cấp bậc nội kình. Nhưng ở trước mặt những người này, thì không phải như vậy, căn bản không là đối thủ của đối phương. Mạc Phàm như sớm đã dự đoán được, tiếp tục dùng trà. Cái gì? Vẻ mặt Lâm Thiên Phong và những người còn lại ngẩn ra, không khác gì Mộc Hồng Viễn. Thực lực của Mạc Phàm vượt qua tưởng tượng của bọn họ, không thể giết còn chưa tính, người Mạc gia cũng không sao, sao lại có chuyện này? Trong số những người bọn họ phái đi, không chỉ tỉnh Giang Nam, những tỉnh khác như Đông Hải, Nam Sơn, đều phái người đi. Cho dù Mạc Phàm giỏi đến mấy, cũng không có khả năng bảo vệ được mọi người. Chỉ cần bọn họ bắt được một người, còn cò kè mặc cả đường sống được. Ai ngờ bọn họ hao phí sức lực như thế, không chỉ chọc giận Mạc Phàm, còn công dã tràng. Chuyện này, lần này bọn họ ai cũng đừng nghĩ rời đi. Một đám người nhìn điện thoại, lại nhìn Mạc Phàm từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên, không nói nên lời. Lúc trước Mạc Phàm không là gì trước mặt Lâm gia, thậm chí còn không bằng Mộc gia, Chu gia. Nếu Lâm gia là lão hổ, bọn họ là lang, vậy thì Mạc gia là con cừu nhỏ. Có ai ngờ muốn ra tay với Mạc gia, ngay cả lão hổ như Lâm gia cũng không phải đối thủ. Sốt cuộc cậu là ai, vậy mà mời được nhiều người như thế? Lâm Thiên Phong nắm chặt tay, không cam lòng nói. Chắc chắn Mạc Phàm không chỉ là Mạc Đại Sư Đông Hải đơn giản như vậy, nếu không sao thắng được nhiều người của bọn họ như thế. Tôi là thư ký của ông mà. Trong điện thoại, thư ký mỹ nữ khó hiểu nói. Đúng rồi, Lâm Tổng, hình như những người bảo vệ người Mạc gia là Long Tổ. Thư ký mỹ nữ nói thêm một câu. Long Tổ, tâm tình đám Lâm Thiên Phong rơi xuống đáy cốc hoàn toàn. Long Tổ chỉ là truyền thuyết với những người bình thường, căn bản không là bí mật với những nhà giàu có bọn họ. Hậu cần, nhân viên tình báo kém nhất trong Long Tổ cũng có cấp bậc nội kình, tiểu đội chiến đấu toàn là cấp bậc tiên thiên. Nếu Long Tổ ra tay, quả thật người bọn họ phái đi không phải đối thủ. Cậu là Long Vương. Vẻ mặt Lâm Thiên Phong khó coi nói. Mạc Phàm có thể điều động Long Tổ chắc chắn không phải người bình thường, vị trí trống trong Long Tổ chỉ có Long Vương. Cũng được, cho các ông chết một cách rõ ràng, tôi là Mạc Phàm, chỉ là một sinh viên đại học. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Khóe miệng đám Lâm Thiên Phong giật giật, sinh viên đại học có chút sở trường muốn làm việc cho bọn họ chưa chắc đã cần, nhưng có thể diệt Lâm gia, đã tát mạnh bọn họ liên tục trong vô hình. Tôi còn là thần y Đông Hải, Mạc Đại Sư. Tôi cũng là Long Vương của tiểu đội Thanh Long Long Tổ. Mạc Phàm dừng một lát nói. Sắc mặt đám Lâm Thiên Phong hung ác nham hiểm đến mức tận cùng. Đúng rồi, trừ chuyện đó ra, tôi còn có một tên khác là Y Tiên Bất Tử, hẳn là tiên nhân mà các ông hay nói. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, giọng điệu như kể chuyện xưa. Nhưng đám Lâm Thiên Phong nghe xong, lại như có trái bom nổ mạnh, tiên nhân. Cơ thể đám Lâm Thiên Phong run rẩy không thôi. Giống như mô tô hình người run rẩy kịch liệt, biểu cảm đều giống như nhau, hoàn toàn là sợ ngây người. Nhất là Lâm Thiên Phong, ông ta biết nhiều hơn, biểu cảm cũng khoa trương nhất. Mắt ông ta mở to, miệng há lớn, âm thanh kinh ngạc liên tục phát ra từ miệng ông ta. À, tiên nhân, Mạc Phàm thực sự là tiên nhân sao? Từ xưa Hoa Hạ có rất nhiều ghi chép về tiên nhân, tượng Lão Tử, Trương Đạo Lăng, Lã Động Tân, vân vân. Người nào cũng là thượng thiên nhập địa, không gì không làm được cuối cùng vũ hóa đăng thiên. Cho dù hiện giờ có một số thầy bói, đạo môn nhân sĩ được gọi là tiên nhân, nhưng đều là danh xưng, bọn họ cách tiên nhân xa. Trong ghi chép của Lâm gia, tuy linh khí trên địa cầu khô kiệt, gần trăm năm qua chưa từng xuất hiện tiên nhân, nhưng tiên nhân có tồn tại. Lâm Thiên Nam Lâm gia bọn họ và Vạn Thiên Tuyệt Thanh Bang, chỉ cần tiến thêm một bước, cũng coi như tiến vào hàng ngũ tiên nhân. Mạc Phàm thực sự là tiên nhân sao? Chuyện này, chẳng trách Lâm gia bọn họ thua thảm như thế, dưới tiên nhân đều là con kiến, người đấu với tiên, không khác gì con kiến đấu với người. Lâm Thiên Phong lập tức như cả nhiễm xương. Trong mắt những người khác là khó mà tin, nhìn vị tiên nhân là Mạc Phàm. Mạc tiên nhân, Lâm gia chúng tôi thua, là Lâm gia chúng tôi có mắt như mù, mong cậu nể mặt chúng tôi là phàm nhân, tha cho những con kiến như chúng tôi một đường sống. Dù sao Lâm Thiên Phong cũng là gia chủ Lâm gia, nhanh chóng phản ứng kịp.
Mạc Phàm lắc đầu cười, ở trong mắt hắn Lâm Gia như con kiến, hắn căn bản không thèm ngó tới. Nếu là lúc hắn vừa đến Giang Nam, hắn vốn không cần để ý Lâm Gia. Nhưng mà hiện giờ, Lâm Thiên Phong tự hạ thấp thân phận xưng là con kiến, ý đồ nhận được thương hại của hắn, còn có tác dụng sao? Nếu hắn không phải tiên nhân, Mạc Gia đã bị diệt rồi. Đúng rồi, còn một việc tôi muốn nói cho ông, kiếp trước Mạc Gia tôi bị Lâm Gia các ông diệt, một đời này Lâm Gia các ông lại định ra tay với Mạc Gia tôi, nếu ông là tôi ông sẽ bỏ qua cho Lâm Gia không? Mạc Phàm uống trà cười nói. Cái gì? Tuy Lâm Thiên Phong nghe có chút mơ hồ, nhưng không cần nghe hiểu quá nhiều là được, chỉ cần biết một phần trong đó. Mạc Phàm là trích tiên tới báo thù. Mồ hôi như hạt đậu chảy từ trán ông ta xuống, trong chớp mắt một chút tơ máu cuối cùng biến mất. Kiếp trước Lâm Gia diệt Mạc Gia, nếu ông ta là Mạc Phàm, ông ta sẽ diệt Lâm Gia trước tiên, căn bản không đợi Lâm Gia ra tay. Nhưng nếu bây giờ ông ta nói vậy, đồng nghĩa với việc muốn chết. Nếu tôi là Mạc tiên nhân, tôi sẽ khiến Lâm Gia thành nô lệ của Mạc Gia, nô dịch ngàn năm. Lâm Thiên Phong vụng trộm liếc nhìn Mạc Phàm nói. Ổn định Mạc Phàm trước, Mạc Phàm có thể giết quỷ lão, nhưng sau lưng Lâm Gia bọn họ còn quân bài chưa lật, Lâm Thiên Nam vô địch thiên hạ. Chỉ cần giữ được tính mạng, Lâm Gia bọn họ còn cơ hội xoay người. Mạc Phàm chỉ là trích tiên, không phải là tiên nhân thật sự có bản lĩnh khai thiên tích địa. Chắc chắn Mạc Phàm hiện giờ không phải đối thủ của Lâm Thiên Nam. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lâm Thiên Phong một cái, giống như nhìn thấu mục đích của Lâm Thiên Phong. Quả nhiên ông không phải y tiên bất tử tôi. Lâm gia muốn trở thành nô lệ của hắn, nô lệ của y tiên bất tử hắn có cấp bậc thấp như vậy sao? Chuyện này. Lâm Thiên Phong nhướng mày, ánh mắt phát lạnh. Ông ta chậm rãi đứng dậy, chỉnh sửa quần áo. Mạc tiên nhân, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cậu đừng quên sau lưng Lâm gia chúng tôi còn có Lâm Thiên Nam, cậu giết Sư Tổng Chu Tổng tôi không so đo với cậu, nhưng cậu dám ra tay nữa, Lâm Thiên Nam sẽ diệt Mạc gia cậu, cho dù cậu là tiên nhân cũng không làm gì được, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Dù sao đã đến nước này, ông ta dứt khoát bình nứt không sợ bể, ông ta không tin ngay cả Lâm Thiên Nam mà Mạc Phàm cũng không sợ. Lâm Thiên Phong vừa nói xong, trước mắt đám Mộc Hồng Viễn sáng lên, trên mặt là cười khẽ. Theo như lời đồn, Lâm Thiên Nam có quan hệ với Lâm Gia. Lam Gia đứng ra bác bỏ tin tức này nhiều lần, giải thích chuyện này, không ngờ Lâm Thiên Nam thật sự là chỗ dựa vững chắc của Lâm Gia. Lâm Thiên Nam đứng đầu thiên hạ, không phải người quỷ lão có thể so sánh. Lần này được cứu rồi. Mạc Phàm cười khẽ, liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn một cái. Bọn họ thua hết rồi, giết hết đi. Cái gì? Mộc Hồng Viễn còn cười chưa quá một giây. Sắc mặt lập tức khó coi. Không. Tiếng kêu hoảng loạn vang lên, đám Mộc Hồng Viễn có người nhảy cửa sổ, có người lấy lão tổng khác chắn trước người, phòng ngừa Bạch Tiểu Hàn nhìn chúng. Nhưng mà âm thanh răng rắc vang lên trừ Lâm Thiên Phong ra. Một đám người tư thế khác nhau, miệng đều há to, vẫn duy trì biểu cảm trước khi bị đông lạnh. Một khắc trước Mộc Hồng Viễn, Phương Thần Vũ và gia chủ nhà giàu có Giang Nam còn sống, trong chớp mắt chết hết. Cậu. Lâm Thiên Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt Mạc Phàm không có một chút dao động, căn bản không để Lâm Thiên Nam vào mắt. Lâm Thiên Phong lấy Lâm Thiên Nam uy hiếp hắn, đúng là muốn chết. Nếu hắn dám diệt Lâm gia, đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với Lâm Thiên Nam. Tôi biết Lâm gia ông có ân với Lâm Thiên Nam, nhưng Lâm Thiên Nam dám động vào người Mạc gia tôi, Lâm Thiên Nam cũng phải chết. Mạc Phàm tự tin nói. Trong mắt chớp lóe sắc bén. Một đời này, người nào dám động vào người nhà hắn người đó chết, Lâm gia như vậy, Lâm Thiên Nam cũng như thế, quân Khương Lâm cũng không ngoại lệ. Cho nên ông cũng chết đi. Mạc Phàm nói tiếp. Lâm Thiên Phong lùi về sau mấy bước, trên mặt là hung dữ. Cậu, tôi thành quỷ cũng không tha cho cậu, nếu có kiếp sau tôi nhất định phải diệt Mạc gia cậu. Ông không có cơ hội. Hắn khẽ búng ngón tay, như thử đàn tranh. Một đạo bạch quang biến mất vào trong cơ thể Lâm Thiên Nam. Lâm Thiên Phong nhìn về phía tay ông ta, trên mặt hiện lên vẻ kỳ lạ. Cơ thể ông ta lập tức như cát điêu khắc, cơn gió bên ngoài cửa sổ thổi vào, nhanh chóng biến thành hạt cát rơi xuống đất. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Muốn có đời sau, phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Mạc Phàm uống một hơi cạn sạch chén trà nói. Ý niệm hắn vừa động,
một đám phù văn bay từ người hắn ra, bay vào trong mi tâm những mỹ nữ mặc sườn xám mặt không còn chút máu, xóa sạch trí nhớ bọn họ, đứng dậy rời đi. Kế tiếp là Lâm Khuynh Thiên. Để lại thư ký mỹ nữ của Lâm Thiên Phong nói chuyện một mình trong điện thoại. Tỉnh Giang Nam, Tháp Đông Phương, đây là kiến trúc cao nhất tỉnh Giang Nam. Lâm Khuynh Thiên cho một tay vào túi, một tay cầm rượu vang, đứng trên sàn thủy tinh nói. Dưới chân là độ cao 400 mét, chỉ cần thủy tinh tầng này vỡ, sẽ trực tiếp rơi xuống, rất nhiều người sợ độ cao đứng ở đây chân như nhũn ra, có một số người còn nằm sấp trên kính, không dám cử động. Phía sau Lâm Khuynh Thiên, đám Phạm Nhất Trần, Phương Tử Nhạc cười như không cười, cũng đứng trên sàn thủy tinh. Nhất Trần, cậu biết cảm giác rơi từ trên cao xuống thế nào không? Lâm Khuynh Thiên uống một ngụm rượu, lùi trở về hỏi. Trái tim của em không tốt, không thích hợp với hoạt động mạnh như nhảy bungee, nhưng sẽ vô cùng kích thích, Phạm Nhất Trần cười nói. Trái lại em từng thử rồi, như anh ăn dưa hấu, nhưng không có dao, sau đó ném mạnh nó xuống đất, vô cùng đã nghiền. Phương Tử Nhạc cười quỷ dị nói. Anh ta từng thôi miên một tình địch này ngã từ tầng cao xuống, anh ta đi quan sát toàn bộ quá trình, rất kích thích. Phương Thiếu, nhất định là anh chưa từng thấy Tiên Thiên Tông sư nhảy từ nhà cao tầng xuống. Sư Bân ra hiệu bằng tay rơi xuống, cười âm hiểm nói. Vậy sẽ vô cùng kích thích. Kích thích hay không, anh sẽ thấy cảnh tượng có người nhảy xuống nhanh thôi. Lâm Khuynh Thiên cười nói. Anh ta nói với quỷ lão rồi, bọn họ sẽ để Mạc Phàm còn một hơi cuối cùng, để Mạc Phàm và những người Mạc gia khác còn sống nhảy từ Tháp Đông Phương xuống. Để cho cả Giang Nam biết. Đắc tội Lâm gia bọn họ sẽ có kết cục gì, cũng vì chút giận cho anh ta. Vậy mà một tên tiểu tử thắng anh ta 3 lần, tuyệt đối không thể thắng lần thứ 4. Vậy em chúc mừng Lâm Thiếu. Phạm Nhất Trần cười nói. Khóe miệng đám Phương Tử Phong, Phương Tử Nhạc và Dư Bân nhếch lên, đều cười. Bọn họ đều ăn khổ chỗ Mạc Phàm, cuối cùng cũng đến lúc báo thù. Lâm Thiếu, khi nào tiểu tử kia được đưa tới? Phương Tử Phong hỏi. Chờ một lát, sẽ nhanh thôi. Lâm Khuynh Thiên tự tin nói. Lúc này, chắc là Mạc Phàm chỉ còn lại chút sức lực. Nếu còn thời gian, chúng ta gọi mấy mỹ nữ trợ hứng trước, chuyện tốt như thế nếu không có mỹ nữ vây xem, chẳng phải không thú vị sao? Phương Tử Phong cười nói. Nếu muốn báo thù, tất nhiên phải báo cho Mạc Phàm hoài nghi nhân sinh, thiên sinh vạn thế không dám đắc tội bọn họ. Có thể. Lâm Khuynh Thiên hơi nhếch miệng. Phương Tử Phong cười khẽ, chỉ trong chốc lát, một đám mỹ nữ mặc lễ phục trễ ngực trang điểm đậm, oanh oanh yến yến đi đến. Bọn họ vừa thấy Lâm Khuynh Thiên, mắt lập tức sáng lên. Bọn họ đến đây đều là dụ dỗ con rùa vàng, Lâm Khuynh Thiên là con rùa vàng lớn nhất trong tứ thiếu Giang Nam. Không chỉ có Lâm Khuynh Thiên ở đây, những người khác cũng là quý công tử nổi tiếng ở Giang Nam. Một đám mỹ nữ không do dự, lập tức nhào tới. Lâm Thiếu. Có trò hay gì thế, mà gọi chúng em đến đây? Một mỹ nữ tóc ngắn màu đỏ tựa vào người Lâm Khuynh Thiên, như làm nũng hỏi. Có người đánh cược với Lâm Thiếu, thua phải nhảy xuống Tháp Đông Phương, hôm nay là ngày cuối cùng. Phạm Nhất Trần giải thích. Đánh cược với Lâm Thiếu, người nào lớn mật như vậy, không phải chắc chắn sẽ thua sao? Mỹ nữ tóc đỏ cười nói. Các em nghe nói đến Mạc Đại Sư Đông Hải chưa? Lâm Khuynh Thiên cười khẽ hỏi. Là người Đông Hải chạy khắp nơi trêu chọc phiền phức, chạy đến Giang Nam gây chuyện sao? Một mỹ nữ bên cạnh Phương Tử Phong hỏi. Thiên Thành Diệt tuyên bố muốn Đông Hải, rất nhiều phú hào thành phố Đông Hải chạy đến Giang Nam tị nạn. Khi bọn họ bồi những phú hào đó, nghe được từ miệng những phú hào đó. Chính là cậu ta. Phương Tử Phong nâng cầm mỹ nữ kia lên nói. Vậy hôm nay có trò hay để xem rồi. Một đám mỹ nữ cười đùa nói. Lâm Thiếu đánh cược với Mạc Đại Sư, người nào thua người đó nhảy Tháp Đông Phương, chuyện lớn như thế, chắc chắn ngày mai sẽ lên đầu để báo Giang Nam. Sao Mạc Đại Sư kia còn chưa tới, không phải là không dám tới đấy chứ? Mỹ nữ tóc đỏ cười nói. Tôi cũng thấy vậy, dù sao cũng là đánh cược với Lâm Thiếu chúng ta. Không sai. Một đám mỹ nữ vỗ mông ngựa Lâm Khuynh Thiên. Đây là Lâm Thiếu, một Mạc Đại Sư, sao có thể thắng? Lâm Khuynh Thiên hơi nhếch miệng, trong mắt hiện lên đắc ý, cười hài lòng. Hô hô, đợi xem. Anh ta vừa nói xong,
giọng nói của Mạc Phàm truyền từ bên cạnh đến. Không cần đợi, tôi đến rồi, các người có thể nhảy từ đây xuống. Giọng nói này vang lên, mọi người chỉ cảm thấy chớp lóe bạch quang, mọi người nhìn nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Mạc Phàm thản nhiên đứng trên sàn thủy tinh. Ngón trỏ Mạc Phàm chớp lóe bạch quang, lướt qua không trung, một lỗ hổng to xuất hiện, gió thổi vù vù vào trong. Mắt đám Lâm Khuynh Thiên mở to, tựa như gặp quỷ, sắc mặt khó coi. Đám quỷ lão còn chưa tới, vậy mà Mạc Phàm tự mình đến đây, còn không bị thương chút nào. Trong chớp mắt, sắc mặt đám Lâm Khuynh Thiên khó coi, không nói nên lời, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Anh là Mạc Đại Sư Đông Hải sao, nếu đã đến đây, còn không mau nhảy xuống. Mỹ nữ tóc đỏ không rõ tình huống cười nói. Mỹ nữ tóc đỏ này mới nói xong, chán đám Lâm Khuynh Thiên đầy mồ hôi. Quỷ lão đâu? Lâm Khuynh Thiên trầm giọng hỏi. Tôi đến đây, cậu cảm thấy thế nào? Mạc Phàm cười khẽ, hỏi ngược lại. Sắc mặt đám Lâm Khuynh Thiên khó coi đến mức tận cùng, không dám thở mạnh. Quỷ lão chưa tới, vậy có nghĩa là bọn họ thua. Làm sao có thể? Các người đều đã ở đây, vậy thì nhảy xuống hết đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Những người này đều tụ tập ở đây, giảm bớt thời gian hắn đi tìm từng người. Cái gì? Mặt đám Phạm Nhất Trần không còn chút máu. Bọn họ còn mời mấy mỹ nữ đến đây, ai biết không nhìn thấy Mạc Phàm xấu mặt, trái lại là bọn họ nâng cục đá đập vào chân mình. Lâm Thiếu. Bọn họ đều ăn khổ chỗ Mạc Phàm, biết tình tình của Mạc Phàm rồi, tất nhiên không dám động vào Mạc Phàm, tất cả đều nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên, trên mặt không còn kiêu ngạo như trước. Nếu Lâm Khuynh Thiên không cứu bọn họ, hôm nay bọn họ xong rồi. Đám mỹ nữ vừa rồi còn cười, lập tức không cười được nữa. Ngực bọn họ không nhỏ, nhưng không ngu dốt. Chỉ sợ Lâm Khuynh Thiên này đánh cược, không thắng chỉ có thua. Ánh mắt một đám mỹ nữ nhìn Mạc Phàm khác thường hơn nhiều, không ít người vội vàng rời khỏi người đám Lâm Khuynh Thiên. Sắc mặt Lâm Khuynh Thiên khó coi, hai mắt gần như phun lửa, quả đấm không tự chủ nắm chặt lại. Anh ta xem thường Mạc Phàm rồi, vậy mà đám quỷ lão không phải đối thủ của Mạc Phàm, anh ta lại thua rồi, thua 4 lần trên tay một người. Mạc Phàm, tôi thua, cậu chắc chắn muốn tôi nhảy xuống à, tôi mà nhảy xuống, Mạc gia các cậu sẽ là kẻ thù không đội trời chung với Lâm gia. Kẻ thù không đội trời chung sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Lâm gia cậu ra tay với Mạc gia, cậu cảm thấy chúng ta không phải kẻ thù không đội trời chung à? Nếu cậu cảm thấy như vậy chưa tính, trước khi tới nơi này, tôi đã giết đám Lâm Thiên Phong ở quán trà, bây giờ các cậu có thể nhảy rồi. Cái gì? Lỗ chân lông trên người đám Lâm Khuynh Thiên lập tức nổ tung. Bọn họ biết đám Lâm Thiên Phong đợi tin ở quán trà, Mạc Phàm biết, chắc chắn lời cậu ta nói là thật. Mạc Phàm dám giết Lâm Thiên Phong, vì sao không dám giết bọn họ? Mắt Lâm Khuynh Thiên khẽ đảo, bắt lấy mỹ nữ bên cạnh còn chưa rời đi. Mạc Phàm, cậu để chúng tôi nhảy cũng được, tôi sẽ mang cô bé này đi cùng. Anh ta không tin Mạc Phàm sẽ mặc kệ sống chết của người bình thường. Lâm Thiếu, đừng mà. Sắc mặt mỹ nữ tóc đỏ tái nhợt, hoảng sợ kêu lên. Nhảy từ tháp Đông Phương xuống, chắc chắn sẽ bị nát bét. Những người khác cũng bắt trước theo, bắt mỹ nữ bên cạnh làm lá chắn. Các người cảm thấy có tác dụng sao? Trong mắt Mạc Phàm lóe lên hồng quang, hai mắt lập tức như trăng máu, từng đạo huyết quang bay từ trong mắt hắn ra, bắn về mắt mấy người. Đám Phạm Nhất Trần lập tức như tượng gỗ buông những mỹ nữ đó ra, đi về phía lỗ hổng, một đám người biến mất trong tháp Đông Phương. Nhưng Lâm Khuynh Thiên không chỉ không nhúc nhích, khí tức quỷ dị trên người lan tràn ra, giống như một trái bom sắp nổ mạnh. Mạc Phàm nhíu mày lại. Thần dám. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên lam quang, nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên, lông mày lập tức nhíu lại. Phương pháp ký gửi hồn sao? Mạc Phàm nhìn Lâm Khuynh Thiên dị biến, lẩm bẩm. Hồn lực này mạnh không kém cường giả tiên thiên đỉnh phong, hồn lực của quỷ lão, băng ma bị giết, ở trước mặt hồn lực này căn bản không chịu nổi. Đây còn chưa phát động hoàn toàn, nếu phát động hoàn toàn, không biết mạnh cỡ nào. Nhưng có một việc hắn chắc chắn, hồn lực này không phải là Lâm Khuynh Thiên. Lâm Thiên Nam sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nói. Hắn không ngăn cản Lâm Khuynh Thiên, trái lại vẫy tay với những mỹ nữ kia. Nơi này không còn việc của các cô có thể đi rồi.
Vừa rồi những mỹ nữ này bị đám Lâm Khuynh Thiên lấy làm lá chắn, gần như bị dọa u mê, nghe thấy giọng Mạc Phàm, nói cảm ơn Mạc Phàm, lại nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên, nhanh chóng rời đi. Mạc Phàm ngồi trên ghế sofa, thản nhiên nhìn Lâm Khuynh Thiên. Khí tức trên người Lâm Khuynh Thiên nổ tung một tầng lại một tầng, giống như đóa hoa nở, mỗi lần nở một tầng, khí tức sẽ cường đại hơn chút. Nhiệt độ tầng này cũng thấp hơn nhiều, may mà tầng này được Lâm Khuynh Thiên bao hết, nếu không có không ít người té xỉu. Chỉ trong phút chốc, bùm một tiếng, khí tức trên người Lâm Khuynh Thiên phóng ra toàn bộ, hồn lực như long quay quanh Lâm Khuynh Thiên, kình phong tự động nhấc lên, làm tóc và quần áo Lâm Khuynh Thiên bay phấp phới. Lâm Khuynh Thiên như thay đổi thành một người khác, cằm khẽ nâng lên, vẻ mặt lãnh khốc, hai mắt như đuốc, cả người giống như bảo đao thoát khỏi vỏ. Khí tức sắc bén, làm cho người ta có cảm giác như núi cự đao treo trên đỉnh đầu. Mạc Phàm làm như không có chuyện gì, giơ tay rót cho mình một ly La Phi. Cậu là người muốn giết Lâm Khuynh Thiên? Lâm Khuynh Thiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nhíu mày hỏi. Giọng nói trầm thấp mà tràn đầy tử tính, còn mang theo cảm giác như bề trên. Hẳn là ở đây không có người khác. Mạc Phàm mỉm cười nói. Nếu là cậu, tôi khuyên cậu một câu, tha cho đứa bé này, xin lỗi đứa nhỏ này, gia tộc các cậu còn mạng để sống. Lâm Khuynh Thiên gần như ra lệnh nói. Mạc Phàm nhớn mày, cười khinh thường. Quả thật hắn không ngờ, vậy mà trên người Lâm Khuynh Thiên ẩn chứa hồn lực cường đại như thế. Nhưng chỉ là hồn lực đã muốn hắn tha cho Lâm Khuynh Thiên, còn nói xin lỗi với Lâm Khuynh Thiên nữa, Lâm Thiên Nam nghĩ mình là ai? Võ đế quân Khương Lâm không được, Lâm Thiên Nam hiện giờ càng không được, Lâm Thiên Nam chân chính cũng không có khả năng. Cho anh một phút đồng hồ nói cho tôi biết lý do không giết Lâm Khuynh Thiên, nói xong anh có thể cút. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu tử, cậu biết tôi là ai không? Mắt Lâm Khuynh Thiên mở to, hai đạo hàn quang như đao bắn về phía Mạc Phàm. Rõ ràng chỉ có một người nói chuyện, nhưng giống như có rất nhiều người lớn tiếng chất vấn quanh Mạc Phàm, những giọng nói đều có nam nữ già trẻ, mãi mà không dừng lại, làm ra đầu người ta run lên. Mạc Phàm không thèm nhìn hai đạo bạch quang, ngón tay khẽ búng, hai đạo bạch quang lập tức biến mất. Làm xong những chuyện này, lúc này hắn mới thản nhiên nói. Một đám người chết, anh còn 50 giây. Hắn tưởng rằng là một chút hồn phách của Lâm Thiên Nam, Lâm Thiên Nam có thể trở thành cao thủ số một hoa hạ, hẳn là có hồn lực cỡ này. Nhưng hiện giờ xem ra hồn lực này không phải của Lâm Thiên Nam, mà là hồn lực của một đám người hợp lại, nhân số không dưới 100 người. Hẳn là rót toàn bộ tu vi khi còn sống vào trong thứ chứa nào đó. Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, lập tức thay vào đó là lửa giận. Tiểu tử, cậu nhất định phải tự tìm đường chết sao, chỉ cần cậu dám giết tiểu tử này, đợi thủ hộ nhất tộc chúng tôi đuổi giết đi. Thủ hộ nhất tộc? Mạc Phàm nhướng mày. Mấy chữ này không hề xa lạ với hắn, thủ hộ nhất tộc tên cũng như nghĩa tồn tại vì bảo vệ. Có thể bảo vệ một gia tộc. Cũng có thể bảo vệ một thứ hay tín ngưỡng nào đó. Có thể là một người, cũng có thể là một tộc. Kiếp trước vì hắn đạt được luân hồi chi lô, bên cạnh có thủ hộ nhất tộc. Thật không ngờ, vậy mà trên người Lâm Khuynh Thiên cũng có thủ hộ nhất tộc. Thú vị, tôi xem các người bảo vệ thứ gì. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, hai đạo kim sắc nở rộ trong mắt hắn, bắn về phía người Lâm Khuynh Thiên. Nếu là bảo vệ gia tộc Lâm gia, khi giết chết Lâm Thiên Phong, không có khả năng thủ hộ nhất tộc không xuất hiện, vậy thì chắc chắn là bảo vệ một thứ nào đó. Kim quang đến chỗ nào, thân thể Lâm Khuynh Thiên lập tức biến thành trong suốt, lấy mắt thường nhìn thấy tâm can tỉ vị. Của Lâm Khuynh Thiên, chỉ trong phút chốc, ánh mắt hắn nhìn về phía mi tâm Lâm Khuynh Thiên, lông mày nhíu lại. Chỗ mi tâm Lâm Khuynh Thiên, có một chiếc chìa khóa cổ trôi nổi ở đó. Chiếc chìa khóa này có màu đen, giống như có chút tuổi đời. Đã không thấy rõ phù văn ở bên trên, nhưng linh lực ở bên trong lộ ra không yếu chút nào, mạnh hơn bạch ngọc kiếm pháp bảo trên tay hắn, hồn lực trên người Lâm Khuynh Thiên cũng xuất phát từ trong pháp bảo này. Pháp bảo, còn không phải pháp bảo bình thường, các anh vì bảo vệ thứ này mà tồn tại sao? Mạc Phàm cười hỏi. Tuy hắn không biết pháp bảo này có tác dụng gì, nhưng không phải đồ tầm thường, nếu không đã không có người bảo vệ. Thứ này như hoa dại ven đường và tiên thảo có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh, cái trước không ai quan tâm, cái sau nếu không phải yêu thú trông coi thì có trận pháp bảo vệ. Tiểu tử, cậu muốn làm gì?
Lâm Khuynh Thiên thấy Mạc Phàm phát hiện ra chiếc chìa khóa này, sắc mặt thay đổi, giống như bị giẫm phải đuôi, cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Vậy mà Mạc Phàm có thể nhìn thức hải của người khác, điều này làm anh ta khó tưởng tượng nổi. Tôi muốn thứ này rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu là pháp bảo, sao có thể bỏ qua? Một tay hắn vươn ra, tìm kiếm trên người Lâm Khuynh Thiên cách không, một đạo bạch khí lập tức bay về phía Lâm Khuynh Thiên. Sắc mặt Lâm Khuynh Thiên thay đổi, tay anh ta khẽ cử động, một khí binh lập tức thành hình, kình phong cuồn cuộn nổi lên, chém về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu không phải huyết mạch của Lâm gia, đạt được pháp bảo này cũng vô dụng, cậu lập tức dừng tay tôi sẽ tha cho cậu không bị đuổi giết, chỉ cần cậu lấy pháp bảo này, tôi đảm bảo cậu sẽ bị cả giới võ đạo và pháp đạo Hoa Hạ đuổi giết, Lâm Thiên Nam cũng thành kẻ thù không đội trời chung với cậu. Lâm Khuynh Thiên nói, cánh tay hạ xuống. Đao khí tung hoành chém về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. Dụng cụ pha trà, chén trà ở xung quanh bị thổi rơi xuống đất, âm thanh bị vỡ vang lên liên tục, bầu không khí căng thẳng, hừm. Mạc Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn Lâm Khuynh Thiên, không sợ chút nào. Tựa như tiền tài, mỹ nữ, mỗi thứ đều là kiếm hai lưỡi, lợi và hại nửa này nửa nọ, nhưng ai có thể chùn bước trước núi vàng, nhìn thấy mỹ nữ dáng người nóng bỏng, dung mạo khuynh thành sẽ buông tay. Pháp bảo cường đại đối với tu tiên giả, như tiền tài và phụ nữ đối với người bình thường, nhìn thấy có thể không lấy. Thủ hộ nhất tộc thì sao, Lâm Thiên Nam thì thế nào? Hắn cười khẽ, hai ngón tay vươn ra, kẹp lấy một cách dễ dàng, ngón tay trụm lại, đao khí cường đại lập tức vỡ nát như đồ sứ. Hồn lực cường đại thì cường đại, nhưng vì là hồn lực của nhiều người, tựa như năm bè bảy mảng, gió thổi qua là tán, mưa đánh sẽ sập. Căn bản không là gì trước mặt hắn. Đã hết một phút, có thể đi chết đi. Trong mắt Mạc Phàm lập tức biến thành màu bạc. Lâm Khuynh Thiên đang khiếp sợ thực lực không hợp tuổi tác của Mạc Phàm, vẻ mặt lập tức ngây ra như phỗng, ngây ngốc tại chỗ. Tay kia của Mạc Phàm vươn vào trong mi tâm Lâm Khuynh Thiên, lấy chìa khóa kia ra. Chìa khóa được lấy ra, Lâm Khuynh Thiên như tượng gỗ nhảy xuống theo đám Phạm Nhất Trần. Tiếng nguyền rủa vang lên. Bóng dáng anh Tuấn biến mất trong mây mù. Lâm Khuynh Thiên chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.